Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 578. Nếu Tường Vi nhìn thấy Diệp Thần tỉnh lại, liền hỏi. Nếu Tường Vi nói, người đi liền biết, ân, vật kia năng lượng mặc dù dồi dào, nhưng nói thật, có chút kinh khủng, người nếu là hấp thu, quá trình khó tránh khỏi đau đớn, nhưng ta nghĩ, người hẳn là có thể chịu đựng lấy. Diệp Thần gặp như Tường Vi nói đến thần bí như vậy, cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Bất Thu theo ở phía sau, nghe được như Tường Vi lời nói sau, hắn tựa hồ biết cái gì, lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, nói, Tường Vi đại nhân, ngươi sẽ không phải mang Trần Dạ đại nhân đi sụp đổ chi nguyên a? Lăng Tiêu Thiên Cung, Vạn Môn Vị, Cổ Hoàng Điện mấy người các đại môn phái, có không ít người ngay ở chỗ này, khi nhìn đến con sông phân nhánh sau, bọn hắn không chút do dự, dọc theo có bảo quang nhánh sông tiến lên, mà đổi thành một đầu phân nhánh, thiên cơ khí tức quá kinh khủng, tất nhiên là ẩn giấu vô tận nguy hiểm, lại không người dám đi, sợ gặp phải cái gì trong vực sâu ma vật. Diệp Thần ba người ở đây ngừng chân, hơi có chút cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bất quá chung quanh các đại môn phái đệ tử, cũng không có ai dám lên phía trước khiêu khích, chỉ là âm thầm dò xét nghị luận. Luân hồi chi chủ cũng tới, nhìn rất bộ dáng yếu ớt. Bất quá coi như suy yếu, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Cương thi này là như tâm thánh nữ, như thế nào biến thành bộ dạng này kinh khủng bộ dáng? Chẳng lẽ nàng đã bị vực sâu tà ma ăn mòn? Hay là đi xa một chút, không nên trêu chọc đúng sai? Đông đảo đệ tử rụt cổ một cái, chỉ sợ chọc phiền toái không cần thiết, nhanh chóng rời đi. Tiếp tục đi thôi. Diệp Thần cũng rất muốn xem, đầu này nhánh sông đến cùng thông hướng phương nào, đến cùng có cái gì kinh khủng đồ vật. Mà tại ba người đi không lâu sau, dòng sông đường rẽ chỗ, xuất hiện hai bóng người. Càng là Lăng Tinh Cách cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn. Thời khắc này hai người, tìm khắp phải đại lượng bảo tàng, chỉ thấy Lăng Tinh Cách khoác lên một thân kim giáp, đầu đội thần quang màu, tay mang theo một thanh bảo đao, lôi quang lập lòe, tinh khí thần so với phía trước cường hãn. Cung chủ, luân hồi chi chủ ở bên trong. Lăng Tinh Cách nhìn chằm chằm cái kia hắc ám vũ khí tràn ngập nhánh sông, có thể bắt được Diệp Thần khí tức. Tiểu tử này làm hại chúng ta thê thảm như thế, bây giờ hắn suy yếu, chính là lúc báo thù. Nhưng bây giờ, Diệp Thần lâm vào suy yếu, đây là hắn ngàn năm một thu ở thời cơ. Chỉ cần nắm chắc, hắn liền có cơ hội giết chết Diệp Thần. Ta không thể ra tay, Tinh Cách, một mình ngươi, làm sao đánh thắng được luân hồi chi chủ. Lăng Tiêu Thiên Tôn cau mày nói. Lăng Tinh Cách nắm quyền một cái, trên mặt lộ ra một vòng hung hãn, nói, ta một người, đầy đủ. Nếu là liền một cái hư nhược luân hồi chi chủ đều đối trả không được, ta cũng uổng phụ kinh lôi thánh thể. Lúc này Diệp Thần, cùng Diệp Bất Thu, nếu Tường Vi hai người, dọc theo hắc ám nhánh sông không ngừng xâm nhập, đầu này hắc ám nhánh sông, quỷ dị sương mù tràn ngập, tại dòng sông cùng vách núi hai bên, quả nhiên là cất giấu không thiếu ma vật, tử vong thiết ngạc, rơi hút máu, hư thối thi trùng, hắc thủy địa các loại. Diệp Thần tế ra thần Chu Thiên Kiếm, hóa thành phương Chu, cùng Diệp Bất Thu. Nếu Tường Vi leo lên phương Chu, đi thuyền hướng phía trước chạy tới, cái kia rất nhiều ma vật, cũng không dám mạo phạm, nhao nhao tránh lui, ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền phức. Thần Chu Thiên Kiếm vốn chính là tận thế phương Chu một loại, là hình kiếm phương Chu, ký thác ngày xưa thiên mẫu nương nương phá sát hắc ám thiên tai đại quyết tâm, thanh kiếm này có thể chuyển hóa toa thuốc thuyền hình thái, 10 phần kỳ diệu. Chuyển hóa toa thuốc thuyền sau, thần Chu Thiên Kiếm đối với hắc ám khắc chế hiệu quả, cũng sẽ không có yếu bớt chút nào. Bình thường quỷ dị ma vật, căn bản không dám mạo phạm, vừa nhìn thấy thần Chu Thiên Kiếm quang huy, liền muốn tránh lui. Thiên nữ, người thanh kiếm này, ngược lại là giúp ta không ít. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ, có cái này thần Chu Thiên Kiếm, hắn ở trong vực sâu hoạt động, đích thật là tiết kiệm nhiều việc. Đáp lấy phương Chu dọc theo sông chạy, ước chừng hai khắc đồng hồ sau, Diệp Thần, Diệp Bất Thu, nếu Tường Vi ba người, đi tới con sông phần cuối. Cuối cùng đi tới con sông phần cuối, Diệp Thần trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu đại khủng bố, dùng mình. Chỉ thấy dòng sông phần cuối chỗ, một mảnh lờ mờ, bên bờ sinh trưởng vài cọng tiểu đăng thảo, tản mát ra như quỷ hỏa bàn u oanh quang, hơi hơi đem hắc ám chiếu sáng. Một cái đen như mực đầm nước, liền xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt. Cái đầm nước này, tựa như vòng xoáy giống như, chậm rãi chuyển động, trong đầm nước tích góp, cũng không phải cái gì nước sông, mà là một loại sền sệt. Tanh hôi, gian ác, so thi thủy còn muốn vẩn đục, không thể diễn tả vẩn đục chi dịch. Từ trong cỗ này vẩn đục chi dịch,
Diệp Thần bắt được cực kỳ khủng bố sụp đổ khí tức, nếu là đem trong đầm nước vẩn đục chi dịch, điều động ra, Diệp Thần có thể chắc chắn, coi như chỉ là một giọt chất lỏng, cũng có thể ô nhiễm một cái vũ trụ tinh không đại thế giới, để cho ức vạn tinh thần trong nháy mắt sụp đổ mục nát, hóa thành cặn bã. Cỗ này vẩn đục chi dịch, thực sự quá kinh khủng, hoàn toàn là sụp đổ khí tức tích lũy mà thành, từng sợi sụp đổ chi khí không ngừng lắng đọng, liền từ khí thể ngưng kết trở thành chất lỏng. Cái này, chính là các ngươi nói sụp đổ chi nguyên. Diệp Thần nhìn xem Như Tường Vi cùng Diệp Bất Thu, âm thanh có chút sợ hãi đạo. Diệp Bất Thu nhìn xem cái kia sụp đổ chi nguyên, thân thể cũng là có chút điểm run rẩy, càng không dám nói chuyện. Nếu Tường Vi ngược lại là một mặt bình tĩnh bộ dáng, nói, đúng vậy, đây chính là sụp đổ chi nguyên, là thiên tổ trong lòng sụp đổ khí tức biến thành. Diệp Thần có chút xuất thần, nói, thiên tổ trong lòng sụp đổ. Nếu Tường Vi nói, đúng vậy, người có biết cái gì là sụp đổ? Diệp Thần nói, không biết. Nếu Tường Vi âm thanh có chút thần bí nói, cái gọi là sụp đổ, ân, cụ thể định nghĩa, khó mà diễn tả bằng lời, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái gọi là sụp đổ, kỳ thực xem như trụ thần tâm ma. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, trụ thần tâm ma. Nếu Tường Vi nói, đúng vậy, ngươi hẳn phải biết, 72 trụ thần, mỗi một vị đều phải tiếp nhận phần thiên đại kiếp đau đớn, cái kia phần thiên đại kiếp dị thường mãnh liệt đáng sợ, lệnh mỗi một vị trụ thần đều là sống không bằng chết. Diệp Thần nói, ta biết. Hắn đã từng câu thông thiên tổ cho hắn nếm thử qua phần thiên đại kiếp một điểm tư vị, lấy hắn cường hãn đạo tâm, đều không thể tiếp nhận, đều muốn tự sát, có thể tưởng tượng được cái kia phần thiên đại kiếp hung mãnh cùng đáng sợ. Nếu Tường Vi nói, trụ thần quanh năm tiếp nhận phần thiên đại kiếp, đạo tâm tại dày vỏ phía dưới sinh ra tâm ma, những thứ này tâm ma bị chém đứt sau khi xuống tới, liền được xưng làm sụp đổ. Lúc phạn thiên thế giới còn không có đản sinh, 72 trụ thần liền nếm thử qua sáng tạo vô số thế giới, thế nhưng chút thế giới, đều không ngoại lệ toàn bộ hủy diệt, đều hủy diệt tại sụp đổ trong sức mạnh. Sụp đổ là trụ thần tâm ma, năng lượng cực kỳ khủng bố, một chút sụp đổ khí tức, cũng đủ để hủ diệt ngàn vạn tinh thần, phóng nhãn chúng ta cái này không không lúc nào khoảng không, có thể tiếp nhận sụp đổ sức mạnh người, lác đác không có mấy, người xem như trong đó một cái. Diệp Thần mở to hai mắt, như có điều suy nghĩ nói, thì ra sụp đổ, chính là trụ thần tâm ma. Nếu Tường Vi nói, đúng vậy, trước kia sụp đổ chi chủ Phó Tuyệt Thiên, hắn hấp thu hắc ám nữ thần tất cả sụp đổ, bỏ mình đạo diệt, nhưng về sau lại từ sụp đổ bên trong trùng sinh, sau khi trùng sinh hắn, vạn pháp nghìn đạo dung làm một đạo, chính là sụp đổ chi đạo, từ đây sụp đổ chi chủ chính thức sinh ra, từng hoành áp vô tận năm tháng. Lục đạo cổ thần bên trong, thiên phú của hắn, hẳn là so thiên đấu sát thần lợi hại. Nhưng cuối cùng thực lực cũng không như thiên đấu sát thần, thậm chí cuối cùng bị hồn thiên đế giết chết, ta không biết nguyên nhân. Theo lý mà nói, lấy thực lực của hắn, nếu như đỉnh phong bộc phát mà nói, hồn thiên đế là ép không được hắn, không không lúc nào khoảng không không có người có thể đè ép được, sụp đổ sức mạnh thực sự quá kinh khủng, đó là thuộc về trụ thần tâm ma chi lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, sụp đổ chi chủ chết, cái này sau lưng có thể có chút ta không biết nguyên nhân, luân hồi chi chủ, người biết không? Nói xong lời cuối cùng, nếu Tường Vi ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diệp Thần. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Thần cùng sụp đổ chi chủ ở giữa, tồn tại một loại đặc thù nào đó nhân quả liên lạc. Đối với sụp đổ chi chủ Phó Tuyệt Thiên, nàng cũng là hết sức tò mò. Bởi vì sụp đổ chi chủ, trước kia là kinh diễm tuyệt thế, vạn cổ vô nhất siêu cấp thiên tài, là hắc ám nữ thần thân truyền đệ tử, cũng là thiên tổ muốn cố hết sức lôi kéo tồn tại. Đáng tiếc. Sụp đổ chi chủ trước tiên đầu phục hắc ám nữ thần, thiên tổ lại nghĩ lôi kéo, cho dù trả giá thiên đại giới, cũng không có thành công. Nếu như sụp đổ chi chủ, đứng tại thiên tổ bên này, vậy năm đó thiên tổ cùng hắc ám nữ thần tranh đấu, cũng sẽ không lấy bị thua chấm dứt. Trong lòng Diệp Thần cực kỳ chấn động, hắn cũng là lần thứ nhất biết, sụp đổ chi chủ thân thế quá khứ, thế mà khủng bố như thế. Dựa theo như Tường Vi miêu tả, sụp đổ chi chủ đích thật là cường hoành vô địch. Hồn thiên đế hẳn là giết không chết hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cuối cùng vẫn là chết ở hồn thiên đế trong tay. Ở trong đó, tất có kỳ quặc. Cái này sau lưng ẩn tình, Diệp Thần cũng không biết, liền lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, sụp đổ chi chủ thân thế, ta cũng là nghe ngươi nói mới biết được. Nếu Tường Vi lại nhíu mày, nói, phải không? Dừng một chút, nàng liền có chút bất đắc dĩ nói, thôi, nếu như ngươi có gan tử mà nói. Liền hấp thu nơi này sụp đổ chi nguyên a,
có thể để ngươi thực lực cấp tốc khôi phục. Chỉ cái kia đen như mực đầm nước. Trong đầm nước, tanh hôi sền sệch vẩn đục chi dịch, chậm rãi ngưng tụ thành vòng xoáy, không ngừng chuyển động, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đây chính là sụp đổ chi nguyên, hoàn toàn là sụp đổ khí tức ngưng kết mà thành gian ác chi vật, là thiên tổ trước kia tiếp nhận phần thiên đại kiếp, chém xuống tới bộ phận tâm ma. Không hề nghi ngờ, sụp đổ chi nguyên lực lượng, cực kỳ hắc ám kinh khủng, so thế gian tất cả tà ma cũng là gian ác, sụp đổ chính là lớn nhất tà ma cùng đại khủng bố. Nhưng, sụp đổ khí tức, lại nguồn gốc từ trụ thần, bản thân liền mang theo trụ thần sinh mệnh, máu tươi, linh hồn năng lượng, hơn nữa sụp đổ bản thân cũng là một loại lực lượng đáng sợ. Nếu như có thể chịu đựng lấy sụp đổ xung kích, đồng thời luyện hóa nơi đây sụp đổ chi nguyên, diệp thần trạng thái, có thể hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong nhất, thậm chí tu vi cũng có thể đột phá. Chỉ là, sụp đổ kinh khủng, không cho phép hoài nghi, trước mắt sụp đổ chi nguyên, ẩn chứa trong đó sụp đổ sức mạnh, so diệp thần trước đó tiếp xúc qua, đều phải đáng sợ rất nhiều rất nhiều. Nếu như một cái sơ sẩy, lọt vào sụp đổ phản phệ, không chịu nổi sụp đổ xung kích, cái kia diệp thần thân tâm linh hồn, cũng sẽ ở trong nháy mắt băng diệt chia ra thành cặn bã, kết quả cực kỳ nghiêm trọng. Bị sụp đổ quấn quanh linh hồn, coi như tại tinh không bên trong thần chỉ trùng sinh, đau đớn cũng sẽ không có mảy may suy giảm, chỉ có thể cả một đời tiếp nhận vô tận dày vò cho đến chết đi. Diệp thần con mắt híp lại, đánh giá cái kia sụp đổ chi nguyên, bàn tưởng nhớ lấy muốn hay không hấp thu. Trần Dạ đại nhân, ta cảm thấy, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diệp Bất Thu cẩn thận khuyên can, hắn biết rõ sụp đổ sức mạnh kinh khủng. Trong lòng Diệp thần cân nhắc một phen, cuối cùng cười cười nói, không sao, cái này sụp đổ chi nguyên lực lượng, ta hẳn là có thể tiếp nhận, các ngươi thay ta hộ pháp liền có thể. Nói đi, Diệp thần liền nhanh chân đi đến sụp đổ chi nguyên phía trước. Diệp Bất Thu vô cùng khẩn trương nhìn xem hắn, nếu tưởng vi nhưng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Khoảng cách gần tới gần sụp đổ chi nguyên, Diệp thần có thể càng thắm thiết hơn cảm nhận được sụp đổ sức mạnh kinh khủng, mà khi hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy sụp đổ chi nguyên phía trên vách núi đá, còn có một bức bích họa. Lăng tiêu cổ tàng trong khu vực, khắp nơi đều có thiên tổ lưu lại bích họa, đó là thiên tổ ngày xưa tư tưởng ký ức, bắn ra tới hình ảnh, quan sát những bích họa này, có thể ngộ đạo. Đương nhiên, Diệp thần thần thông đạo pháp đã phi thường cường đại, tầm thường bích họa, không cách nào làm cho hắn lấy được chỗ tốt gì. Trước mắt hắn tấm bích họa này, ẩn chứa trong đó pháp tắc huyền bí, tự nhiên cũng không thể để hắn có cái gì thu hoạch, nhưng bích họa nội dung, lại làm cho trong lòng của hắn run lên. Bích họa chia bốn cách, ô thứ nhất, miêu tả lấy thiên tổ trước kia sáng lập thương linh dược giới hình ảnh. Thứ hai cách, là thương linh dược giới chế tạo xong sau, thiên tổ lại chế tạo Nam Châu Thiên, Kiếm Bắc giới, sáng tạo đạo nhai, Lăng Tiêu Uyên mấy người thất giới, đồng thời lấy thất giới là trận nhãn, quay chung quanh nồng cốt thương linh dược giới vận chuyển. Đệ tam cách hình ảnh, nhưng là thiên tổ muốn tại trong thương linh dược giới, chế tạo luân hồi đạo thiên môn hình ảnh, nhưng thiên môn suy bại, chế tạo thất bại. Cách thứ tư hình ảnh, càng là thiên tổ tại dưới ánh trăng truy tìm một người, mặt mũi tràn đầy lo lắng mong đợi bộ dáng, thế nhưng cá nhân cũng không để ý thiên tổ, quay người rời đi, trong tấm hình chỉ có người kia một đạo bóng lưng. Tuy chỉ là bóng lưng, nhưng thiên cơ bắt giữ phía dưới, Diệp thần liếc mắt liền nhìn ra, người kia chính là sụp đổ chi chủ Phó Tuyệt Thiên. Thiên tổ muốn truy tìm người, chính là sụp đổ chi chủ. Oanh! Diệp thần nhìn xem cái này bốn cách bích họa, đầu ầm vang chấn động, bắt được vô số thiên cơ, đại não tại ngắn ngủi ở giữa lại lâm vào trống không. Cái này bích họa! Diệp thần mở to hai mắt, suy nghĩ xuất thần, bích họa bên trong miêu tả có thiên tổ thất giới, xuyên thấu qua bích họa, có thể tinh tường bắt được thất giới tất cả tọa độ. Thiên tổ thất giới, Diệp thần đã trải tứ giới, còn kém tinh hằng thiên, không pháp cốc, áo nghĩa giới tam giới chưa từng đi, bây giờ thấy bích họa, hắn bắt được tọa độ, vậy còn dư lại tam giới, rõ ràng đều là tại cùng một nơi. Tại sụp đổ chi chủ ngày xưa lãnh địa. Sụp đổ chi chủ chính là viễn cổ tà thần, hắn đỉnh phong thời điểm, từng thống ngự vô số địa bàn, trong đó hạch tâm nhất lãnh địa, tên là băng phôi đế quốc. Tại hắn vẫn lạc sau, cái kia băng phôi đế quốc cũng đi theo hủy diệt. Biến thành cổ lão di tích, cũng chính là hôm nay sụp đổ di tích cổ. Là vũ tổ vị trí. Tinh hằng thiên, không pháp cốc, áo nghĩa giới tam đại thế giới, thế mà đều tại sụp đổ trong cổ tích. Diệp thần trực tiếp chấn động, vạn vạn không nghĩ tới, thiên tổ thất giới còn lại tam giới, rõ ràng đều là tại cùng một nơi, tại trong sụp đổ di tích cổ,
cũng chính là trong tại Vũ Tổ bị cầm tù chỗ. Hắn nhìn thấy Vô Tận Cổ Lão Thiên Cơ, trước kia Thiên Tổ vì lôi kéo sụp đổ chi chủ, tướng Tinh Hằng Thiên, Không Pháp Cốc, Áo Nghĩa Giới ba cái thế giới, đều toàn bộ xem như lễ vật, đưa cho sụp đổ chi chủ. Hắn muốn sụp đổ chi chủ, chấp trưởng tam giới, trở thành cái kia tam giới chúa tể. Cho nên, Tinh Hằng Thiên, Không Pháp Cốc, Áo Nghĩa Giới ba cái thế giới, cũng là tại trong sụp đổ chi chủ Băng Phôi Đế Quốc, cũng chính là bây giờ sụp đổ di tích cổ. Chỉ là, năm đó sụp đổ chi chủ Phó Tuyệt Thiên, chính là Hắc Ám huynh đệ hội thủ tịch đại sư huynh, là Hắc Ám nữ thần thân truyền đệ tử, hắn nhưng cũng đã đầu phục Hắc Ám nữ thần, liền không thể lại tiếp nhận Thiên Tổ ném ra cành ô liu. Nhưng, Hắc Ám nữ thần gọi hắn đi đối phó Thiên Tổ, hắn cũng tuyệt đối không thể lĩnh mệnh, cuối cùng bị bóng tối nữ thần đuổi đi. Thiên Tổ cùng Hắc Ám nữ thần ở giữa tranh đấu, hắn ai cũng không giúp. Diệp Thần từ bích họa bên trong, nhìn thấy ngày xưa chuyện cũ, không khỏi một hồi mờ mịt, có thể sâu sắc cảm nhận được Thiên Tổ, Hắc Ám nữ thần, sụp đổ chi chủ ba người đau đớn. Nếu Tường Vi ánh mắt cũng là có chút thê lương nhìn xem bích họa, nói, cái này bích họa, là Thiên Tổ trước kia đau đớn hồi ức, hắn chia cắt Tinh Hằng Thiên, Không Pháp Cốc, Áo Nghĩa Giới tam giới cho sụp đổ chi chủ, ném ra ngoài thiên đại thịnh tình, chỉ cầu sụp đổ chi chủ có thể đi nương nhờ hắn, nhưng sụp đổ chi chủ lại vẫn cứ không đồng ý. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái nói, hắn là Hắc Ám nữ thần đệ tử, lại có thể nào dễ dàng phản bội. Nếu Tường Vi nói, đúng vậy a, Hắc Ám nữ thần chắc hẳn cũng rất thống khổ, ha ha, sụp đổ chi chủ là nàng tự tay bồi dưỡng ra người đại diện, nhưng cuối cùng người đại diện này, lại không nghe mệnh lệnh của nàng, không chịu công kích Thiên Tổ, tình nguyện bị xử tử. Hắc Ám nữ thần đương nhiên không nỡ lòng bỏ xử tử hắn, liền đem hắn trục xuất Hắc Ám huynh đệ hội, cũng muốn hắn hứa hẹn. Một là muốn tự chém tu vi, không thể vọng tưởng đánh vỡ thế giới, hai là phải gìn giữ trung lập, coi như không giúp nàng, cũng không thể giúp Thiên Tổ. Diệp Thần nói, sụp đổ chi chủ đều đáp ứng. Nếu Tường Vi nói, đúng vậy, hắn thiên phú cực cao, tu vi đề thăng phi thường khủng bố, đã có đánh vỡ thế giới khả năng, một khi hắn đánh vỡ thế giới, thiên ngoại thiên cách cục liền sẽ bị nhiễu loạn, cho nên Hắc Ám nữ thần lệnh cưỡng chế hắn tự chém tu vi. Ngô, ta nghĩ có thể chính là nguyên nhân này, hắn tu vi cuối cùng không bằng Thiên Đấu Sát Thần, nhưng cuối cùng bị Hồn Thiên Đế giết chết, cũng rất kỳ quái, hắn coi như đánh không lại, muốn tự vệ, toàn thân trở ra, Hồn Thiên Đế hẳn là giết không chết hắn. Dừng một chút, nếu Tường Vi lại lắc đầu nói, tính toán, không nói cái này, luân hồi địa ngục cũng đã sụp đổ, đi qua nhân quả, tại ta mà nói, đã không có ý nghĩa, ta chỉ muốn tìm về Hỗn Nguyên Kim Hộp, khôi phục khi xưa sức mạnh. Chờ ta sắp giáng lâm đám người toàn bộ giết chết sau, ta liền có thể yên tâm tuẫn đạo. Lăng Tiêu Thiên Cung, Tổ Phật Tự, Cổ Hoàng Điện, Tinh Tuyết Điện, Vạn Môn Vị, Huyền Minh Điện cái này lục đại môn phái, tại như Tường Vi trong mắt, đều là địch nhân, cũng là ngoại lai người hàng lâm, muốn thôn tính Thiên Tổ bảo tàng. Nàng đối với Thiên Tổ trung thành tuyệt đối, có người muốn thôn tính Thiên Tổ bảo tàng, đó chính là mạo phạm Thiên Tổ, nàng đều giết không tha. Thiên Tổ lưu lại bảo tàng, trong lòng nàng chỉ cho phép Diệp Thần thu lấy. Diệp Thần từ như Tường Vi trong ánh mắt, cảm nhận được mãnh liệt quyết tâm, nàng tuẫn đạo quyết tâm, đã không thể sửa đổi, Diệp Thần thuyết phục cũng vô dụng. Tốt a, chờ ta trạng thái khôi phục, ta sẽ giúp ngươi tìm được Hỗn Nguyên Kim Hộp. Diệp Thần thành khẩn nói, hắn có lòng tin, chỉ cần mình trạng thái khôi phục, nhất định có thể suy tính đến Hỗn Nguyên Kim Hộp tung tích. Ân, ta thay ngươi hộ pháp, ngươi trước tiên hấp thu nơi này sụp đổ chi nguyên. Nếu Tường Vi khẽ gật đầu, sau đó liền canh giữ ở bên cạnh Diệp Thần, Diệp Bất Thu cũng ở bên cạnh thủ hộ lấy. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhìn xem trong đầm nước xoay chậm chậm lấy vẩn đục chi dịch, sau đó chính là tại bên đầm nước khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển luân hồi pháp, đi thôn vệ hấp thu sụp đổ chi nguyên năng lượng. Vì phòng ngừa sụp đổ phản phệ, Diệp Thần tại tất tiền hoành để thần Chu Thiên Kiếm. Thần Chu Thiên Kiếm đặc thù pháp tắc sức mạnh, có thể áp chế hắc ám, có thể giúp hắn chống cự điểm sụp đổ phản phệ. Diệp Thần lại vận chuyển Thiên Đường Thánh Đạo, toàn thân thánh quang tràn ngập, thần giáp mệnh tinh lại tại sau lưng lơ lửng, vô tận thủ hộ năng lượng quang huy lan tràn ra. Làm xong 12 vạn phần chuẩn bị sau, Diệp Thần mới bắt đầu thôn vệ sụp đổ chi nguyên. Hu hu, sụp đổ chi nguyên bên trong, từng sợi hắc ám vẩn đục như dịch nhờn một dạng khí tức, bị Diệp Thần rút ra đi lên. Liền thẩm thấu vào trong thân thể của hắn. Sụp đổ nguyên khí một thẩm thấu, Diệp Thần lập tức liền cảm thấy,
làn da huyết nhục xương cốt truyền đến một hồi kịch liệt ngứa ngáy cảm giác, phảng phất gặp vạn kiến đốt thân, cái kia cỗ sụp đổ sức mạnh, vừa nóng bỏng lại băng lãnh, lại mang theo mãnh liệt xé rách ba động, muốn đem thân thể của hắn xé nát vỡ vụn đồng dạng. Diệp Thần khẽ cắn môi, thừa nhận sụp đổ sức mạnh xung kích, không ngừng đem tinh thuần sụp đổ nguyên khí, dẫn đạo tiến vào chính mình trong đan điền. Hắn trước đầu gối thần Chu Thiên Kiếm, không ngừng vù vù nở rộ tinh quang, còn có hắn thần giáp mệnh tinh, cũng tại nở rộ tia sáng, thay hắn hòa dịu sụp đổ sức mạnh mang tới đau đớn. Phía dưới như thế, Diệp Thần mới miễn cưỡng chịu đựng lấy sụp đổ xung kích cùng phản phệ, đem tinh thuần nhất sụp đổ nguyên khí, không ngừng hấp thu đến trong đan điền. Sụp đổ nguyên khí không ngừng tích xúc, lại từ đan điền lưu chuyển hướng Diệp Thần quanh thân kinh mạch, hắn thân thể hư nhược, lập tức liền được thiên đại tẩm bổ. Diệp Bất Thu cùng Như Tường Vi ở bên cạnh nhìn xem, liền thấy Diệp Thần da thịt, không ngừng băng liệt lại lần nữa, xương cốt cũng là băng liệt nát bấy sau lại tân sinh. Đây là sụp đổ sức mạnh, tại tái tạo lấy cơ thể của Diệp Thần. Cỗ này tái tạo quá trình, không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ, liền Diệp Thần cũng là nhíu chặt lông mày, cái trán không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh. Tường Vi đại nhân, cái này, không sai biệt lắm, tiếp tục như vậy nữa, Trần Dạ đại nhân có thể sẽ chết a. Diệp Bất Thu nhìn xem một màn này, thần sắc rất là kinh hoàng. Nếu Tường Vi cười nhạt nói, không sao, hắn chịu đựng được. Mà lúc này Diệp Thần, đang tiếp nhận trơ khó mà hình dung đau đớn, sụp đổ sức mạnh không ngừng xé rách thân thể của hắn, lại tái tạo, cái kia sụp đổ nguyên khí bên trong, còn ẩn chứa ngày xưa thiên tổ đối với phần thiên đại kiếp sợ hãi, đủ loại quỷ bí pháp tắc xen lẫn, thân thể của hắn khắp nơi đều giống như có núi lửa đang phun trào. May mắn, tại thần Chu Thiên Kiếm, thần giáp mệnh tinh rất nhiều thủ đoạn thủ hộ phía dưới, lại thêm đạo tâm của Diệp Thần ý chí, cũng là vô cùng kiên định, cho nên cỗ này sụp đổ sức mạnh mang tới đau đớn, hắn có thể tiếp nhận, thân thể hư nhược tại trong sụp đổ dần dần khôi phục, trùng sinh. Hoa lạp. Không cần đã lâu, Diệp Thần thân thể hiện ra một vòng luân hồi kim quang, tu vi của hắn, càng là mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Nhìn thấy Diệp Thần sắp đột phá, Diệp Bất Thu cùng Như Tường Vi đôi mắt đều là sáng lên, có thể tưởng tượng, chỉ cần có thể chống nổi sụp đổ xung kích, cỗ này sụp đổ chi nguyên mang cho Diệp Thần thuế biến, tất nhiên là cực lớn. Ầm ầm. Mắt thấy Diệp Thần cũng nhanh muốn đột phá, nhưng lúc này, một đạo thâm trầm tiếng sấm từ sông ngầm thượng du truyền đến, có hai cỗ cường đại khí tức đang tại tới gần. Cảm nhận được cái kia hai cỗ cường đại khí tức, nếu Tường Vi cùng Diệp Bất Thu lập tức trong lòng run lên, cảnh giác lên. Là Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Lăng Tinh Cách. Nếu Tường Vi trong đồng tử quỷ hỏa nhảy lên một chút, đã cảm thấy được người đến thân phận. Quả nhiên, tiếp theo sát, liền có hai thân ảnh, Lăng Hư đạp lên sông ngầm mặt nước bay lượn mà đến, chính là Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Lăng Tinh Cách. Lăng Tiêu Thiên Tôn tay cụt đã khôi phục, cái trán nạm nhật chi thạch, tu vi khí tức cũng khôi phục rất nhiều, nhìn lại có tiên phong đạo cốt uy nghiêm bộ dáng. Mà Lăng Tinh Cách, nhưng là người mặc kim giáp, tay cầm lấy một cái lôi quang lóe lên trường đao. Trên lưỡi đao có dính máu tươi cùng hắc ám sương mù, hắn hiển nhiên là một đường chém giết ma vật xông tới. Thời gian chậm trễ chút, những cái kia ma vật thật đúng là chán ghét a. Bất quá, may mắn không tính quá muộn. Lăng Tinh Cách nhếch miệng lên một vòng nụ cười gằn, ánh mắt bắn thẳng về phía Diệp Thần, khi thấy Diệp Thần tại trong điều tức khôi phục, nhưng trạng thái cũng không có chân chính khôi phục lại, hắn liền để xuống tâm tới. Các ngươi muốn làm gì? Nếu Tường Vi đầy mắt đề phòng, bàn tay tại hư không một chảo, địa ngục ma khí ngưng luyện, liền hóa ra một cái thi thủy đẫm máu trường kiếm tới. Ha ha, thì ra đây mới là ngươi chân dung a. Nếu tâm cô nương, ta còn kém chút cưới một bộ cương thi xuất giá. Cút đi, ta hôm nay chỉ giết luân hồi chi chủ. Lăng Tinh Cách nhìn thấy Như Tường Vi cương thi bộ dáng, chân mày liền vẩy một cái, trong mắt không che giấu được chán ghét, nhưng hắn cũng biết, nếu Tường Vi nắm giữ chút thực lực, nếu là áp đặt ngăn trở, hắn muốn giết Diệp Thần, vậy thì không quá thuận lợi. Hô! Tiếp theo sát, Lăng Tinh Cách huy động trường đao, kinh lôi thánh thể năng lượng điều động, thân đao lập tức nổ lên cuồn cuộn lôi quang, một đao mang theo phong lôi thiên uy, chỉ bổ về phía Như Tường Vi, muốn đem nàng bức lui. Nếu Tường Vi đồng tử co rụt lại, liền cảm thấy Lăng Tinh Cách khí thế hung mãnh, so với phía trước lợi hại, rõ ràng lần này tại Lăng Tiêu cổ tàng tầm bảo, cái sau cũng là lấy được không thiếu chỗ tốt. Đao trong tay chính là ngày xưa thiên tổ lưu lại bảo đao, phong mang hết sức ác liệt. Địa ngục ma tể kiếm. Như Tường Vi thần sắc ngưng trọng, nhưng vì thủ hộ Diệp Thần, cũng không dám có chút lùi bước,
lập tức huy kiếm nghênh tiếp, trên thân kiếm bốc lên từng sợi địa ngục khói đen, trong sương mù ác quỷ đang gầm thét gào thét, kiếm thế mãnh liệt. Chanh! Đao kiếm giao kích, lại nghe răng rắc một tiếng, nếu tường vi kiếm trong tay, lại bị Lăng Tinh Cách trong nháy mắt chặt đứt. Nàng trên thân kiếm ma khí quỷ khí, cũng toàn bộ bị Lăng Tinh Cách đao khí bên trong lôi đình, triệt để nghiền nát tán loạn. Nếu tường vi ánh mắt trầm xuống, tại Lăng Tinh Cách cường đại lôi đình đao uy phía dưới, có chút hoảng hốt lui về sau hai bước. Lăng Tinh Cách cười ha ha, nói, ngượng ngùng, ta kinh lôi thánh thể, vừa vặn khắc chế như ngươi loại này yêu ma quỷ quái. Xuy. Lúc này, Diệp Bất Thu chợt huy kiếm ám sát, đâm nghiêng bên trong một kiếm đánh lén. Lăng Tinh Cách phản ứng lại tương đương cấp tốc, một chút mở ra kinh lôi pháp tướng, sau lưng liền có một đạo cực lớn nguy nga như lôi đỉnh chiến thần thân ảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân lôi quang nhảy lên, bá đạo dị thường, một đôi tráng kiện hữu lực cánh tay, liền tóm lấy Diệp Bất Thu kiếm, đồng thời trực tiếp gãy. Diệp Bất Thu, người tên phế vật này, chỉ có thể đánh lén sao? Ta phải thiên tổ chúc phúc, kinh lôi thánh thể đã đại thành, người trong mắt ta, chỉ là sâu kiến. Lăng Tinh Cách giữ tợn cười cười, sau lưng kinh lôi pháp tướng thôi động, cái kia lôi đình chiến thần một dạng pháp tướng, hai tay hoành không một chảo, liền tóm lấy Diệp Bất Thu thân thể, hung hăng vuốt vuốt. Diệp Bất Thu kêu lên một tiếng, cơ thể lập tức phát ra cành cây khô gãy một dạng âm thanh, trực tiếp bị Lăng Tinh Cách lôi đình chiến thần pháp tướng, nhào nặn trở thành một đoàn huyết nhục, ném tới sông ngầm bên trong. Thế mà chỉ là vừa đối mặt, hắn liền bị Lăng Tinh Cách bóp chết. Ha ha ha! Lăng Tinh Cách trương cuồng cười to, hắn kỳ thực cũng không có nhận được thiên tổ chúc phúc, nhưng hắn vơ vét đến bảo vật, một thân kim giáp, thần quang màu, trong tay bảo đao, cũng là thiên tổ lưu lại bảo bối, những bảo vật này, trang bị ở trên người, thể chất của hắn, liền đại đại nhận được đề thăng. Kinh lôi thánh thể uy lực, cũng là tăng lên rất nhiều, hắn vừa ra tay, chỉ là một chiêu, liền bóp chết Diệp Bất Thu. Đánh nhau kịch liệt ba động, trực tiếp để cho Diệp Thần chịu đến cực lớn quấy rối cùng xung kích. Diệp Thần kêu lên một tiếng, thể nội khí tức dung chuyển, hỗn loạn không chịu nổi, khóe miệng tại chỗ liền tiết ra máu tươi, mở to mắt. Khi thấy Lăng Tinh Cách cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn đến, mà Diệp Bất Thu đã bị bóp chết, Diệp Thần đôi mắt lập tức toát ra một vòng xâm nghiêm hàn mang. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ngượng ngùng, hiện tại xem ra, là quấy rầy ngươi tu luyện. Lăng Tinh Cách nhe răng cười một chút, vốn là Diệp Thần đang hấp thu sụp đổ chi nguyên khẩn yếu quan đầu, không chỉ có thể khôi phục nguyên khí, còn có thể đột phá tu vi, nhưng hắn đến, lại hoàn toàn làm rối loạn Diệp Thần tiết tấu. Diệp Thần không những không thể đột phá, ngược lại khí tức còn chịu đến nhiễu loạn xung kích, trực tiếp thổ huyết. Luân hồi chi chủ, người rời đi trước, ở đây giao cho ta. Nếu Tường Vi cầm kiếm đứng tại Diệp Thần trước người, nhìn xem Lăng Tinh Cách này cỗ liều lĩnh khí thế. Nàng cũng là cảm thấy tình thế nghiêm trọng, liền muốn gọi Diệp Thần rời đi trước. Diệp Thần lại chậm rãi đứng lên, nói, không cần, hay là giao cho ta xử lý a. Lăng Tinh Cách gặp Diệp Thần đến lúc này, vẫn là ung dung không bức bách bộ dáng, lập tức sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, sau đó khinh thường cười nói. Luân hồi chi chủ, thân người hãm suy yếu, còn ở nơi này giả thần giả quỷ. Thiên Vân Lôi Bạo Trưởng, cho ta trấn áp. Tiếp theo sát. Lăng Tinh Cách kinh lôi thánh thể uy năng chợt bộc phát, sau lưng lôi đình chiến thần pháp tướng, lập tức liền cùng bản thân hắn hòa làm một thể, thân thể của hắn vai u thịt bắp một vòng lớn, bắp thịt cuồn cuộn nổ tung, toàn thân màu trắng lôi quang lấp lóe, một trường mang theo kinh khủng lôi vân phong bạo, ầm ầm bạo hưởng, quay đầu hướng Diệp Thần đỉnh đầu đánh tới. Nếu Tường Vi lập tức đồng tử co vào, chỉ cảm thấy cuồng bạo vô song lôi đình uy thế gào thét mà đến, lấy nàng trước mắt trạng thái, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đành phải có chút chật vật hướng về lùi sang bên tránh. Mà Lăng Tinh Cách mục tiêu cũng không phải nàng, mà là Diệp Thần. Hắn một chiêu Thiên Vân Lôi Bạo Trưởng, mang theo thiên địa phong lôi chi uy, muốn đem Diệp Thần nhất cử bạo sát. Tại phía sau hắn quan chiến Lăng Tiêu Thiên Tôn, nhìn thấy Lăng Tinh Cách như thế dũng mãnh uy thế, cũng không nhịn được gật gật đầu, suy nghĩ, luân hồi chi chủ bây giờ suy yếu, chỉ sợ thật muốn bị Tinh Cách một trưởng đánh chết, ha ha. Hắn gặp Diệp Thần khóe miệng còn thấm lấy huyết, liền cho rằng Diệp Thần là vô cùng hư nhược trạng thái. Nhưng không ngờ, nhìn như hư nhược Diệp Thần, lại nhẹ nhàng sử dụng một trường, cùng Lăng Tinh Cách Thiên Vân sấm chớp mưa bão chỉ tay tiếp. Khi hai người song trưởng đụng vào nhau, một màn kinh người liền xuất hiện, Diệp Thần thân thể lù lù bất động, vững như sơn nhạc, mà Lăng Tinh Cách lại phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn,
thân thể chật vật bay ngược mà ra, thể nội truyền ra răng rắc nứt xương thanh âm. Tinh cách, Lăng Tiêu Thiên Tôn đại chấn, vạn vạn không nghĩ tới, nhìn như hư nhược Diệp Thần, thế mà nhẹ nhàng một chưởng, liền giết ngược Lăng Tinh cách. Lăng Tinh rời khỏi người như đạn pháo rơi đập trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, phù một tiếng, há miệng liền phun ra máu tươi, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, con mắt vô cùng kinh hãi nhìn qua Diệp Thần. Ngươi, cỗ lực lượng này. Diệp Thần lạnh nhạt nhìn xem Lăng Tinh cách, bình tĩnh nói, đây là sụp đổ sức mạnh, thân thể ngươi cốt không tệ, kinh lôi thánh thể đích xác cường hãn, chịu ta một chưởng không chết, ngươi có thể kiêu ngạo. Lăng Tinh cách lập tức kinh ngạc, nhìn một chút bàn tay của mình, chỉ thấy hắn vừa mới cùng Diệp Thần đối chưởng sau, bàn tay của hắn bây giờ đã nứt ra, thật giống như dạn nứt đại địa như thế nứt ra từng cái kinh khủng khe rãnh cùng khe hở, có thể nhìn đến lòng bàn tay nội bộ huyết nhục cùng xương cốt, nhưng quỷ dị chính là, cũng không có máu tươi chảy ra, thậm chí hắn liền cảm giác đau cũng không có. Quỷ dị như vậy tình huống, lập tức để cho Lăng Tinh cách dùng mình. Đây là sụp đổ sức mạnh, bàn tay của hắn đã tan vỡ. Không có cảm giác đến đau, là bởi vì trên bàn tay cảm giác đau thần kinh, cũng đã sụp đổ hủ diệt. Hắn không đau đớn bàn tay, kỳ thực tình huống so với bị Diệp Thần trưởng lực chấn đau ngũ tạng lục phủ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, tạng phủ đau đớn có thể điều tức khôi phục, nhưng tay của hắn, đã triệt để tan vỡ, cùng cấp là phế bỏ, không thể cứu vãn. Đây là, sụp đổ chi lực, làm sao có thể? Lăng Tiêu Thiên Tôn vội vàng chạy lên, nắm lấy Lăng Tinh cách sụp đổ bàn tay nhìn một chút, chỉ cảm thấy cái sau bàn tay, đã không có nửa điểm nhiệt độ, lạnh lẽo cứng rắn đến tựa như tảng đá, tất cả huyết nhục, sinh cơ, kinh mạch, cũng đã triệt để sụp đổ rơi mất, hơn nữa không thể cứu vãn. Khủng bố như thế sụp đổ chi lực, có thể xưng nghịch thiên, có viễn cổ thời đại sụp đổ chi chủ phong thái. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, đã lộ ra một tia sợ hãi. Rất rõ ràng, Diệp Thần lại có kỳ ngộ. Diệp Thần ánh mắt 10 phần bình tĩnh, bởi vì hắn nhất thiết phải giữ vững bình tĩnh tâm cảnh, mới có thể ổn định chấp trưởng sụp đổ chi lực, bằng không mà nói, chính hắn có thể liền muốn gặp sụp đổ phản phệ, thể xác tinh thần đều nát. Vừa mới hấp thu sụp đổ chi nguyên, Diệp Thần thể xác tinh thần tái tạo, mặc dù nửa đường lọt vào Lăng Tinh cách quấy rầy, hắn trạng thái không có khôi phục viên mãn, nhưng ít ra cũng khôi phục được 5 thành. 5 thành trạng thái, đã đầy đủ để cho Diệp Thần nghiền ép Lăng Tinh rời. Lăng Tinh cách có kỳ ngộ, lấy được rất nhiều bảo bối, kinh lôi thánh thể đại thành, nhưng Diệp Thần kỳ ngộ càng lớn. Hấp thu sụp đổ chi nguyên, mang cho hắn chỗ tốt, là vô cùng kinh khủng. Hắn từng tu luyện nuốt hồn tà đạo chương, nuốt hồn tà đạo chương là hồn thiên đế tác phẩm đỉnh cao, có 9 chương, trong đó một chương chính là sụp đổ chi chương, là hồn thiên đế trước kia đánh giết sụp đổ chi chủ sau, hấp thu sụp đổ pháp tác viết thiên chương. Cái này sụp đổ chi chương, Diệp Thần cũng lực hữu tiểu thành, hắn có sụp đổ nội tình, cho nên bây giờ hấp thu sụp đổ chi nguyên, hắn có thể cấp tốc luyện hóa, hơn nữa cấp tốc mở rộng tự thân sụp đổ pháp tác sức mạnh. Sụp đổ vừa ra, thiên địa nhật nguyệt tất cả băng diệt, vũ trụ bại nát, thời không lật úp, đây chính là sụp đổ sức mạnh đáng sợ. Vừa mới Diệp Thần nhìn như nhẹ nhàng một chưởng, kỳ thực ẩn chứa cường đại sụp đổ pháp tắc, đủ để ép bạo nhật nguyệt, cho nên hắn chỉ là một chưởng, liền đánh tan Lăng Tinh cách. Nếu như không phải cái sau nắm giữ kinh lôi thánh thể, thể chất đặc biệt cường hoành mà nói, tại mới vừa rồi Diệp Thần sụp đổ chi lực nghiền ép phía dưới, hắn liền đã tan xương nát thịt. Lăng Tinh cách cắn răng, cũng không cam tâm liền như vậy bị thua, nói, ta kinh lôi thánh thể đại thành, ta không tin còn đánh không lại ngươi một điểm sụp đổ sức mạnh. Siva thần tại thượng, thỉnh giúp ta một chút sức lực. Lăng Tinh cách gầm hét lên, toàn thân lôi quang lần nữa nổ tung, trên da hiện ra từng đạo huyền diệu phù văn, những phù văn kia mang theo trụ thần diệu uẩn, nói đúng ra, là Siva thần đạo uẩn. Hắn kinh lôi thánh thể, là từ Siva 10 pháp bên trong cửu thiên chân lôi chú diễn hóa đi ra ngoài, cùng Siva có lớn lao nhân quả liên lạc. Lần này, Lăng Tinh cách lại muốn triệu hoán Siva. Tại trong 72 trụ thần, bàn về sức chiến đấu mà nói, Siva thế nhưng là tồn tại cường đại nhất, vô cùng dũng mãnh. Là hủy diệt chi thần. Diệp Thần liền thấy, Lăng Tinh rời khỏi người sau, quả nhiên xuất hiện Siva thần pháp tướng thân ảnh, hiện lên nguyên thủy trang phục thợ săn buộc, bội đao cõng cung, chỉ là cái kia Siva pháp tướng, lại là đang nhắm mắt, cũng không có mở mắt. Siva cũng là ngươi có thể triệu hoán. Siva không mở mắt, hắn cũng không tán thành ngươi. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, nhìn thấy Siva cũng không có mở mắt, cảm thấy liền thoáng yên ổn.
Nếu như Shiva thần uy thật sự buông xuống, cái kia chỉ sợ toàn bộ vực sâu đều phải băng diệt, nhưng bây giờ chung quanh khí tượng biến hóa, cũng không tính rất mãnh liệt, chỉ là tại lăng tinh cách quanh thân thổi lên một chút lôi vân phong bạo. Bất quá, Diệp thần cũng không có phớt lờ, lập tức liền vung ra một chưởng, hướng lăng tinh cách vỗ tới, trong bàn tay hắn bao phủ một tầng hôi quang, hung hãn sụp đổ chi lực ngưng tụ thành khí triều, bao phủ mà ra. Không tốt, tinh cách, mau bỏ đi. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn thấy Diệp thần một chưởng gào thét mà đến, cái kia cỗ sụp đổ khí tức, làm hắn đều kinh hãi, hắn bây giờ tay cụt vừa mới khôi phục, không nên động thủ, chỉ dựa vào lăng tinh cách mà nói, chỉ sợ không phải Diệp thần địch thủ. Hắn liền vội vàng lôi kéo lăng tinh cách cánh tay, muốn rút lui. Không, ta có Shiva đại thần bảo hộ, ta lôi pháp vô địch. Thì sợ gì sụp đổ. Lăng tinh cách hét dài một tiếng, lại vùng thoát khỏi mở lăng tiêu thiên tôn, chẳng những không có rút lui ý tứ, ngược lại lớn dậm chân đối mặt Diệp thần phóng đi. Cửu thiên chân lôi chú, cửu lôi thiên rơi, đại hủy diệt. Chỉ thấy vô tận Raiden Makoto quang, từ lăng tinh rời khỏi người bên trên bộc phát ra. Đồng thời ở trong hư không ký kết ra một mảnh màu tím lôi vân, kèm theo một cỗ kinh thiên tiếng sấm đùng đùng, khoảng chừng 9 đầu tử sắc thiên lôi, mang theo hủy thiên diệt địa chỉ sợ uy thế, quay đầu chém giết hướng Diệp thần. Diệp thần đôi mắt hơi co lại, liền cảm thấy cái này 9 đầu thiên lôi, mỗi một đầu đều mang theo ngập trời hủy diệt uy năng, vô cùng kinh khủng. Môn này cửu thiên chân lôi chú, chính là Shiva 10 pháp một trong, là Shiva ngàn ngàn vạn vạn tuyệt học bên trong, cường đại nhất 10 pháp một trong. Lăng tinh cách kinh lôi thánh thể, chính là trong từ cửu thiên chân lôi chú diễn hóa đi ra ngoài. Cửu thiên chân lôi nguyền rủa chân chính uy năng, lăng tinh cách đương nhiên không thi triển ra được, môn tuyệt học này là có thể xưng nghịch thiên tuyệt học, lăng tinh cách chỉ có thể thi triển ra một điểm ra lông. Nhưng cho dù một điểm ra lông, uy thế cũng đầy đủ kinh khủng. Lăng tinh cách cơ thể, huyết nhục cấp tốc lâm vào tiểu tụy, đây là hắn thi triển cửu thiên chân lôi nguyền rủa đại giới. Gần như trong nháy mắt liền đem cơ thể nguyên khí rút sạch, hắn vì đối phó Diệp thần, thực sự là liều mạng. Diệp thần đối mặt lăng tinh cách hủy thiên diệt địa một chiêu, nên cũng không dám sơ suất, hắn đem thể nội tất cả năng lượng sụp đổ, toàn bộ điều động ra. Nuốt hồn tà đạo trương, sụp đổ chi trương, mở. Diệp thần hai tay bóp quyết, trên thân lập tức liền có vô cùng ma khí bộc phát, từng mảnh thần bí cổ lão huyền ảo ký tự, tựa như lưu tinh bay ra. Trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng kết thành một quyển sách. Quyển sách này, chính là sụp đổ chi chương, toàn thân lượn lờ không thể diễn tả tà khí, lộ ra kinh khủng sụp đổ chi lực. Răng rắc, tại sụp đổ chi chương phóng xuất ra sau, Diệp thần quanh mình hư không, phụ cận từng cây thạch trụ, lập tức liền điên cuồng bạo liệt, hư không xuất hiện hắc ám khe hở, tựa như bể tan tành pha lê, vô tận thời không loạn lưu từ trong đó tản ra. Đây là sụp đổ chi lực xung kích. Làm cho không gian phá toái. Hấp thu sụp đổ chi nguyên sau, Diệp thần sụp đổ chi chương, uy lực to lớn để thăng, cái kia cỗ sụp đổ chi lực, liền chính hắn đều không thể hoàn toàn tiếp nhận, sụp đổ sách một phóng xuất ra, thân thể của hắn liền cảm thấy một cỗ nứt ra một dạng đau đớn. Hu hu, lăng tinh cách cửu thiên chân lôi chú, bạo tập kích mà đến 9 đầu thiên lôi, cùng Diệp thần sụp đổ sách đối oanh đến cùng một chỗ, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy cái kia từng cái thiên lôi. Toàn bộ phá diệt tán loạn, phát ra oa oa âm thanh, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Một mảnh kia màu tím lôi vân, cũng là trong nháy mắt vỡ vụn chôn vùi, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Diệp thần sụp đổ sách, sụp đổ khí tức, thực sự quá kinh khủng, một chút bộc phát, sụp đổ chi lực quả thực là muốn phá hủy hết thảy, ép diệt hết thảy. Làm sao có thể? Lăng tinh cách nhìn thấy chính mình cửu thiên chân lôi chú, thế mà trong nháy mắt liền sụp đổ. Hắn tại chỗ cũng hỏng mất, thân thể run rẩy, không thể tin được một màn trước mắt. Phải biết, cửu thiên chân lôi chú, thế nhưng là Shiva 10 pháp một trong A, uy thế kinh thiên động địa, nhưng thế mà ngăn không được Diệp thần sụp đổ sách nhất kích. Shiva tuyệt học uy lực, người còn không có năng lực phát huy. Diệp thần nhìn chằm chằm lăng tinh cách, âm thanh lạnh nhạt, không nói hai lời, trực tiếp liền thôi động sụp đổ sách, hô một tiếng bay ra, ngàn vạn sụp đổ phù văn lập lòe, tà khí lẫm nhiên. Từng sợi sụp đổ khí tức giống như rắn độc quấn quanh đến trên lăng tinh rời khỏi người. Lăng tinh cách lập tức phát ra sắc bén tới cực điểm kêu thảm, thân thể lọt vào sụp đổ khí tức xung kích, cho dù là hắn kinh lôi thánh thể, đều không thể ngăn cản. Thảm thiết một màn liền xuất hiện, chỉ thấy lăng tinh cách thân thể, phát ra răng rắc âm thanh, tựa như là khối băng vỡ vụn, cơ thể đầu tiên là chia 5 xẻ 7,
hóa thành rất nhiều thi khối rớt xuống đất. Sau đó cái kia bể tan tành thi thể, tại sụp đổ chi lực phá hư phía dưới, lại nát bấy trở thành một chỗ cho tàn, triệt triệt để băng diệt đi. Trời ạ! Một bên như Tường Vi, thấy cảnh này, trực tiếp liền choáng váng, nàng nguyên lai tưởng rằng Lăng Tinh cách đến, sẽ có một hồi kinh thiên khổ chiến, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần ra tay, chỉ là trong chốc lát, liền đem Lăng Tinh cách diệt sát đi. Phải biết, Lăng Tinh cách thế nhưng là kinh lôi thánh thể giác tỉnh giả, lại lấy được thiên tổ lưu lại rất nhiều bảo vật, thực lực vô cùng cường đại, nhưng kể cả như thế, cũng ngăn không được Diệp Thần. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần thực lực, khủng bố cỡ nào, vừa mới hấp thu sụp đổ chi nguyên, hắn lấy được thuế biến cùng tiến bộ, thực sự quá lớn. Bây giờ Lăng Tinh cách thân thể linh hồn, trên người rất nhiều pháp bảo binh khí, cũng đã toàn bộ bị Diệp Thần sụp đổ sách, ép bạo băng diệt thành đầy đất cho bụi, hài cốt không còn. Luân hồi chi chủ, ngươi. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng là hít sâu một hơi, toàn thân dùng mình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, vừa mới thi triển xong sụp đổ sách, khí tức tiêu hao 10 phần cực lớn, nhìn lại là lâm vào bộ dáng yếu ớt, nhưng Lăng Tiêu Thiên Tôn lại hoàn toàn không dám ra tay công kích, hoàn toàn bị Diệp Thần khí thế chấn nhiếp rồi. Đáng chết. Tiếp theo sát, Lăng Tiêu Thiên Tôn khẽ cắn môi, cũng không dám có chút dừng lại, bay thẳng tốc quay người rời đi. Nhìn thấy Lăng Tiêu Thiên Tôn đi, Diệp Thần trong lòng lại là âm thầm buông lỏng một hơi. Sụp đổ sách sức mạnh đích xác cực lớn, nhưng thi triển tiêu hao cũng cực lớn, hơn nữa sẽ cho cơ thể mang đến gánh nặng nặng nề, nếu như Lăng Tiêu Thiên Tôn vừa mới cưỡng ép muốn xuất thủ, cái kia Diệp Thần cũng sẽ không quá dễ chịu. Bây giờ Diệp Thần, vội vàng cần an tĩnh hoàn cảnh điều tức, khôi phục nguyên khí. Chúng ta cũng sắp đi thôi, ở đây không phải nơi ở lâu. Diệp Thần nhìn về phía như Tường Vi nói, vừa mới đánh nhau, rất có thể sẽ kinh động người bên ngoài, cũng có thể sẽ rước lấy cường đại ma vật. Lấy Diệp Thần bây giờ trạng thái, tái chiến đấu nữa mà nói, cơ thể phụ tải quá lớn, hắn nhất định phải nghỉ ngơi. Lập tức, Diệp Thần đại thủ một quyền, đem còn lại sụp đổ chi nguyên, toàn bộ cuốn lại, trước tiên cất giữ đến luân hồi trong mộ địa đi. Hắn vừa mới hấp thu hết sụp đổ chi nguyên, chỉ có khoảng 1/3, còn lại còn có đại lượng, cũng không thể lãng phí. Mà trên vách động bích họa, Diệp Thần ngón tay phủi đi mấy lần, từng cái khí mang chém ra, đem bích họa toàn bộ phá đi. Ông, ngay tại Diệp Thần cùng như Tường Vi, chuẩn bị rời đi, vừa mới Lăng Tinh cách vỡ vụn trong cho tàn, có một khỏa điểm sáng chậm rãi dâng lên. Cái kia điểm sáng không ngừng lập lòe kim sắc cùng ánh sáng màu trắng, lại có từng sợi lôi điện vần quanh, đôm nốt vang dội, nhìn có chút mộng ảo. Diệp Thần một mắt phía dưới, liền biết là kinh lôi thánh thể lôi trùng. Cái này kinh lôi thánh thể thực sự là cường đại a, bị ta sụp đổ sách băng giải, còn có lôi trùng lưu lại. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt thấy cái kia lôi trùng liền muốn bay trốn đi, hắn lập tức ra tay, thi triển luân hồi pháp, bàn tay một chút thu nạp, liền đem lôi trùng hút tới, trực tiếp thôn vệ đến trong thân thể mình. Như Tường Vi nói, lá gan ngươi không nhỏ, đồ vật gì cũng dám nuốt luôn. Kinh lôi thánh thể lôi trùng, uy thế hung mãnh, ẩn chứa trong đó lôi pháp sức mạnh, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Sợ cái gì, Lăng Tinh cách đều đã chết. Diệp Thần cười cười, hắn thôn vệ lôi trùng sau, cũng không có lập tức tiêu hóa, hơn nữa trước tiên lắng đọng đến đan điền chỗ sâu. Hắn cũng biết, viên này lôi trùng, năng lượng kinh khủng, nhất định phải cẩn thận luyện hóa, bằng không cơ thể rất có thể muốn bị cường hoành lôi đình hủy diệt đi. Kinh lôi thánh thể là cửu thiên chân lôi chú diễn hóa đi ra ngoài, nếu như tu luyện tới đỉnh phong, uy năng không thể tưởng tượng nổi. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Giải quyết đi hết thảy sau, Diệp Thần liền định tìm một chỗ yên tĩnh, thật tốt điều tức. Hắn nghe được cách đó không xa có ma vật bạo động âm thanh, nếu là lại không đi, hắn cùng như Tường Vi chỉ sợ đều muốn bị ma vật che mất. Đi bên này. Nếu Tường Vi đối với địa ngục thâm uyên hoàn cảnh, hiển nhiên là hết sức quen thuộc, lập tức liền ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần đi theo nàng rời đi, hai người rất mau tới đến trong một vùng phế tích, cái này phế tích thoạt nhìn như là một mảnh thành thị phế tích, khắp nơi tường đổ. Năm đó luân hồi địa ngục, diện tích là lớn vô cùng, trong địa ngục cũng có từng tòa thành thị phân bố, cung cấp quỷ sai cùng các tín đồ cư trú sinh hoạt. Cho nên, mảnh này trong vực sâu, cũng là có chút không thiếu thành phố dưới đất phế tích tồn tại. Nơi này bị người vơ vét qua, hẳn sẽ không còn người đến nữa, người ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nếu Tường Vi nhìn chung quanh, mảnh này thành thị phế tích khắp nơi là vơ vét phế tích,
giấu ở phiến khu vực này bảo tàng, đã bị người vơ vét không còn gì. Ân, Tường Vi cô nương, tình huống hôm nay, vậy vẫn là phải dựa vào ngươi thay ta hộ pháp, chờ ta trạng thái khôi phục, ta sẽ phục sinh Diệp Bất Thu huynh đệ. Diệp Thần nói, nếu Tường Vi cũng ân một tiếng gật gật đầu, bất quá lại nói, hắn bị Lăng Tinh Ly sát chết, tất có oán khí, ngươi phục sinh hắn có thể sẽ bị oán khí gây thương tích, hay là giao cho ta giải quyết a, chờ ta cầm lại Hỗn Nguyên Kim Hạp, khôi phục thực lực, ta có thể siêu độ hắn. Nàng muốn nhất, chính là Hỗn Nguyên Kim Hạp, đáng tiếc cái hộp kia, thiên cơ quá bí mật, nàng hoàn toàn bắt giữ không đến mảy may vết tích. Diệp Thần nói, Hỗn Nguyên Kim Hạp sao? Ngô, cái kia sụp đổ chi nguyên có vực sâu địa mạch khí tức, chờ ta hoàn toàn hấp thu sụp đổ chi nguyên, hẳn là có thể triệt để nắm giữ nơi này địa mạch nhân quả biến hóa, đến lúc đó, liền có thể tìm được ngươi Hỗn Nguyên Kim Hạp. Nếu Tường Vi nói, hy vọng như thế. Thương lượng xong, Diệp Thần tìm một gian hủy bỏ phòng ốc, tiến vào trong phòng tu luyện, nếu Tường Vi thì tại bên ngoài canh chừng. Ở đây thành thị phế tích, hơn phân nửa sẽ không có người lại đến, nhưng rất có thể sẽ có ma vật xuất hiện. Trong phòng, Diệp Thần hoàn toàn ổn định lại tâm thần, lại cảm thấy trái tim không hiểu một hồi quặn đau, liền hô hấp đều trở nên trệ tắc nghẽn, cổ họng giống như bị cái gì sợi tơ quấn chặt lấy. Tơ tình lại phát tác. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, vốn là trước đó như Tường Vi lấy địa ngục phong ma thủ đoạn, tạm thời áp chế lại hắn tơ tình, hắn trong thời gian ngắn sẽ không phát tác. Nhưng liên tục không ngừng tiêu hao cơ thể chiến đấu, cái kia địa ngục phong ma phong ấn cũng gần như hỏng mất. Bây giờ Diệp Thần tơ tình, lại có muốn phát tác dấu hiệu. Nhất thời, Diệp Thần liền lâm vào lưỡng nan, nếu như hắn bây giờ hấp thu sụp đổ chi nguyên, tu vi tất nhiên muốn đột phá, mà tu vi vừa đột phá, khí tức lưu động phía dưới, tơ tình chắc chắn phát tác đến mãnh liệt hơn. Nhưng không hấp thu sụp đổ chi nguyên, hắn thân thể hư nhược, liền không cách nào khôi phục nguyên khí. Thôi, hay là trước khôi phục thực lực lại nói, tơ tình dày vò nỗi khổ, nhịn thêm liền đi qua. Diệp Thần khẽ cắn môi, suy nghĩ cân nhắc một phen sau, trong lòng liền có chủ ý, chờ hắn luyện hóa sụp đổ chi nguyên, hắn liền có thể thôi diễn đến Hỗn Nguyên Kim Hộp tung tích. Nếu Tường Vi cầm lại Hỗn Nguyên Kim Hộp sau, khôi phục thực lực, liền có thể lấy lớn siêu độ sức mạnh vô thượng, hóa giải mất Diệp Thần tơ tình. Trong lòng quyết định ra đến sau, Diệp Thần liền không có cái gì do dự, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, liền thấy hắn vừa mới cuốn đi sụp đổ chi nguyên. Bây giờ đang an tĩnh chứa đựng tại trong mộ địa. Cái kia sụp đổ chi nguyên 10 phần kinh khủng, nếu như chứa đựng tại đồng dạng trong thùng, mặc kệ là loại nào vật chứa, đều phải vỡ vụn hủy diệt, hoàn toàn không thể dung nạp cái này kinh khủng sụp đổ chi nguyên. Nhưng luân hồi mộ địa bản thân liền là thiên tổ kỳ quan, vô cùng vĩ đại, cho nên muốn dung nạp sụp đổ chi nguyên, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sụp đổ chi nguyên tồn tại, cũng làm cho phải sụp đổ chi chủ Phó Tuyệt Thiên mộ bia hơi rung rung, tựa hồ sụp đổ chi chủ Phó Tuyệt Thiên, đối với cái này sụp đổ chi nguyên cũng là 10 phần khát vọng, chỉ là hắn bởi vì linh hồn chịu đến hồn thiên đế nguyền rủa, không cách nào từ mộ bia bên trong leo ra. Xem ra Tuyệt Thiên huynh hẳn là đói bụng. Chín thương cổ hoàng nhìn thấy sụp đổ chi chủ rung động mộ bia, cười nói. Diệp Thần cũng đành chịu nở nụ cười, hướng về sụp đổ chi chủ mộ bia nói, tiền bối, ta bây giờ cũng cần cái này sụp đổ chi nguyên tu luyện. Còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng, chờ ngươi về sau thức tỉnh, cần ăn cái gì đồ vật, ta sẽ tận lực thay ngươi thu thập. Tại Diệp Thần tiếng nói sau khi rơi xuống, cái kia mộ bia rung động lúc này mới lắng lại. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, lúc này tiếp tục hấp thu sụp đổ chi nguyên. Lần này không có ai quấy rầy, cũng không có ngoài ý muốn gì phát sinh, ước chừng 2 ngày sau đó, Diệp Thần cuối cùng là đem tất cả sụp đổ chi nguyên, toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Ầm ầm. Tại tất cả sụp đổ chi nguyên, toàn bộ hấp thu luyện hóa sạch sẽ sau, Diệp Thần tu vi, cũng là mãnh liệt đột phá, toàn thân bộc phát ra một cỗ phong lôi tiếng vang, hắn tu vi cảnh giới, một chút liền từ cửu đỉnh cảnh tầng 4 sơ giai, tiêu thăng đến cao cấp tình cảnh. Vậy mà liên thăng 2 cấp, không tệ, không tệ. Diệp Thần hài lòng gật đầu, luyện hóa sụp đổ chi nguyên, trực tiếp liền để tu vi của hắn, đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Ngoài phòng như Tường Vi. Liền cảm thấy trong phòng chợt truyền ra một cỗ khí tức kinh khủng, trong phòng tà quang tràn ngập, ma khí dày đặc, đó là Diệp Thần luyện hóa sụp đổ chi nguyên, tu vi sau khi đột phá, tản mát ra tà khí. Cỗ này tà khí, là tà ma chi khí, so thế gian bất luận cái gì ma vật đều phải đáng sợ, thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói, so với trong truyền thuyết kinh thiên đại khủng bố 10 đuôi thần thú, còn muốn đáng sợ nhiều lắm.
Bởi vì, đây là sụp đổ sức mạnh, là thế giới bên ngoài tà ma, là 72 trụ thần tâm ma đau đớn cùng oán niệm, đây là đủ để cho chư thiên sụp đổ, thế giới hủ diệt lực lượng kinh khủng. Ngô! Trong lúc đột ngột, nếu Tường Vi lại nghe được trong phòng truyền ra một hồi tiếng rên rỉ, hết sức thống khổ bộ dáng. Uy, luân hồi chi chủ, người cảm thấy thế nào? Nếu Tường Vi hỏi. Khục, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, tu vi đột phá, nhưng tơ tình tựa hồ phát tác đến mãnh liệt hơn, trước người phòng ấn, đã không chịu nổi. Nếu Tường Vi nói, người không ngừng chiến đấu, điên cuồng tiêu hao cơ thể, phòng ấn của ta sống đến bây giờ, đã là kỳ tích, như thế nào, người luyện hóa sụp đổ chi nguyên, có thể suy tính đến ta hỗn nguyên kim hộp tung tích sao? Diệp Thần nói, chờ một chút, ta cần trước tiên áp chế tơ tình. Nếu Tường Vi bất đắc dĩ nói, uy, người cũng không nên tơ tình phát tác đột nhiên chết bất đắc kỳ tử a, có muốn hay không ta thi triển mị ma thuật pháp, trước tiên hóa thành phong tinh tuyết bộ dáng, thay người hòa dịu tơ tình nỗi khổ. Diệp Thần nói, ta đối với cương thi không có hứng thú. Nếu Tường Vi hừ một tiếng, nói, không muốn thì thôi vậy, nhanh lên a, tựa hồ có không ít ma vật muốn vào tới. Nàng ánh mắt có chút bất an, có thể cảm thấy nơi xa có từng cỗ hung hãn ma vật khí tức, đang không ngừng tới gần ở đây, rõ ràng Diệp Thần sụp đổ chi khí, kinh động đến rất nhiều ma vật. Lại cho ta hai nén nhang thời gian. Trong phòng, Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn tu vi mặc dù đột phá, nhưng tơ tình phát tác, hắn chịu dày vò đau đớn, so với tu vi đột phá vui sướng, muốn mãnh liệt rất nhiều rất nhiều. Bất quá, Diệp Thần có áp chế biện pháp. Phương pháp cùng như Tường Vi trước đây biện pháp không sai biệt lắm. Nếu Tường Vi phía trước có thể giúp hắn áp chế tơ tình, là dùng một cái đau đớn, đi che giấu một cái khác đau đớn. Diệp Thần bây giờ nghĩ đến biện pháp, cũng là như thế, hắn đem trong đan điển kinh lôi thánh thể lôi chủng, trực tiếp dẫn bạo đi. Oanh! Lôi chủng đưa ra bạo, lập tức, bàng bạc hủy diệt lôi đình khí tức, ngay tại toàn thân hắn nổ tung, từng cái lôi đình mang theo lực lượng mạnh mẽ, không ngừng tại hắn trong kinh mạch du tẩu. Trong chốc lát, Diệp Thần liền lâm vào toàn thân tê liệt kịch liệt đau nhức, ngũ lôi oanh đỉnh một dạng trong trạng thái. Cái kia kinh lôi thánh thể lôi chủng, ẩn chứa năng lượng, quá kinh khủng, Diệp Thần một chút dẫn bạo, lôi đỉnh nổ tung mang tới đau đớn, là vô cùng kịch liệt. Đang đau nhức cùng tê liệt phía dưới, Diệp Thần trong lòng đã không thể nghĩ nữ nhân gì, trong đầu phong tinh tuyết thân ảnh cấp tốc liền tịch diệt xuống, hoàn toàn bị sét đánh điện nổ đau đớn che mất. Kỳ thực viên này lôi chủng, chính xác nhất phương pháp luyện hóa, là chậm rãi hấp thu, một chút tiêu hóa cái kia lôi đình chi lực, tiến tới câu thông Siva, phỏng đoán lĩnh ngộ cửu thiên chân lôi nguyền rủa huyền bí. Nhưng bây giờ, Diệp Thần vì ngăn chặn tơ tình phát tác đau đớn, chỉ có thể một chút đem lôi chủng dẫn nổ, lôi chủng tất cả năng lượng trong nháy mắt nổ tung, cho dù là lấy thể chất của hắn cường độ, bây giờ có chút hưởng thụ không được. Bất quá hắn biện pháp, hiển nhiên là có hiệu quả. Lôi chủng đưa ra bạo, lôi đình oanh kích mang tới đau đớn, hoàn toàn che giấu tơ tình phát tác đau đớn. Hô, hút, Diệp Thần không ngừng hô hấp thổ nạp, lại tế ra luân hồi huyền bia bên trong lôi bi, không ngừng hấp thu lôi chủng lôi điện, cái kia cỗ tê dại đau đớn mới chậm rãi hòa dịu. Uy, xong chưa? Nếu Tường Vi ở bên ngoài thúc giục nói. Không sai biệt lắm, chờ một chút, Diệp Thần đáp lại nói. Đã đợi không kịp, hỏng bét, thật nhiều ma vật vào tới. Nếu Tường Vi âm thanh trở nên có chút bối rối, rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đây, Diệp Thần cũng nghe đến ngoài phòng truyền tới ầm ầm như đất rung núi chuyển một dạng chạy đạp âm thanh, khí tức kinh khủng làm người sợ hãi, hắn vội vàng mở to mắt, sải bước đi ra ngoài. Khi Diệp Thần đi ra ngoài phòng, liền thấy bốn phương tám hướng, có đếm không hết ma vật điên cuồng vào tới, Tử Tiêu Cáo Đen, Bích Nhãn Thiềm Thử, Thương Lôi Sư, Hắc Ngục Toan Nghê, Hỗn Độn Ma Tượng các loại. Những thứ này ma vật vốn là hung thú, là luân hồi trong địa ngục chăn nuôi, chuyên môn dùng để cắn xé gặm nuốt tội phạm, tại luân hồi địa ngục sụp đổ sau, rất nhiều hung thú lây dính ma khí, liền hóa thành ma vật, cực lớn hình thể lượn lờ từng cái hắc khí, song đồng tất cả lộ ra huyết sắc, nhìn có chút kinh khủng. Mà ngoại trừ hình thú ma vật, còn có mọi người hình ma vật, tu la giả xoa các loại, còn có mấy không rõ oan hồn âm hồn, phô thiên cái địa mà đến. Diệp Thần vừa mới đột phá, tản ra sụp đổ khí tức, hiển nhiên là kinh động đến quần ma, đại lượng ma vật liền nổi điên hướng hắn vào tới, bởi vì sụp đổ khí tức, để cho tất cả ma vật đều cảm thấy khủng hoảng, bọn chúng đều muốn đem Diệp Thần thôn phệ tiêu diệt. Nhiều như vậy ma vật, rõ ràng không phải như Tường Vi có thể đối phó.
Nếu Tường Vi nhìn thấy Diệp Thần đi ra, có chút khủng hoảng nói, nguy rồi, đi không được. Ma vật phô thiên cái địa, bây giờ coi như nàng muốn đi, cũng khó có thể thoát thân. Giống, kèm theo từng đợt kinh khủng tiếng gầm gừ, đếm không hết ma vật cùng oan hồn, liền phô thiên cái địa hướng về hai người đánh giết mà đến, thể phải đem hai người xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Không có việc gì, đi hết. Diệp Thần gặp nguy không loạn, hắn bây giờ tu vi đột phá, nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, mặc dù tại tơ tình cùng lôi đình oanh thể hạn chế phía dưới, hắn thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng muốn trấn áp trước mắt những thứ này ma vật, còn có thể làm đến. Nhưng, Diệp Thần cũng không có chiến đấu ý tứ, bởi vì hắn không muốn tại một đám ma vật trên thân lãng phí hết quý giá của mình khí lực, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân rời đi. Thiên không chi cánh, mở. Một tiếng xào xạc, Diệp Thần bày ra thiên không chi cánh, lập tức lượn lờ xanh thẳng phù văn cánh chim bày ra, tự do cùng rộng rãi khí tức dâng lên ra, Diệp Thần một chút bắt được Như Tường Vi cánh tay, liền hướng bầu trời bay đi. Một chút hung tàn ma vật, còn có phi thiên dạ xoa, nhìn thấy Diệp Thần bay lên, cũng là gầm thét bay nhào đi lên. Uy tự quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần sớm nắm giữ tuần thú bát tự quyết, mắt thấy rất nhiều ma vật bay nhào đi lên. Hắn cũng không lãng phí sức lực chiến đấu, mà là trở tay một trường, lòng bàn tay tuôn ra một cái kim quang sáng chói uy chữ, cường hoành uy thế liền bao phủ xuống đi. Đang hấp thu sụp đổ chi nguyên, dẫn nổ kinh lôi thánh thể lôi trùng sau, Diệp Thần bây giờ khí chàng uy thế, quả thực là vô địch, một cái uy tự quyết đánh ra, lập tức cường hoành khí chàng liền che đậy thiên địa, những cái kia bay nhào đi lên ma vật, phát ra một hồi oa oa âm thanh, lập tức nhao nhao sợ hãi rơi xuống. Hoàn toàn không còn dám tới gần Diệp Thần. Phía dưới rất nhiều ma vật, cũng là phát ra bất an âm thanh. Đi! Diệp Thần nhân cơ hội này, liền lôi kéo Như Tường Vi vỗ cánh hạ xuống, rơi vào một đầu hắc ngục toan nghê trên sống lưng, khống chế hắc ngục toan nghê ra bên ngoài chạy đi. Cái kia hắc ngục toan nghê chịu Diệp Thần uy tự quyết chấn nhiếp, hoàn toàn không dám có tâm tư phản kháng, gầm rú một tiếng, lập tức liền thuận theo hướng ra phía ngoài chạy đi. Ven đường có chút hung tàn ma vật muốn ngăn cản, Diệp Thần phóng xuất ra một tia kinh lôi khí tức sau, cường hoành lôi đình nghiền ép hết thảy, liền không có bất luận cái gì ma vật còn dám cản đường. Cưỡi hắc ngục toan nghê, Diệp Thần Như Tường Vi hai người rất nhanh liền thoát thân mà ra, rời đi cái kia phiến thành thị phế tích, bôn tẩu tại bóng tối mênh mang vực sâu trong khu vực. Ngươi thật đúng là lợi hại, luân hồi chi chủ. Nếu Tường Vi thở dài một hơi, nhìn thấy vừa mới Diệp Thần trấn áp quần ma thoát thân thủ đoạn, trong lòng cũng là bội phục. Một điểm nhỏ mánh khóe thôi, không đáng giá nhắc tới, bây giờ nên đi tìm kiếm người hỗn nguyên kim hộp. Diệp Thần cưỡi hắc ngục toan nghê, thả chậm cước bộ, tại trong thâm uyên khắp đi lấy. Như Tường Vi ánh mắt sáng lên, nói, người đã suy tính đến hỗn nguyên kim hạp tung tích. Diệp Thần bây giờ đã hấp thu tất cả sụp đổ chi nguyên, cái kia sụp đổ chi nguyên ẩn chứa vực sâu địa mạch khí tức, theo lý thuyết, Diệp Thần bây giờ đối với vực sâu khu vực phát sinh qua hết thảy đủ loại nhân quả, cũng có thể suy tính đến. Trên lý luận đúng là như thế, nhưng Diệp Thần vừa mới dẫn nổ lôi trùng, bây giờ cơ thể chịu lôi đình oanh tạc đau đớn, mặc dù có lôi bi thủ hộ, cũng chỉ là hòa dịu, cũng không có tiêu thất, tại như vậy đau đớn hạn chế phía dưới, Diệp Thần cũng không cách nào thật sự thấy rõ tất cả thiên cơ. Bất quá, đại khái manh mối, hắn vẫn là có thể bắt được. Hỗn nguyên kim hạp hẳn là tại cái phương hướng này. Diệp Thần đưa tay chỉ phía trước, lại sờ lên dưới hông hắc ngục sư tử lông tóc, đầu này hắc ngục toan nghê, cùng hỗn nguyên kim hạp có tỉ mỉ nhân quả liên lạc, chúng ta có thể hỏi một chút nó. Cái gì, nếu Tường Vi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đầu này ma vật, lại vẫn cùng hỗn nguyên kim hạp có liên quan. Vừa mới ma vật chiều, có rất nhiều ma vật, tựa hồ cũng là từ hỗn nguyên kim hạp bên trong chạy đến, cái kia hỗn nguyên kim hạp, từng phong ấn đại lượng ma vật. Diệp Thần ánh mắt sáng tỏ, rất nhiều thiên cơ hiểu rõ. Nhìn thấy rất nhiều bí mật. Nếu Tường Vi kỳ dị nói, ma vật là từ hỗn nguyên kim hạp bên trong chạy đến. Hỗn nguyên kim hạp bên trong bộ mặc dù tự thành không gian, trên lý luận đích xác có thể phong ấn sinh linh, nhưng trong hộp ẩn chứa mãnh liệt trấn áp khí tức, sẽ cho sinh linh mang đến thống khổ to lớn, hữu thương thiên hòa, là ai dùng hỗn nguyên kim hạp tới phong ấn ma vật. Diệp Thần nói, hỏi một chút đầu này toan nghê thú liền biết. Hắc ngục toan nghê cả người nhiễu ma khí. Tại ma khí ăn mòn, kỳ thần trí mơ hồ, nhưng Diệp Thần có biện pháp giải quyết, bàn tay nhấn một cái, thiên đường thánh quang dâng lên, liền hướng hắc ngục toan nghê thân thể quán chú đi vào. Tại thánh quang quán chú,
Hắc Ngục Toan Nghê phát ra một cỗ mang theo đau đớn tiếng gầm gừ, thân thể một hồi giãy giụa, nhưng bị Diệp Thần cưỡng ép đè lại. Đang giãy giụa một lát sau, Hắc Ngục Toan Nghê dần dần an tĩnh lại, trên người vòng ma khí hóa giải mất, cái kia tràn ngập lệ khí con mắt, cũng là một lần nữa trở nên tinh khiết cùng sáng tỏ, sau đó càng là miệng nói tiếng người, cảm ơn ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nhìn thấy Hắc Ngục Toan Nghê tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, nói, không cần cảm ơn, ta đang tìm một kiện đồ vật, gọi Hỗn Nguyên Kim Hạp, ngươi có biết tam thích của hắn. Bây giờ Diệp Thần có thể chắc chắn, đầu này Hắc Ngục Toan Nghê đã từng bị phong ấn ở Hỗn Nguyên Kim Hạp bên trong, nó tất nhiên biết Hỗn Nguyên Kim Hạp tung tích. Hỗn Nguyên Kim Hạp sao? Hắc Ngục Toan Nghê thân thể run rẩy, nói, đó là lãnh chúa bảo bối, các ngươi muốn cướp sao? Diệp Thần hỏi, lãnh chúa là ai? Hắc Ngục Toan Nghê nói, mảnh này vực sâu lãnh chúa, chính là Dạ Minh Phong đại nhân. Nghe được Dạ Minh Phong ba chữ, Diệp Thần cùng Như Tường Vi nhìn nhau, hai người đều cảm thấy có chút trong dự liệu. Dạ Minh Phong là đã từng hắc ám huynh đệ hội thiên tài, lấy thủ đoạn của hắn, muốn chấn áp mảnh này vực sâu rất nhiều ma vật, trở thành lãnh chúa cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hỗn Nguyên Kim Hạp tại Dạ Minh Phong trong tay. Nếu Tường Vi trong đồng tử ngọn lửa nhấp nháy lấy, hỏi. Hắc Ngục Toan Nghê nói, đúng vậy, Dạ Minh Phong đại nhân chấp trưởng Hỗn Nguyên Kim Hạp, từng đem rất nhiều ma vật đều phong ấn tiến trong hộp, ta đã từng bị phong ấn, tư vị kia cũng không quá dễ chịu. Nếu Tường Vi nói, ngươi không phản kháng sao? Hắc Ngục Toan Nghê nói, phản kháng thì có ích lợi gì, chỉ có thể bị chết thảm hại hơn thôi, Dạ Minh Phong đại nhân thần uy vô địch, dám cùng hắn đối nghịch chính là chết. Các ngươi muốn cướp hắn đồ vật sao? Nếu Tường Vi nói, cái kia Hỗn Nguyên Kim Hạp là ta đồ vật, không phải hắn. Hắc Ngục Toan Nghê chấn động, quay đầu quan sát Như Tường Vi, tựa hồ cũng nhìn ra Như Tường Vi thân phận, có chút kinh hãi nói, nguyên lai là. Tường Vi đại nhân, bốn vị quỷ sai đại đô thống, ta cho là cũng đã rời đi, thì ra ngươi còn tại. Nếu Tường Vi nói, ta vẫn luôn tại, dẫn ta đi gặp Dạ Minh Phong a, ha ha, thứ thuộc về ta, ai cũng không thể cướp đi. Nàng nghĩ đến rất nhanh liền có thể đoạt lại Hỗn Nguyên Kim Hạp, trong con ngươi quỷ hỏa, liền không ngừng sáng tắt lóng lánh, có chút hưng phấn cùng hừng hực. Hắc Ngục Toan Nghê nói, lấy các ngươi thực lực, chỉ sợ. Đánh không lại Dạ Minh Phong đại nhân. Hai ngày này thời gian, trong vực sâu có một bộ đáng sợ hồn linh sinh ra, Dạ Minh Phong đem chúng ta toàn bộ phóng ra, đưa ra Hỗn Nguyên Kim Hạp không gian, muốn bắt cỗ kia hồn linh, chắc hẳn bây giờ đã đắc thủ. Hắn thần uy vốn là thông thiên, lại thêm cỗ kia hồn linh trợ lực, các ngươi tuyệt không có khả năng là địch thủ của hắn, dám đi qua chính là chịu chết a. Đáng sợ hồn linh, Diệp Thần nghe đến đó, lập tức có chút xúc động. Nếu Tường Vi nói, có phải hay không là xà thiên đế tàn hồn? Diệp Thần con mắt hơi sáng, nói, ha ha, nếu là thật như thế, sự tình liền thú vị, đi thôi, chúng ta đi gặp cái kia Dạ Minh Phong lại nói. Hắn vỗ Hắc Ngục sư tử cổ, mang bọn ta đi gặp Dạ Minh Phong, đến nỗi chúng ta có đánh thắng hay không, vậy không cần ngươi lo lắng. Hắc Ngục Toan Nghê thân thể run lên, không dám vi phạm, nói, là. Lập tức, nó liền chở Diệp Thần cùng Như Tường Vi, dọc theo một cái phương hướng, bước nhanh chạy mà đi. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Dạ Minh Phong xem như chủ nhân của nó, cho nên nó có thể cảm ứng rõ ràng đến Dạ Minh Phong vị trí. Rất nhanh, Hắc Ngục Toan Nghê liền chở Diệp Thần cùng Như Tường Vi hai người, đi tới một chỗ địa cung trong phế tích, vùng cung điện dưới lòng đất phế tích, hoàn cảnh u ám, đổ nát trong đất bùn sinh ra từng cây cực lớn thực vật, còn có chút so với người còn cao lớn phát sáng nấm. Mà tại một chút thực vật phía dưới, nhưng lại có từng cỗ thi thể, máu tươi chưa khô, hiển nhiên là chết đi không bao lâu, gai mũi mùi máu tươi, làm cho Diệp Thần cùng Như Tường Vi, đều bắt được một cỗ sát cơ nồng nặc. Những thi thể này, tựa hồ cũng là vạn u môn đệ tử. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, từ những thi thể này trên người trang phục đến xem, bọn họ đều là vạn u môn đệ tử. Vạn u môn cũng là Lăng Tiêu Uyên thế giới lục đại môn phái một trong, tu luyện tiểu thiên địa ngục ma đạo. Địa ngục ma đạo có tiểu thiên cùng đại thiên phân chia, tiểu thiên ma đạo tìm kiếm tự thân siêu thoát, đại thiên ma đạo tắc là như huyền minh điện như thế, muốn thiết lập địa ngục trật tự, thống ngự càn khôn. Vạn u môn tu luyện tiểu thiên ma đạo, thực lực bản thân cũng không tục, nhưng bây giờ bọn hắn rất nhiều đệ tử, đều chết ở đây, vùng cung điện dưới lòng đất trong phế tích, tràn ngập một tia bất an hương vị. Cái này một số người, cũng là bị Dạ Minh Phong đại nhân giết chết, các ngươi xem bọn họ vết thương.
kỳ thực cũng là bị dạ nhận gây thương tích. Hắc Ngục Toàn Nghê nhìn xem những thi thể này, từ thi thể vết thương trên người liền đánh giá ra sau lưng hung thủ là ai, nó trong mắt lập tức liền toát ra thần sắc sợ hãi. Diệp Thần nhìn về phía những thi thể này vết thương, cũng là bị cực sắc bén lưỡi dao gây thương tích, hắn ẩn ẩn bắt được thiên cơ, trước mắt phảng phất thấy được từng thanh đen như mực sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao, mang theo đêm tối màu lót, lộ ra tử vong cùng héo tàn ý vị. Ta không thể thâm nhập hơn nữa, Dạ Minh Phong đại nhân liền tại bên trong, các ngươi hẳn là có thể bắt được. Hắc Ngục Toàn Nghê ngừng chân xuống, không còn dám đi tới, mảnh phế tích này khí tức, để nó cảm thấy vô cùng bất an cùng sợ hãi. Diệp Thần cùng Như Tường Vi tương vọng một mắt, hai người dọc theo trên mặt đất thi thể vết tích, đều có thể bắt được thiên cơ, tại phế tích chỗ sâu, đích xác cất giấu một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Giống như đêm tối u ám, giống như ác ma xâm nghiêm, vậy tất nhiên chính là Dạ Minh Phong. Tốt, đa tạ dẫn đường, người tự do, người đi đi. Diệp Thần xoay người từ Hắc Ngục Toàn Nghê trên thân xuống, vỗ vỗ thân thể của nó. Nếu Tường Vi cũng xuống, đồng tử thâm sâu nhìn phế tích chỗ sâu. Hắc Ngục Toàn Nghê cũng không dám dừng lại thêm, vội nói, cảm tạ, luân hồi chi chủ, tiểu nhân cáo từ trước. Liền lập tức mở ra bốn chân, nhanh chóng chạy cách mà đi. Dạ Minh Phong, đáng tiếc sụp đổ chi chủ còn không có thức tỉnh, bằng không thì để cho hắn xem sụp đổ chi chủ bộ dáng, không biết sẽ là tâm tình gì. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, sụp đổ chi chủ là ngày xưa Hắc Ám huynh đệ hội thủ tịch đệ tử, là tất cả hội chúng đại sư huynh. Theo lý thuyết, luận bối phận, Dạ Minh Phong còn phải gọi sụp đổ chi chủ một tiếng đại sư huynh. Lập tức, Diệp Thần cùng Như Tường Vi, liền hướng phế tích chỗ sâu đi đến, hai người cũng có thể cảm nhận được, phế tích chỗ sâu mơ hồ truyền ra khí tức khủng bố. Dần dần, hai người lại nghe được một hồi tiếng đánh nhau truyền đến, khi hai người cuối cùng bước vào phế tích chỗ sâu, liền thấy một màn vô cùng kịch liệt cảnh tượng. Chỉ thấy một cái nam tử áo đen, tóc tai rối bời, hai con ngươi huyết hồng, đang thao túng mười mấy thanh phi kiếm, cùng một đám người chém giết đối chiến lấy. Cái kia mười mấy thanh phi kiếm, chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm, mỗi một chiếc phi kiếm đều tựa như dùng hắc diệu thạch chế tạo, lộ ra đen nhánh màu sắc, nhưng vô cùng sáng long lanh tinh lượng, ô quang lập lòe, sát phạt dị thường lăng lệ. Mà tại nam tử áo đen đối diện một đám người, có hơn 10 người, toàn bộ là vạn u môn bên trong người, cầm đầu chính là vạn u môn trưởng môn Tuyệt Không Tên. Nam tử áo đen kia, ngự kiếm cùng vạn u môn chúng mạnh giết nhau, lại còn ổn chiếm thượng phong, mười mấy thanh lăng lệ phi kiếm, mang theo đêm tối tử thần một dạng phong mang, loạn chảm loạn giết, sắc bén tới cực điểm. Vạn u môn chúng mạnh chạm đến, liền lập tức muốn đầu một nơi thân một nẻo, cầm binh khí pháp bảo đi đối bính, cũng không đấu lại nam tử áo đen kia phi kiếm. Đập một phía dưới liền bị chém đứt. Từng cỗ thi thể lần lượt ngã xuống, vạn u môn đám người đã là sắc mặt tái nhợt, nam tử áo đen kia không chỉ là phi kiếm sắc bén kinh khủng, tu vi khí tức cũng vô cùng đáng sợ, một cỗ cường đại uy áp khí chàng bao phủ lại toàn trường, cho dù có người muốn chạy, cũng hoàn toàn đào thoát không xong. Lấy nam tử áo đen thực lực, kỳ thực sớm có thể đem mọi người chém chết hầu như không còn, nhưng hắn vẫn mèo hí kịch chuột giống như, chậm rãi giày vò, từng cái giết. Vạn u môn trưởng môn Tuyệt Không Tên đã triệt để tuyệt vọng, hướng nam tử áo đen kia nói, các hạ muốn bảo tàng, ta cho ngươi chính là. Tại vạn u môn đám người sau lưng, chất phát một đống thiên tài địa bảo, linh quang mờ mịt, hiển nhiên là bọn hắn tại trong lăng tiêu cổ tàng tìm kiếm vơ vét đạt được. Nam tử áo đen kia lại cười cười, nói, giết các ngươi, bảo tàng không phải liền là của ta sao? Hơn nữa, máu tươi của các ngươi, hồn phách, cũng là bảo tàng a. Nam tử áo đen liếm môi một cái, một bộ huyết tinh tàn khốc bộ dáng, khu động phi kiếm một hồi loạn vũ, lại chém giết mấy cái vạn môn vị cường giả. Mọi người đã triệt để tuyệt vọng, tại nam tử áo đen khí chàng áp chế xuống, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể ngồi chờ chết. Diệp Thần xa xa thấy cảnh này, dừng bước lại, gặp nam tử áo đen kia hung hãn như vậy, nội tâm âm thầm lưu ý, hướng Như Tường Vi hỏi. Người kia chính là trong truyền thuyết Dạ Minh Phong. Nhìn, thực lực chính xác rất mạnh, mấu chốt quanh thân lộ ra một tia quỷ dị. Nếu Tường Vi đôi mắt quỷ hỏa sáng tối chập chờn, hơi có chút ngưng trọng bộ dáng, gật đầu nói, không tệ, chính là hắn. Hắn trước kia là trong Hắc Ám huynh đệ hội thiên tài, là, dạ nhận, năm vị người cầm kiếm một trong, hắn cái kia dạ nhận phi kiếm, hết sức lợi hại, vô cùng sắc bén, giết người như cắt cỏ.
nàng xem thấy Dạ Minh Phong thao túng mười mấy thanh đen như mực không chui, chỉ có thuần túy thân kiếm phi kiếm, trong mắt cũng đầy là vẻ kiêng dè. Dạ nhận. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cái kia từng thanh đen nhánh tinh lượng sáng long lanh phi kiếm màu đen, cũng là không hiểu cảm thấy một hồi lạnh buốt hàn ý, toàn thân lông tơ lại bất giác từng cây dựng thẳng lên. Đúng vậy, Dạ Nhận là một trong thập đại cổ thần khí, là Hắc Ám Nữ Thần tự tay chế tạo một bộ phi kiếm, tổng cộng có 100 thanh, người hẳn là nghe qua a. Nếu Tường Vi đạo, thì ra cái này Dạ Nhận phi kiếm là một trong thập đại cổ thần khí sao? Ta vẫn lần đầu tiên nghe nói. Diệp Thần nghe được như Tường Vi lời nói, cũng tự động âm thầm suy tính một chút thiên cơ, thập đại cổ thần khí thiên cơ tương đương bí mật, Diệp Thần trước đó nghe nói hoặc tiếp xúc qua 8 loại, chính là Cửu Thiên Phục Long Ấn, Toái Tâm Linh, Quá Một Âm Dương Bàn, Đế Rơi Vũ Trụ, Cửu Khúc Ống Tiêu, Số Mệnh Chi Hoàn, Thái Ất Âm Lôi, Thiên Pháp Đạo Luật. Cái này Dạ Nhận phi kiếm, là đạo thứ 9. Lấy Diệp Thần thực lực hôm nay, thiên cơ hiểu rõ rõ ràng, hắn đã nhìn thấy đạo thứ 10 cổ thần khí bí mật, gọi Huyết Thương Khung, là một khỏa con mắt. Vô luận là Huyết Thương Khung, vẫn là Dạ Nhận, cũng là Hắc Ám Nữ Thần chế tạo đồ vật, uy năng không thể coi thường. Luân hồi chi chủ. Ngay lúc này, một đạo tiếng kêu, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Lại là Vạn U Môn trưởng môn Tuyệt Không Tên, nhìn thấy Diệp Thần tới, trong lòng nhất thời dâng lên một tia hy vọng, liền lớn tiếng la lên, để cứu viện. Cứu mạng, cứu mạng, luân hồi chi chủ, cầu ngươi xuất thủ cứu mệnh, ta Vạn U Môn nhất định quy thuận ngươi luân hồi trận doanh. Tuyệt Không Tên biết Diệp Thần lợi hại, chỉ cầu hắn ra tay. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, lại không có dễ dàng động thủ. Dạ Minh Phong quay đầu, nhìn thấy Diệp Thần cùng như Tường Vi liền đứng tại cách đó không xa, hắn cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, âm thanh mang theo chút lạnh mạc nói, luân hồi chi chủ, nếu Tường Vi, là các ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn thôi động mười mấy miệng Dạ Nhận phi kiếm, phốc 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 một hồi chảm bổ, liền đem Tuyệt Không Tên cùng một đám Vạn Môn vị cường giả, toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Cái kia từng ngụm Dạ Nhận phi kiếm, không ngờ mang theo hút máu công năng, suy 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 một chút hút khô Tuyệt Không Tên đám người máu tươi, từng cỗ thi thể khô héo ẩm vang rơi xuống đất, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Rõ ràng, Diệp Thần cùng như Tường Vi đến, để cho Dạ Minh Phong cũng lười nhắc lại chơi mèo đùa bỡn chuột trò xiếc, trực tiếp liền đem Vạn U Môn người giết sạch. Giết người đoạt bảo, hảo thủ đoạn nha. Nếu Tường Vi có chút hờ hững cười cười, cái này hiển nhiên là Dạ Minh Phong, để mắt tới Vạn U Môn vơ vét đến bảo tàng. Cho nên liền thẳng giết đi lên, đem Vạn U Môn bên trong người đều giết chết. Dạ Minh Phong cười nói, các ngươi không phải cũng hướng về phía thiên tổ bảo tàng tới sao? Nơi này bảo tàng không thiếu, đầy đủ chúng ta chia cắt, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là hòa khí một điểm cho thỏa đáng, đánh nhau đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Hắn lời tuy nói như thế, nhưng đề phòng không giảm chút nào, từng thanh Dạ Nhận phi kiếm tích lưu lưu tại thân thể chung quanh xoay tròn. Trong mắt mang theo vô cùng cảnh giác thần sắc nhìn chăm chú lên Diệp Thần. Vừa mới tại Vạn U Môn chúng mạnh trước mặt, Dạ Minh Phong giết người như cắt cỏ, nhưng bây giờ tại trước mặt Diệp Thần, hắn lại nói muốn hòa khí sinh tài. Cái này hiển nhiên là bởi vì, Diệp Thần uy danh, quá mức hiển hách, cho dù là Dạ Minh Phong, cũng không dám dễ dàng vạch mặt, liền nói chuyện ngữ khí thế mà có chút thành khẩn bộ dáng. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dạ Minh Phong thế mà lại nói muốn hòa khí sinh tài. Nếu Tường Vi cười ha ha, nói, người sợ luân hồi chi chủ. Dạ Minh Phong nhún nhún vai nói, chỉ là không muốn làm tranh đấu vô vị thôi, bằng không hai hổ tranh chấp, chỉ có thể tiện nghi người khác. Nếu Tường Vi cười nói, tốt, người nghĩ hòa khí sinh tài, cũng có thể, đem ta đồ vật trả cho ta, chuyện gì cũng dễ nói. Dạ Minh Phong đạo, đồ vật gì? Nếu Tường Vi nói, Hỗn Nguyên Kim Hạp, đó là đồ vật của ta, người nghĩ nuốt chiếm sao? Cái này sao? Dạ Minh Phong từ trong ngực móc ra một cái chiếc hộp màu vàng óng, nhàn nhạt nhìn xem như Tường Vi. Diệp Thần đồng tử hơi co lại, lại nhìn thấy cái kia kim sắc trên hộp, quấn quanh lấy từng sợi ma khí. Ma khí vần quanh ở giữa, lại diễn hóa thành rắn độc bộ dáng. Cỗ này rắn độc khí tượng, để cho Diệp Thần vô cùng quen thuộc. Là Xà Thiên Đế khí tức. Xà Thiên Đế tàn hồn, liền phong ấn tại trong cái hộp kia. Ta Hỗn Nguyên Kim Hạp. Trả cho ta. Nếu Tường Vi vừa nhìn thấy Hỗn Nguyên Kim Hạp, liền không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, âm thanh đều trở nên dồn dập lên, cương thi thân thể một cái thiểm lược, liền vọt tới Dạ Minh Phong trước mặt, đưa tay đi đoạt cái hộp kia.
Dạ Minh Phong cười ha ha, thôi động dạ nhận phi kiếm, phù vù bổ ra, kiếm khí lăng lệ tới cực điểm, trực tiếp liền đem Như Tường Vi bức lui. Nếu Tường Vi quát lên, ngươi có ý tứ gì? Dạ Minh Phong đạo, nếu Tường Vi, ta nghĩ ngươi có thể sai lầm, cái này Hỗn Nguyên Kim Hạp ngươi năm đó không có giữ gìn kỹ, rơi xuống vực sâu, ta khổ cực tìm được, kia chính là của ta, ngươi sao có thể mặt dày cướp đoạt? Nếu Tường Vi nói, ngươi, Diệp Thần gặp Dạ Minh Phong không chịu trả lại Hỗn Nguyên Kim Hạp, cũng là nằm trong dự liệu, cười nói, các hạ nếu như muốn hòa khí sinh tài, cái kia nhất định phải trả lại Kim Hạp, nếu không, vậy chúng ta chỉ sợ chỉ có binh khí gặp nhau. Dạ Minh Phong chỉ Vạn U Môn vơ vét đến đống kia bảo tàng, nói, luân hồi chi chủ, trong vực sâu, ngươi muốn cái gì bảo tàng, ta đều có thể để ngươi, duy chỉ có cái hộp này không thể cho ngươi. Diệp Thần nói, đúng dịp, trong vực sâu này, ta cái gì bảo tàng cũng có thể không cần, nhưng duy chỉ có liền muốn Hỗn Nguyên Kim Hạp. Dạ Minh Phong ánh mắt phát lạnh, nói, đó chính là không có thương lượng. Tử địch của ngươi Xà Thiên Đế, hắn tàn hồn từng bị mười mấy đầu ma vật, xé thành mảnh nhỏ, nhưng hắn thủ đoạn thông thiên, lại ngược lại cướp đoạt những cái kia ma vật huyết nhục, ngược lại để cho chính mình tàn hồn lớn mạnh. Hai ngày này thời gian, Xà Thiên Đế không ngừng cướp giết ma vật, linh hồn trở nên mười phần cường hãn, nhưng ta đã đem hắn chân áp, phong ấn tại cái này Hỗn Nguyên Kim Hạp bên trong. Vì biểu thành ý, ta có thể đem Xà Thiên Đế linh hồn giao cho ngươi, nhưng ngươi không thể lại ngấp nghé ta cái này Hỗn Nguyên Kim Hạp, hai người chúng ta có thể liên thủ, đem các đại môn phái người giết sạch, độc chiếm bảo tàng. Hắn đưa ra hợp tác thỉnh cầu, hơn nữa ngữ khí còn tương đương thành khẩn, nguyện ý giao ra Xà Thiên Đế linh hồn. Diệp Thần ánh mắt chớp động, quả nhiên, Xà Thiên Đế sẽ không dễ dàng vẫn lạc, tàn hồn còn không có triệt để phá diệt, bất quá cũng rất khó xoay người, trực tiếp liền bị Dạ Minh Phong trấn áp phong ấn. Bây giờ, Dạ Minh Phong chịu giao ra Xà Thiên Đế linh hồn, Diệp Thần đương nhiên là tâm động, nhưng đối phương không chịu trả lại Hỗn Nguyên Kim Hạp, hắn lại không thể tiếp nhận. Cái này Hỗn Nguyên Kim Hạp, cũng không phải là ngươi đồ vật, vì cái gì ngươi muốn như thế chấp niệm chiếm giữ? Diệp Thần hỏi. Nếu Tường Vi nói thẳng, đó là bởi vì ta Hỗn Nguyên Kim Hạp, từng là độ chi mảnh vụn vật chứa. Bản thân liền lây dính độ chi mảnh vụn vĩ đại siêu độ khí tức, đối với tâm ma có cực lớn hiệu quả áp chế. Hắn làm sao có thể ngoan ngoãn giao ra hộp, một khi không còn cái hộp này, hắn tâm ma liền lập tức muốn phát tác. Diệp Thần nói, tâm ma. Hắn có chút hiểu rồi, trước kia Hắc Ám huynh đệ hội công diệt luân hồi địa ngục, cũng là bỏ ra không thiếu đại giới. Dạ Minh Phong đi theo sụp đổ địa ngục cùng một chỗ rơi vào vực sâu, qua nhiều năm như vậy, Hắc Ám huynh đệ hội từ xưa tới nay chưa từng có ai tính toán đã cứu hắn, hắn phảng phất đã bị vứt bỏ. Vực sâu địa ngục ma vật quay chung quanh, Hắc Ám cô độc hoàn cảnh, lại thêm bị ném bỏ kết cục, tại Dạ Minh Phong trong lòng tạo thành tâm ma, cũng không đủ là lạ. Dạ Minh Phong biểu lộ lập tức cứng ngắc xuống, rõ ràng bị Như Tường Vi điểm phá chân tướng, hắn cũng không giải thích cái gì, thản nhiên hướng Diệp Thần nói. Đúng vậy, ta có tâm ma, luân hồi chi chủ, cái hộp này, ta không thể cho ngươi. Nếu ngươi cứng rắn muốn cướp đoạt mà nói, chúng ta chỉ có một trận chiến, cuối cùng tất nhiên sẽ bị người khác nhặt được tiện nghi, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hắn biết Diệp Thần thực lực kinh khủng, nếu như chiến đấu, coi như mình có thể thắng, tất nhiên cũng là thắng thảm, đại giới cực lớn. Nếu như trong vực sâu này, không có những người khác, vậy hắn coi như trả giá cao hơn nữa, cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng bây giờ tình huống lại là, Lăng Tiêu Thiên Cung, Cổ Hoàng Điện, Tinh Tuyết Điện, Huyền Minh Điện các loại môn phái, đều có người ở đây vơ vét lấy bảo tàng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân được lợi, hắn cùng Diệp Thần tranh đấu, cuối cùng tất nhiên sẽ tiện nghi người bên ngoài. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, cái kia cũng không có biện pháp, ngươi không chịu đem đồ vật giao ra, ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh, ta cũng muốn biết, là ngươi Hắc Ám chi đạo mạnh, vẫn là luân hồi của ta chi đạo mạnh. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần chính là không nói nhảm quá nhiều, thần Chu Thiên Kiếm trong lòng bàn tay hiện lên, sau lưng lôi bi lưu động, thể nội kinh lôi thánh thể lôi chủng khí tức, lập tức nổ tung, cuồn cuộn lôi đình bạo dũng mà ra, trong tay hắn thần Chu Thiên Kiếm, cũng là trong nháy mắt nổ lên hung mãnh lôi điện. Huyết long thân ảnh, cũng là trên thân kiếm nổi lên, cuồng nhiên gầm thét, tiếng long ngâm kinh động vực sâu. Chủ nhân, luân phiên đại chiến, ta tiêu hao quá lớn, lần này tái chiến. Ta có thể sẽ lâm vào lâu bền ngủ say, cần ngươi thay ta bắt vĩ thú bổ sung nguyên khí, bên ta có thể thức tỉnh. Huyết Long âm thầm hướng Diệp Thần truyền âm nói, nó làm Diệp Thần nhiên liệu, tiêu hao thật là quá lớn.
Huyết Long, người đã vô pháp chống đỡ sao? Xin lỗi, là lỗi của ta, người đi về trước. Diệp Thần sầm mặt lại, liền nghĩ gọi Huyết Long đi về nghỉ. Không còn kịp rồi. Huyết Long âm thanh chợt gấp rút, đôi mắt nổ lên vẻ cảnh giác. Lại là cái kia Dạ Minh Phong, tại Diệp Thần thần Chu Thiên kiếm hiện lên sau, hắn cũng là lập tức ra tay, hậu phát chế nhân. Hiu hiu hiu. Mười mấy thanh dạ nhận phi kiếm, mang theo đêm tối tử vong sắc bén sát phạt, trên không phá sát mà đến, đen nhánh thân kiếm nổi lên đen nhánh kiếm quang, mỗi một tia hắc ám phảng phất đều tại chiêu cáo lấy tử vong. Diệp Thần không dám khinh thị, lập tức huy động thần Chu Thiên kiếm, xen lẫn cuồn cuộn lôi đình bổ ra, kiếm thế hùng vĩ. Dạ Minh Phong cũng không đón đỡ, mà là vô cùng xảo diệu thôi động dạ nhận phi kiếm, xoát la la lách qua Diệp Thần kiếm khí lôi đình, phân biệt ám sát hướng Diệp Thần cổ họng, trái tim, cái chán, chấm dứt trợ yếu hại, kiếm khí bức người mà đến, dậy người khó mà phòng bị. Nếu Tường Vi ánh mắt ngưng trọng, lui ra phía sau một khoảng cách quan chiến, lấy nàng trước mắt trạng thái, cũng không có biện pháp nhúng tay đến Diệp Thần cùng Dạ Minh Phong trong chiến đấu. Thần giáp mệnh tinh, thủ hộ. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, mắt thấy đến từng thanh dạ nhận phi kiếm đâm tới, lập tức mở ra thần giáp mệnh tinh, chỗ hiểm quanh người chỗ liền bị một tầng kim sắc mảnh giáp bao trùm. Đinh đinh đinh. Dạ Minh Phong từng thanh dạ nhận phi kiếm, đâm đến Diệp Thần kim giáp phía trên, một chút cũng không thể phá phòng ngự. Thần giáp mệnh tinh, phòng ngự quả nhiên cường hãn. Thấy thế, Dạ Minh Phong cũng là có chút ngưng trọng, đột nhiên ở giữa cắn chót lưỡi, phun ra ra máu tươi, cuồn cuộn máu tươi vẫy xuống đến hắn từng thanh trên phi kiếm. Ong ong ong. Từng thanh dạ nhận phi kiếm, lập tức hắc quang đại tác, lộ ra từng sợi như ác mộng hắc khí, như sương mù giống như sôi trào. Trời đêm ác mộng, đi. Dạ Minh Phong cong ngón búng ra, rất nhiều phi kiếm lại lần nữa giết ra, liên tiếp một dạng đâm về Diệp Thần, mũi kiếm xé rách không khí. Phát ra cực kỳ sắc bén âm bạo thanh. Một chiêu này trời đêm ác mộng bộc phát, phi kiếm của hắn, liền không còn là chỉ có mặt ngoài sát phạt, còn có một cỗ xâm phạt người tinh thần, như hắc ám như ác mộng khí tức, từng tia từng sợi, dọc theo người toàn thân lỗ chân lông, thẩm thấu đến tinh thần của người ta linh hồn đi. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cũng là lọt vào cỗ này hắc ám ác mộng xâm phạt, trong đầu hiện ra một màn kỳ quỷ huyễn tượng, liền thấy hắc ám nữ thần cao cứ tại thiên. Vô tận đen nhánh phi kiếm như là cỗ sao chổi từ nàng quanh người rơi xuống, lấy khí thế kinh khủng tập sát hướng Diệp Thần linh hồn. Nếu như là người bình thường, lọt vào cỗ này ảo ảnh xung kích, chỉ sợ linh hồn trong nháy mắt liền bị xé nát. Nhưng Diệp Thần đạo tâm linh hồn cường đại, tự nhiên không sợ, hắn hoàn toàn không nhìn trong đầu huyễn tượng, liền xách theo thần Chu Thiên kiếm, hướng Dạ Minh Phong chém giết đi qua. Nhưng kiếm bổ tới nửa đường, Diệp Thần chợt kêu lên một tiếng, thức hải chấn động. Trong đầu huyễn tượng, xuất hiện kinh người dị biến. Chỉ thấy cái kia cao cứ tại thiên hắc ám nữ thần, áo khoác bào cùng mạng che mặt rụng xuống, lộ ra thanh lệ tuyệt sắc gương mặt, mày như trăng non, con mắt giống như thần tinh, da thịt trắng hơn tuyết, môi đỏ ướt át, xinh đẹp không gì sánh được, lại là đại ái thần phong tình tuyết bộ dáng. Không tốt! Trong đầu hắc ám nữ thần huyễn tượng, thế mà đã biến thành phong tình tuyết bộ dáng, Diệp Thần rất là chấn động, không biết là cớ gì. Nhưng tơ tình tại thời khắc này liền mãnh liệt phát tác lên, giống như trong nháy mắt có trăm ngàn đầu sợi tơ, hung hăng trói buộc chặt trái tim của hắn, xoắn lấy cổ họng của hắn. Diệp Thần kêu lên một tiếng, thần Chu Thiên kiếm cuồng bạo lôi đình kiếm thế, trong nháy mắt gián đoạn xuống, hắn thậm chí một gối mềm nhũn, đầu gối răng rắc một chút liền quỳ ngã trên mặt đất. Dạ Minh Phong thấy cảnh tượng này, lập tức đại hỉ, chỉ cho là chính mình trời đêm ác mộng có hiệu quả, nói, xem ra ngươi thần giáp mệnh tinh. Thủ hộ không được đạo tâm của ngươi a. Dạ nhận phá tập, đi. Ngón tay hắn kiếm quyết đưa ra, mấy đạo dạ nhận phi kiếm ô ô vang dội, bắn mạnh hướng Diệp Thần đầu. Diệp Thần tơ tình phát tác phía dưới, thân như lửa đốt diệt, toàn thân dày vò, đã vô pháp tránh né, mắt thấy đến Dạ Minh Phong phi kiếm bạo sát mà tới, hắn vội vàng đem trong cơ thể mình tất cả năng lượng sụp đổ, toàn bộ bạo phát đi ra. Sụp đổ chi chương, mở. Ông ánh khắp nơi tà lệ ký tự nổ ra. Trong nháy mắt ký kết thành một quyển hắc ám tà ác điển tịch, đủ để hủ diệt tinh thần, băng liệt hoàn vũ xâm nghiêm uy áp từ trong đó lan tràn ra, cỗ này uy áp kinh khủng, thậm chí làm cho Diệp Thần người làm phép này, da thịt xương cốt cũng là răng rắc nứt ra, đại giới cực lớn. Dạ Minh Phong dạ nhận phi kiếm đánh tới, chạm đến cái kia cỗ cường hãn sụp đổ chi lực, phi kiếm của hắn đều xuất hiện thật nhỏ vết rách, cái kia sụp đổ chi lực thậm chí muốn dọc theo phi kiếm,
phản vệ đến trong cơ thể của hắn. Đây là, sụp đổ khí tức, làm sao có thể? Dạ Minh Phong lớn giật mình, liền cảm thấy cỗ này sụp đổ khí tức, lại có ngày xưa sụp đổ chi chủ nhân quả ba động, hắn vội vàng thu hồi phi kiếm, mũi chân gắng sức, người nhẹ nhàng lui lại, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, hỏi. Đại sư huynh của ta là gì của ngươi? Dạ Minh Phong thu kiếm vừa lui, Diệp Thần tơ tình phát tác, lập tức liền hóa giải không thiếu, hắn nghe được Dạ Minh Phong tra hỏi, vô ý thức nói, cái gì đại sư huynh? Dạ Minh Phong cấp bách nói, đại sư huynh của ta, Phó Tuyệt Thiên, sụp đổ chi chủ Phó Tuyệt Thiên. Hắn là gì của ngươi? Bây giờ từ trên thân Diệp Thần, Dạ Minh Phong liền bắt được, có một tí sụp đổ chi chủ nhân quả khí tức. Sụp đổ chi chủ là Hắc Ám huynh đệ hội thủ tịch chân truyền, là tất cả hội chúng đại sư huynh, hắn đối với sụp đổ chi chủ cũng là kính trọng sùng bái vô cùng. Diệp Thần đáp lại nói, liên quan gì ngươi? Hắn hít sâu mấy hơi thở, chậm rãi điều tức khôi phục tinh thần, thân thể mang theo lay động đứng lên. Dạ Minh Phong đột nhiên hỏi, đại đạo trung cực là cái gì? Diệp Thần nghe được hắn đầu này vấn đề, đầu liền lập tức sửng sốt một chút, hồi tưởng lại chín thương cổ hoàng giao cho hắn bức họa kia, đại ái thần phong tình tuyết, một người cô độc tại trong bể tình tắm rửa vẽ. Chín thương cổ hoàng nói, bức họa kia, là Hắc Ám nữ thần vẽ, bên trong ẩn chứa đại đạo trung cực đáp án. Đáp án này, thậm chí là một đầu ám ngữ, có thể dùng đến tỉnh lại sụp đổ chi chủ. Diệp Thần đã sớm bắt được đáp án, thậm chí cũng tỉnh lại sụp đổ chi chủ, nếu như không phải là bởi vì có hồn thiên đế nguyền rủa hạn chế, sụp đổ chi chủ đã sớm hồi phục. Bây giờ, hắn nghe được Dạ Minh Phong yêu cầu, trước mắt một cách tự nhiên, liền nổi lên đại ái thần phong tình tuyết, cô độc tại trong bể tình tắm rửa hình ảnh, vô tận thê lương không hiểu xông lên đầu. Dạ Minh Phong lần nữa hỏi, đại đạo trung cực là cái gì? Diệp Thần như quỷ làm cho thần kém đồng dạng, đáp lại nói, là cô độc, huynh đệ của ta. Nếu Tường Vi ở bên nghe hai người một hỏi một đáp, cũng là choáng váng, đặc biệt là khi Diệp Thần nói ra cô độc hai chữ, nội tâm của nàng cũng không hiểu cảm thấy một cỗ vô biên cô độc, vô biên thê lương, vô biên tịch mịch. Đúng vậy a, đại đạo trung cực là cái gì đây? Là cô độc a, huynh đệ của ta. Dạ Minh Phong nghe được Diệp Thần sau khi trả lời, thân thể bỗng nhiên đại chấn, hai mắt trừng lớn, ngơ ngác xuất thần, sau đó lại là vui vẻ, lại là hưng phấn nói. Luân hồi chi chủ, ngươi cũng là trong ta Hắc Ám huynh đệ hội huynh đệ. Ngươi là Hắc Ám nữ thần đại nhân đời thứ mấy chân truyền đệ tử, ở đâu cái đường khẩu, đốt mấy nén nhang. Đại sư huynh cơ thể vừa vặn rất tốt, ngươi là phụng đại sư huynh chi mệnh, đến mang ta rời đi vực sâu sao. Nghe được Dạ Minh Phong cái này liên tiếp lời nói, nếu Tường Vi là hoàn toàn mộng, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thần ngược lại là thanh tỉnh, nội tâm của hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn xem Dạ Minh Phong bộ dáng, là hắn biết, Dạ Minh Phong hẳn là hiểu lầm cái gì. Đại đạo trung cực là cái gì, Diệp Thần từ Hắc Ám nữ thần lưu lại bức họa kia bên trong, đã bắt được đáp án, câu trả lời này là 7 chữ, chính là. Là cô độc, huynh đệ của ta. 7 chữ này, cũng là Hắc Ám huynh đệ hội cao tầng chân truyền đệ tử ở giữa chắp đầu ám ngữ. Trước kia, Hắc Ám nữ thần chế tạo Hắc Ám huynh đệ hội, 10 phần bí mật, rất nhiều chân truyền đệ tử, thậm chí giữa lẫn nhau cũng không biết được thân phận của từng người, cần dựa vào ám ngữ liên lạc. 7 chữ kia, chính là liên lạc chắp đầu ám ngữ. Cũng là Hắc Ám huynh đệ hội tu đại đạo chỗ tinh túy. Cô độc là sinh mạng vĩnh hằng, là đại đạo trung cực, đây là Hắc Ám nữ thần kiến giải. Cho nên, khi Diệp Thần nói ra câu nói kia sau, Dạ Minh Phong lập tức liền tưởng nhầm, Diệp Thần cũng là Hắc Ám trong huynh đệ hội người, cũng là Hắc Ám nữ thần chân truyền đệ tử. Diệp Thần nhìn xem Dạ Minh Phong vui vẻ bộ dáng hưng phấn, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương, lắc lắc đầu nói, không phải, ta không phải là ngươi trong hội huynh đệ, bất quá ta đích xác cùng đại sư huynh của ngươi, có cực lớn nhân quả liên hệ. Dạ Minh Phong nghe Diệp Thần phủ nhận, lập tức liền một, nhưng nghe Diệp Thần nói hắn đích xác cùng đại sư huynh có liên quan, trong lòng của hắn vẫn là hết sức sốt ruột, nói, ngươi là đại sư huynh đệ tử sao? Ân, cái kia luận bối phận, ngươi nên phải gọi ta một tiếng sư thúc. Sư thúc, nghe được Dạ Minh Phong lời này, Diệp Thần cười, không nghĩ tới đối phương thế mà để cho chính mình gọi hắn làm sư thúc. Luân hồi chi chủ, ngươi đã là đại sư huynh đệ tử, ta sẽ chiếu cố ngươi, ngươi muốn hỗn nguyên kim hộp, ta có thể cho ngươi mượn, ha ha, bất quá. Dạ Minh Phong đem Diệp Thần xem như hắn sư chất, cho nên nói chuyện có chút khách khí, trong lúc đó chuyện lại là nhất chuyển,
chỉ vào Như Tường Vi, ngươi xuất thủ trước giết nàng, để cho ta nhìn một chút thành ý của ngươi. Nhìn thấy Dạ Minh Phong chỉ, nếu Tường Vi lập tức trong lòng căng thẳng, tràn ngập bất an nhìn lấy Diệp Thần, cũng chỉ sợ Diệp Thần sẽ phản chiến đối mặt. Diệp Thần cười cười, lại hoàn toàn không có phản chiến ý tứ, hắn nhìn chăm chú Dạ Minh Phong, nói, ta nghĩ ngươi có thể sai lầm cái gì, Dạ Minh Phong, ta muốn giết người, không phải hắn, mà là ngươi a. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần thân thể lướt ầm ầm ra, sụp đổ sách năng lượng kinh khủng bộc phát, hắn một trường bạo tập kích mang theo kinh thiên sụp đổ phong bạo, bàn tay hướng Dạ Minh Phong đầu đánh tung xuống. Nhật Nguyệt, tinh thần, thời không, vận mệnh, toàn bộ hết thảy, phảng phất đều phải tại Diệp Thần một trường bên dưới, hướng đi băng diệt cùng đổ sụp. Đây là sụp đổ sức mạnh, vô cùng kinh khủng. Diệp Thần biết, tại người vô ơn bạc nghĩa ti trạng thái, hắn không cách nào kéo dài chiến đấu, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, thi triển sụp đổ sách, đối với thân thể gánh vác, cũng vô cùng lớn, nếu như kéo dài thêm mà nói, cái kia cỗ sụp đổ chi lực, đủ để đem cơ thể của chính hắn, cũng lôi xé nát bấy. Dạ Minh Phong mắt đồng tử co vào, nhìn xem Diệp Thần một trưởng oanh sát xuống, hoàn toàn không dám đón đỡ, hơi có chút chật vật lao nhanh lui lại tránh né. Phanh! Diệp Thần một trưởng bạo sát tiếp, vừa mới Dạ Minh Phong đứng yên chỗ, đại địa đã bị đánh băng liệt, thời không cũng xuất hiện từng cái khe hở, phảng phất muốn chôn vùi thành khư. Nhìn thấy Diệp Thần trưởng thế như này hung mãnh sụp đổ chi lực, Dạ Minh Phong sắc mặt lập tức thay đổi, cắn răng nói, luân hồi chi chủ, ta mà là ngươi sư thúc, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng. Đại sư huynh của ta tại sao dạy ngươi? Diệp Thần cười ha ha, nói, ta nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải huynh đệ cái gì, cũng không phải cái gì sư thúc sư điệt, là địch nhân a. Không có lưu tình chút nào, Diệp Thần tiếp tục thôi động sụp đổ sách sức mạnh, trong lúc phất tay, bàng bạc kinh khủng băng diệt khí tức thả ra, vùng cung điện dưới lòng đất phế tích, phụ cận kiến trúc, tại Diệp Thần đại băng diệt uy áp bên dưới, răng rắc nát bấy thành bột mịn, đại địa từng mảnh nứt ra, đậm đà vực sâu ma khí tàn phá bừa bãi mà ra, liền quanh mình thời không đều bị nghiền nát, xuất hiện vô tận loạn lưu. Dạ Minh Phong gặp Diệp Thần ra tay chiêu chiêu chí mạng, thật là muốn đưa hắn tử địa, không khỏi trong lòng lạnh buốt, một cỗ bị phản bội cảm xúc xông lên đầu, nói, hắc ám huynh đệ hội từ bỏ ta, đại sư huynh còn muốn phái ngươi tới giết ta sao? Hảo, rất tốt, ngươi thật coi ta không có phản kháng thủ đoạn. Ô một tiếng, Dạ Minh Phong chợt tế ra Hỗn Nguyên Kim hộp, răng rắc một chút, hộp mở ra, từ bên trong phun ra vô tận ma hi, một đạo dữ tợn tàn hồn thân ảnh, từ trong ma hi nổi lên. Chính là Xà Thiên Đế. Thời khắc này Xà Thiên Đế, càng là bị phong ấn ở Hỗn Nguyên Kim trong hộp, linh hồn của hắn, quấn quanh lấy từng cái cấm chế xích sắt, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Trước đây hắn cùng với Diệp Thần một trận chiến, chỉ còn lại một tia tàn hồn trốn vào vực sâu, bị ma vật xé nát thôn phệ sau, mặc dù ngược lại thôn phệ ma vật, thậm chí mở rộng thần hồn, nhưng đối mặt Dạ Minh Phong, hắn cuối cùng không địch lại, bị Dạ Minh Phong trấn áp phong ấn đến Hỗn Nguyên Kim trong hộp. Mộng ma phệ hồn. Dạ Minh Phong quát to một tiếng, trên thân liền nổ lên từng sợi ma khí, ngưng kết thành từng cái ma chảo đồng dạng, leo lên Xà Thiên Đế linh hồn thân thể, đồng thời bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Mặc dù Xà Thiên Đế cỗ này linh hồn đã không có bao nhiêu năng lượng, nhưng Xà Thiên Đế dù sao cũng là viễn cổ thời đại thuần huyết cổ thần a. Trong linh hồn hắn ẩn chứa rất nhiều thiên địa sơ khai đặc thù pháp tắc, nếu như có thể thôn phệ luyện hóa mà nói, Dạ Minh Phong sức chiến đấu tự nhiên cũng có thể đi theo đại đại tăng trưởng. Cảm nhận được cái kia từng cái ma khí móng vuốt xé rách cùng thôn phệ, Xà Thiên Đế lập tức phát ra một hồi bén nhọn tiếng kêu, lớn tiếng gầm thét lên. Dạ Minh Phong, ngươi dám thôn phệ ta, ngươi là đang tìm cái chết, ngươi cũng đã biết ta là bất tử bất diệt Xà Thiên Đế. Ngươi dám nuốt ta, nhất định bị ta đoạt xá. Nghe được Xà Thiên Đế tiếng kêu cùng uy hiếp, Dạ Minh Phong thi hào bất phi sở động, rất nhanh liền đem Xà Thiên Đế linh hồn, triệt để thôn phệ hầu như không còn. Ông, tại thôn phệ Xà Thiên Đế linh hồn trong nháy mắt, Dạ Minh Phong trên thân thể, liền bộc phát ra một cỗ cổ lão bàng bạc pháp tắc khí tức. Từng cái pháp tắc thần liên như thác nước rủ xuống, viễn cổ uy nghiêm tại phóng thích, cường hoành khí chàng trực tiếp đem Diệp Thần bước lui. Luân hồi chi chủ, ngươi phải cùng ta đối nghịch, vậy ta liền ngươi cũng nuốt. Dạ Minh Phong tàn khốc nở nụ cười, tại thôn phệ hết Xà Thiên Đế sau, khí thế của hắn tăng vọt, ngón tay một câu, mười mấy thanh dạ nhận phi kiếm như hàn tinh tiêu xạ mà ra, mang theo bóng tối vô biên tử khí nhanh đâm hướng Diệp Thần. Diệp Thần sầm mặt lại,
liền cảm thấy từng thanh dạ nhận phi kiếm, tại dạ Minh Phong linh khí gia trì, trở nên sắc bén rất nhiều, mà dạ Minh Phong, càng trở nên hung hãn dữ tợn, giống như cổ lão ma thần khó mà chiến thắng. Hắn sụp đổ sách, đã không đủ để cùng dạ Minh Phong đối kháng. Xem ra, vẫn là phải hy sinh ít đồ a. Đang nhanh chóng né tránh dạ Minh Phong phi kiếm ám sát sau, Diệp Thần nhếch nhếch miệng, trong lòng đã có quyết đoán, tế ra một thanh kiếm, đó là hắn tiểu đạo thiên kiếm, tràn ngập một cỗ huyền diệu đạo uẩn năng lượng. Ân. Dạ Minh Phong nhìn thấy Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, không biết hắn muốn làm thứ gì. Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, là từ đạo thiên bên trong kiếm lấy ra, phong mang sát phạt có chút lăng lệ, cũng coi như là đỉnh cấp thần binh lợi khí, nhưng binh khí cuối cùng chỉ là ngoại vật, dạ Minh Phong cũng không cho rằng, Diệp Thần dựa vào một cái tiểu đạo thiên kiếm liền có thể xoay người. Nhưng không biết sao, hắn chính là cảm thấy một luồng khí lạnh không tên cùng nguy hiểm. Tiểu đạo thiên kiếm, cho ta hiến tế. Tiếp theo sát, Diệp Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bắn lên tiểu đạo thiên kiếm, nhưng cũng không phải chém về phía dạ Minh Phong, mà là trực tiếp hiến tế, trở thành nhiên liệu. Tiểu đạo thiên kiếm một hiến tế, bàng bạc cuồn cuộn đại đạo năng lượng nguyên khí, liền từ trong đó bộc phát ra, cỗ này nguyên khí năng lượng, toàn bộ đều trút xuống đến Diệp Thần sụp đổ trong sách. Diệp Thần thế mà dùng tiểu đạo thiên kiếm làm nhiên liệu, đi đề thăng sụp đổ sách sức mạnh. Không thể tưởng tượng, có thể xưng điên cuồng. Hoa lạp, hoa lạp. Tại tiểu đạo thiên kiếm hiến tế thiêu đốt phía dưới, sụp đổ sách nhận được ngập trời năng lượng bổ sung, từng sợi hung mãnh bạo ngược tà khí năng lượng, liền từ trong sách bạo dũng mà ra, cuồng bạo sụp đổ sức mạnh nghiền ép bốn phía thời không, làm cho vốn là bể tan tành thời không trực tiếp hủy diệt thành hư vô. Dạ Minh Phong bạo tập kích mà đến dạ nhận phi kiếm, căn bản là không có cách ngăn cản khủng bố như vậy sụp đổ khí tức, răng rắc ẩn ẩn muốn vỡ tan. Cái gì? Dạ Minh Phong trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà cam lòng trả giá hy sinh như vậy, hiến tế tiểu đạo thiên kiếm, làm nhiên liệu, đi mở rộng sụp đổ sách. Sụp đổ sách khí tức nổ tung, một màn kinh khủng liền xuất hiện, từng sợi sụp đổ tà khí quấn quanh lấy Diệp Thần thân thể cấp tốc mở rộng. Cất cao, cất cao đến vạn trượng, không gian phá toái, hắc ám xâm nghiêm sụp đổ tà khí bao phủ toàn thân hắn, vô biên hủ diệt uy áp cuồn cuộn bộc phát. Ở đó cỗ sụp đổ tà khí bao phủ xuống, Diệp Thần bộ dáng đã trở nên mơ hồ không rõ, cả người hắn phảng phất chính là một tôn tà thần, một tôn sen lẫn mênh mông sụp đổ tức giận vô thượng tà thần. Cỗ này sụp đổ khí tức khuếch tán ra, trong vực sâu, khắp nơi động quật, núi đá, kiến trúc, lần lượt đi về phía băng diệt. Khắp nơi phá toái, bốn phương tám hướng lại truyền tới từng trận gào thảm âm thanh, đó là một chút tu vi hơi yếu tu sĩ, tại Diệp Thần sụp đổ khí tức nghiền ép phía dưới, thân thể phá toái, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chết đi. Bọn hắn thậm chí ngay cả Diệp Thần mặt cũng không thấy, liền chết ở sụp đổ sức mạnh phía dưới. Sụp đổ sức mạnh, là thế giới tà ác nhất sức mạnh, sụp đổ trưởng khống giả, là kinh khủng nhất tà ác nhất tàn bạo nhất tà thần. Năm đó sụp đổ chi chủ. Chính là giữa thiên địa vô số người nghe tin đã sợ mất mật vô thượng tà thần. Sụp đổ tà thần tàn bạo, không phải tính tình tàn bạo, mà là sụp đổ bản thân tàn bạo. Sụp đổ sức mạnh, không lấy người ý chí vì thay đổi vị trí, sụp đổ khuếch tán ở đâu, nơi nào liền muốn sụp đổ hủy diệt, mặc kệ là nhật nguyệt tinh khoảng không, vẫn là thiên đế võ giả, đều chỉ có bị nghiền nát hạ tràng. Dạ Minh Phong sợ hãi một hồi, toàn thân đều đang phát run, hắn cảm thấy mình cũng muốn bị nghiền nát. Chết đi. Diệp Thần bàn tay, từ trên cao trấn áp xuống, mang theo vô biên sụp đổ tà khí. Tay của hắn, đều không có chạm đến dạ Minh Phong, dạ Minh Phong thân thể, giống như băng liệt núi đá giống như tại răng rắc nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra, a a a. Hắn phát ra cực kỳ sắc bén tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại sư huynh, không, đừng có giết ta. Dạ Minh Phong âm thanh gào thét kêu rên lên, trong mắt hắn, trước mắt tôn này kinh khủng sụp đổ tà thần. Đơn giản chính là ngày xưa sụp đổ chi chủ tái nhập. Diệp Thần cả người vòng quanh sụp đổ tà khí, hắn tựa như chính là sụp đổ chi chủ hóa thân, bàn tay của hắn còn không có chạm đến dạ Minh Phong, cái sau đạo tâm liền đã triệt để phá toái, chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thực sự là phế vật a. Ngay lúc này, một đạo âm trầm âm thanh, từ trong cơ thể của dạ Minh Phong phát ra. Chỉ thấy dạ Minh Phong rạn nứt trong thân thể, chui ra một đạo linh hồn. Chính là mới vừa rồi bị nuốt ăn xà thiên đế. Hắn còn chưa chết diệt. Ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, để cho Diệp Thần thấy được, có chút động dung.
Xà Thiên Đế nhìn xem Diệp Thần bàng bạc nguy nga tà thần thân thể, cũng là vô cùng động dung cùng kiêng kỵ, cắn răng nói. Luân hồi chi chủ, ngươi thật sự vô địch, ta không phải là địch thủ của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, chờ Hiên Viên Vương kế thừa đại hiền giả quyền hành, chấp trưởng chí cao vô thượng văn minh sức mạnh, hắn sẽ trấn áp ngươi. Hôm nay, ta trước hết cáo từ. Dạ nhận phi kiếm, cho ta hiến tế. Xà Thiên Đế thao túng cơ thể của Dạ Minh Phong, ngón tay nhất câu, mười mấy thanh dạ nhận phi kiếm toàn bộ bật lên dựng lên, hơn nữa toàn bộ bạo liệt nát bấy. Phanh. Tiếp theo sát, cũng dẫn đến cơ thể của Dạ Minh Phong, cũng tại Xà Thiên Đế dưới thao túng, trực tiếp tự bạo. Xà Thiên Đế linh hồn ý chí, thực sự quá cường đại, Dạ Minh Phong căn bản ép không được hắn, hắn đạo tâm phá toái sau đó, Xà Thiên Đế lập tức liền thừa cơ cướp lấy quyền khống chế thân thể của hắn, đồng thời trực tiếp dẫn bạo dạ nhận phi kiếm cùng thân thể của hắn. Dạ nhận phi kiếm cùng Dạ Minh Phong thân thể, cùng nhau nổ tung, bộc phát ra năng lượng, kinh khủng bực nào, hai cỗ nổ tung tại chỗ liền phối hợp thành một cỗ mây hình nấm, ùng ùng phóng lên trời. Cỗ này mây hình nấm là màu đen, trong mây đen mang theo lập lòe kim quang, màu đen là dạ nhận phi kiếm đêm tối tử vong pháp tắc, kim quang là Dạ Minh Phong Thiên Đế pháp tắc, cuồn cuộn nổ tung năng lượng phảng phất có thể bạo diệt hết thảy, đóa này mây hình nấm liền mang theo kinh thiên nổ tung uy áp, hướng về Diệp Thần vọt mạnh mà đi. Mà Xà Thiên Đế tại bạo tạc bên trong, cũng đã thừa cơ mang theo Hỗn Nguyên Kim Hạp, linh hồn bằng nhanh nhất tốc độ, đi lên khoảng không chạy trốn mà đi. Hắn biết, hắn dẫn bạo dạ nhận phi kiếm cùng Dạ Minh Phong thân thể, cũng không đủ nổ chết Diệp Thần. Diệp Thần nội tình thực sự quá kinh khủng, cỗ này nổ tung còn chưa đủ nổ chết hắn. Nhưng Xà Thiên Đế có lòng tin, tại hung mãnh như vậy nổ tung phía dưới, Diệp Thần không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ cần hắn có thể thừa cơ bỏ chạy, trốn về cổ tinh môn bên trong đi, hắn liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Dù sao, Hỗn Nguyên Kim Hạp ngay tại trong tay hắn, hắn có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Một cái Hỗn Nguyên Kim Hạp, đương nhiên không đủ để nghịch thiên cải mệnh, nhưng Hỗn Nguyên Kim Hạp là ngày xưa trang bị độ chi mảnh vụn vật chứa, dọc theo cái vật chứa này, có thể đẩy ngược thiên cơ, từ đó bắt được độ chi mảnh vụn chỗ. Ma ngục mệnh tinh tứ đại mảnh vụn, mỗi một mảnh vụn đều có nghịch thiên chi uy, chỉ cần có được, nghịch thiên cải mệnh không thành vấn đề. Chỉ cần chạy đi, thoát đi Lăng Tiêu Uyên, trở lại cổ tinh môn, ta liền thắng. Xà Thiên Đế nghĩ như vậy, trong tay cầm Hỗn Nguyên Kim Hạp, linh hồn thân thể không ngừng đi lên bay đi. Chỉ lát nữa là phải thoát khỏi vực sâu gông cùm xiềng xích, bay đến bầu trời. Nhưng lúc này, chợt, một thân ảnh, chặn lại ở trước mặt của hắn. Đây là một cái tương đương tuấn giật cao ngất thanh niên nam tử, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, chỉ là gương mặt mười phần thất thần. Lại là Diệp Thần. Cái gì? Chợt nhìn thấy Diệp Thần cản đường, Xà Thiên Đế đột nhiên mộng, toàn thân run rẩy, hốt hoảng lui lại. Ngươi, không có khả năng, ngươi làm sao còn có thể hoạt động? Hắn kinh hãi quay đầu liếc mắt nhìn, liền thấy tại mới vừa rồi trong lúc nổ tung, Diệp Thần chịu đến trùng kích cực lớn, cao vạn trượng tà thần thân thể đã đổ sụp, sụp đổ sách cũng hóa thành lưu quang tiêu tán, thân thể của hắn tràn đầy vết thương, chật vật ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh. Xà Thiên Đế choáng váng, phía sau hắn có một cái Diệp Thần, nhưng trước mặt lại có một cái Diệp Thần, đây là cái tình huống gì? Đáng chết, là phân thân. Xà Thiên Đế khẽ cắn môi, lập tức liền biết. Trước mắt cái này trơn bóng Diệp Thần, kỳ thực chính là Diệp Thần Thanh Liên phân thân. Diệp Thần chân thân, ngước mắt nhìn xem Xà Thiên Đế, lãnh khốc cười nói, người muốn chạy, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Vừa mới Xà Thiên Đế dẫn bạo dạ nhận phi kiếm, dẫn bạo, Dạ Minh Phong đích xác tạo thành cho Diệp Thần thương tổn cực lớn, nhưng hắn trọng thương phía dưới, vẫn như cũ có thể phân ra một tia linh khí, thao túng Thanh Liên phân thân, trực tiếp cản lại Xà Thiên Đế đường đi. Không. Xà Thiên Đế hoảng sợ, liền lập tức nghĩ lách qua Diệp Thần phân thân, ra bên ngoài bay đi. Luân hồi mộ táng công, cho ta thôn phệ. Hôm nay ngươi không chết, ta cũng không phải là luân hồi chi chủ. Diệp Thần như là dã thú gầm rú một tiếng, lợi dụng còn sót lại không nhiều sức mạnh, thi triển ra luân hồi mộ táng công, một cái luân hồi bàn, lập tức ngay tại Xà Thiên Đế trên đỉnh đầu nổi lên. Xà Thiên Đế hãi dị, linh hồn suýt chút nữa thì đụng vào luân hồi bàn phía trên. Sợ đến hắn vội vàng người nhẹ nhàng bay ngược, lại hướng từ một phương hướng khác phá vây. Còn nghĩ chạy. Diệp Thần không ngừng thôi động luân hồi bàn, từng đợt thôn vệ hấp xả sức mạnh điên cuồng phát ra. Xà Thiên Đế cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại cỗ này hấp xả sức mạnh, muốn đi chạy ra ngoài.
Trong tay hắn cầm Hỗn Nguyên Kim Hạp, cái hộp này, mang theo lực lượng cường đại, có thể giúp hắn cùng một chỗ đối kháng luân hồi bàn thôn phệ chi lực, nếu như không có cái hộp này mà nói, linh hồn của hắn, sớm đã bị Diệp Thần cho nuốt lấy. Lập tức, Diệp Thần cùng Xà Thiên Đế, liền lâm vào giằng co. Hơn nữa, cục diện giằng co, đối với Diệp Thần vô cùng bất lợi. Bởi vì, trong cơ thể hắn linh khí còn thừa không nhiều lắm, luân hồi mộ táng công không cách nào duy trì quá lâu, chỉ cần hắn linh khí hao hết, luân hồi bàn sụp đổ, Xà Thiên Đế lập tức liền muốn chạy trốn thoát ra đi. Đánh rắn không chết, tất thành hậu hoạn, lần này Xà Thiên Đế nếu là trốn về cổ tinh môn, về sau Diệp Thần lại nghĩ diệt sát hắn, cơ hồ không có khả năng. Anh linh phù chiếu, đi. Trong giằng co, Diệp Thần phúc trí tâm linh, tế ra một đạo phù chiếu, là trước kia nhân tổ Nam Hoa lão quân, cho hắn triệu hoán phù chiếu, có thể triệu hoán anh linh điện một cái gọi Lâm Thanh Sương nữ tướng buông xuống. Đạo này anh linh phù chiếu, có thể triệu hoán anh linh, từ một loại nào đó góc độ tới nói, Xà Thiên Đế cũng là anh linh, đã từng là trong anh linh điện thành viên. Diệp Thần vừa đưa ra anh linh phù chiếu, luân hồi bàn bên trên nhiều hơn từng nét bùa chú, một cỗ đặc thù triệu hoán chi lực, liền lan tràn ra. Xà Thiên Đế đầu ông một thanh âm vang lên, phảng phất nghe được có vô số thần minh, vô số anh linh, ở bên tai mình ngâm sướng nỉ non, trở về a, trở về a. Cỗ này nỉ non triệu hoán âm thanh, lập tức để cho tinh thần hắn hoảng hốt. Chờ sau đó một sát, hắn lấy lại tinh thần, lại cảm thấy linh hồn một hồi sắc bén tê liệt kịch liệt đau nhức. Linh hồn của hắn, cũng tại chính mình hoảng hốt ở giữa, bị luân hồi bàn hấp xả đi qua. Không, đáng chết, mau thả ta. Xà Thiên Đế kinh sợ vô cùng hướng về phía Diệp Thần gào thét. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là xoay chậm chậm luân hồi bàn. Răng rắc răng rắc, luân hồi bàn trầm trọng mà hữu lực chuyển động, lần này, không có bất kỳ người nào tới cứu Xà Thiên Đế, hắn cũng không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng, hắn a a a kêu thảm, linh hồn rất nhanh bị ma diệt, hóa thành nguyên thủy tinh khí năng lượng, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần bản thể bên trong. Diệp Thần thôn phệ Xà Thiên Đế linh hồn, lập tức thật giống như phục dụng một đạo thuốc bổ, hư nhược tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Cùng Dạ Minh Phong khác biệt, hắn thôn phệ Xà Thiên Đế, cũng sẽ không cho Xà Thiên Đế phản kháng chút nào cơ hội. Hắn đã đem Xà Thiên Đế linh hồn, triệt để xay nghiền thành nguyên thủy nhất linh khí, Xà Thiên Đế triệt để chết, hóa thành tẩm bổ thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Nếu Tường Vi vô cùng kinh hãi nhìn xem một màn này, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần lại lợi hại đến nước này, Dạ Minh Phong cùng Xà Thiên Đế, cộng lại đều không phải là địch thủ của hắn, cả hai cũng đã chết, chỉ còn lại Diệp Thần trở thành người thắng cuối cùng. Lạch cạch, cái kia Hỗn Nguyên Kim Hạp, cũng là từ không trung rớt xuống, rơi xuống đất. Diệp Thần thu hồi luân hồi pháp cùng Thanh Liên phân thân, hướng như Tường Vi cười cười nói, không có nhường ngươi thất vọng a, Tường Vi cô nương, người đổ vật, có thể đi lấy về lại. Nếu Tường Vi nhìn xem cái kia ẩn chứa kim quang Hỗn Nguyên Kim Hạp, nội tâm rất là kích động, nói, đa tạ, đa tạ. Luân hồi chi chủ, người không phụ thiên tổ truyền người chi danh. Nàng bước nhanh chạy tới, đưa tay liền muốn đem Hỗn Nguyên Kim Hạp nhặt lên. Nhưng lúc này, một đạo chói mắt tới cực điểm dương quang, từ đằng xa bắn mạnh mà đến. Đạo này dương quang, huy hoàng hừng hực, tia sáng nồng đậm đến giống như thực chất, suy một tiếng, liền quán xuyên như Tường Vi bả vai, trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng. A! À, nếu Tường Vi phát ra một tiếng cực kỳ sắc bén thê lương bi thảm, như địa ngục ác quỷ khóc thét, nàng cương thi thân thể, tại đạo này chí cương chí dương, chí mãnh chí liệt dương quang trùng kích vào, căn bản là không chịu nổi. Nàng bây giờ hắc ám thể chất, đối với cỗ này hừng hực lực lượng bá đạo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, nếu như không phải Hỗn Nguyên Kim Hạp ngay tại nàng chỗ gần, nàng trong cõi u minh lấy được điểm chúc phúc cùng minh, đạo này dương quang đã đem nàng cương thi thân thể tan chảy. Dù là như thế, tại đạo này dương quang mãnh liệt trùng kích vào, nếu Tường Vi thân thể vẫn là chật vật lui về phía sau ngã xuống. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, nghĩ không ra. Bản tỏa cũng có thể nhặt được lợi ích to lớn như vậy. Một trận cười điên cuồng âm thanh từ xa đến gần truyền đến, chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt, toàn thân thiên đế khí quanh quẩn lão giả, nhanh chân đạp tới, chính là Lăng Tiêu Thiên Tôn. Thời khắc này Lăng Tiêu Thiên Tôn, mi tâm bên trên nạm nhật chi thạch, cái kia nhật chi thạch chính phóng ra vô biên minh mông quang huy, tựa như chính là một vầng mặt trời, khí tức của hắn, không sai biệt lắm đã hoàn toàn khôi phục, khí thế hưng thịnh cực điểm. Mà bây giờ Diệp Thần vừa mới kinh nghiệm đại chiến,
khí tức đã vô cùng suy yếu, Dã Minh Phong cùng Xà Thiên Đế đều đã chết, phóng nhãn toàn bộ vực sâu, người mạnh nhất chính là Lăng Tiêu Thiên Tôn. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn xem Diệp Thần, trên mặt không che giấu được hưng phấn cùng kích động chi sắc, liền xem như lấy hắn Thiên Đế đạo tâm, đối mặt như thế kinh hỉ cục diện, cũng không khỏi huyết mạch sôi sục, cuồng hỉ tới cực điểm. Dã Minh Phong cùng Xà Thiên Đế song song vẫn diệt, tai họa ngầm uy hiếp đã không tồn tại, Diệp Thần lại là trọng thương suy yếu, xoay quanh ở trên người hắn huyết long, sức mạnh cũng đã đến cực hạn, Lăng Tiêu Thiên Tôn đơn giản chính là người thắng cuối cùng, toàn bộ hết thảy cũng là đang vì hắn làm áo cưới. Đến hay lắm a, Lăng Tiêu Thiên Tôn. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, kỳ thực hắn sớm biết, chính mình cùng Dã Minh Phong, Xà Thiên Đế quyết chiến mà nói, tất nhiên có thể sẽ tiện nghi Lăng Tiêu Thiên Tôn, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Mộ chủ, kế tiếp giao cho ta a. Luân hồi mộ địa bên trong, chín thương cổ hoàng nhìn thấy Lăng Tiêu Thiên Tôn đến, cũng là một hồi ngưng trọng, phía trước Ngọc Hoàng Kính còn không có bể tan tành thời điểm, tại Lăng Tiêu trong thiên cung chiến đấu, hắn tiêu hao đã phi thường lớn. Bây giờ lại ra tay, hắn thần hồn rất có thể chống đỡ không nổi muốn tiêu tan. Nhưng, hắn tuyệt không thể nhìn xem Diệp Thần bỏ mình, coi như liều mạng hồn phi phách tán, hắn đều phải giải quyết đi phiền toái trước mắt. Không cần, tiền bối, ta có biện pháp. Diệp Thần cự tuyệt chín thương cổ hoàng trợ lực, hắn không muốn chín thương cổ hoàng hồn phi phách tán, hắn dám cùng Dã Minh Phong, Xà Thiên Đế khai chiến, không sợ Lăng Tiêu Thiên Tôn kiếm tiện nghi, tự nhiên có hắn sức mạnh. Chín thương cổ hoàng sững sờ, nói, mộ chủ, người còn có cái gì biện pháp? Hắn thực sự không biết, Diệp Thần còn có cái gì át chủ bài, có thể đối mặt Lăng Tiêu Thiên Tôn. Phải biết, thời khắc này Lăng Tiêu Thiên Tôn, tại Lăng Tiêu cổ tàng lấy được đến chỗ tốt vô cùng, nguyên khí đã khôi phục, nhật chi thạch quang mang cũng khôi phục, liền xem như Diệp Thần toàn thịnh thời kỳ, đều không tốt đối kháng, chớ nói chi là bây giờ trọng thương hư nhược. Có biện pháp, chỉ là cần trả giá điểm hy sinh. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, chậm rãi từ dưới đất đứng lên tới, nhìn thẳng Lăng Tiêu Thiên Tôn. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Thần cỗ này bất khuất ánh mắt, nụ cười cũng có chút cứng ngắc lại, lưng không hiểu cảm thấy một cỗ ý lạnh cùng nguy hiểm, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra Diệp Thần có thể như thế nào lật bàn, có chút khinh thường nói. Như thế nào, người còn nghĩ dẫy dụa? Nếu Tường Vi quát lên, Lăng Tiêu Thiên Tôn, người chớ đắc ý, người dám giết luân hồi chi chủ, liền đợi đến Nhậm Phi Phàm trả thù a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhậm Phi Phàm. Lăng Tiêu Thiên Tôn khinh thường nở nụ cười, nói, Nhậm Phi Phàm đáng là gì, chờ ta diệt sát luân hồi chi chủ, thôn vệ hết thảy của hắn, ta chính là mới luân hồi chi chủ. Đến lúc đó Nhậm Phi Phàm nói không chừng còn muốn làm ta người hộ đạo. Hắn lấy được Lăng Tiêu cổ tàng rất nhiều bảo bối sau, liền có chút cấp trên, tâm tính cũng đi theo bành trướng, suy nghĩ giết chết Diệp Thần sau, cướp đoạt Diệp Thần hết thảy. Hắn liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Đừng quá cuồng vọng Lăng Tiêu Thiên Tôn, ta cảm thấy, người vẫn là bình tĩnh một chút cho thỏa đáng. Diệp Thần cười cười, tế ra một trang sách. Cái kia phiến trang sách, bao phủ hắc ám hỗn độn sương mù, trong sương mù như ẩn như hiện ký tự, phảng phất mang theo cực kỳ cổ lão trí tuệ ba động, đó là trong truyền thuyết, Siva trí tuệ. Cái này trang sách, chính là Vi Đà Chân Kinh trang sách. Ân, Vi Đà Chân Kinh. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn thấy Vi Đà Chân Kinh, thân thể run rẩy, lập tức liền biết Diệp Thần ý nghĩ. Người nghĩ hiến tế Vi Đà Chân Kinh phản sát ta, nực cười, Vi Đà Chân Kinh cũng là như thế dễ hiến tế. Tại ngươi hiến tế hoàn thành phía trước, ta đã đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Tiêu Thiên Tôn liền không có nói nhảm, nhật chi thạch huy quang rực rỡ, trong tay hắn hóa ra một cái hừng hực tới cực điểm Thái Dương Thần Kiếm, hắn nắm chặt Thái Dương Thần Kiếm, thiên đế tức điên nứt. Một kiếm vạch phá vực sâu hắc ám, mang theo vô biên uy thế hướng Diệp Thần chém tới. Không hề nghi ngờ, Vi Đà Chân Kinh là vĩ đại, nếu như hiến tế mà nói, đủ để bộc phát ra ép ngập đầu cấp thiên đế sức mạnh. Nhưng loại này cấp bậc đồ vật, cũng không phải tốt như vậy hiến tế, nghĩ hiến tế mà nói, nhất định phải nhận được Siva cho phép. Theo lý thuyết, tại hiến tế Vi Đà Chân Kinh phía trước, nhất thiết phải câu thông Siva. Một khi Vi Đà Chân Kinh trang sách tổn hại diệt, Vi Đà Chân Kinh chỉnh thể đều biết chịu ảnh hưởng, Siva nơi nào sẽ chịu dễ dàng đồng ý. Hơn nữa, coi như Siva đồng ý cho phép, nhưng hiến tế phía trước câu thông, cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không cho rằng, Diệp Thần có thể có thời gian này. Hắn tuyệt sẽ không cho Diệp Thần bất luận cái gì cơ hội lật bàn,
hắn muốn tại Diệp Thần câu thông Shiva phía trước, trực tiếp đem hắn giết chết. Diệp Thần lại là không chút hoang mang, trên thân nhảy lên ra một chút xíu lôi quang, nhắm mắt lại, tinh thần thẩm thấu đến vì đà chân kinh bên trong đi, cái kia một chút xíu lôi quang cũng thấm vào, hắn trực tiếp liền ở trong lòng kêu gọi Shiva tên. Shiva đại thần, đáp lại ta đi. Diệp Thần phát ra kêu gọi, nếu như là trạng thái phổ thông phía dưới, hắn muốn câu thông Shiva, đương nhiên phải bỏ ra đại lượng thời gian, nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn có kinh lôi thánh thể lôi trùng năng lượng, cỗ này lôi đỉnh chi lực, cùng Shiva có thiên ti vạn lũ liên lạc. Mượn nhờ kinh lôi thánh thể lôi điện lực lượng, Diệp Thần có thể bằng nhanh nhất tốc độ, để cho Shiva nghe được thanh âm của mình. Hắn tin tưởng, Shiva đối với hắn cái này luân hồi chi chủ, chắc chắn là phi thường hứng thú, sẽ không cự tuyệt hắn câu thông. Oanh! Quả nhiên, tại Diệp Thần tiếng kêu phát ra sau đó không lâu, trong đầu của hắn, liền phảng phất ầm vang nổ tung, trống rỗng, thời không phảng phất tại một sát na này ở giữa dừng lại. Trống không trong đầu, dần dần xuất hiện từng sợi lôi điện. Mỗi một đầu lôi điện, đều mang vô biên kinh khủng lực lượng hủy diệt, phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Tại vô biên trong sấm sét, dần dần hiện ra một đạo trầm ổn thân ảnh, cơ bắp cường tráng, cõng cung đái tiến, đỉnh đầu trăng non, vô biên hủy diệt lôi đình quanh quẩn hắn không ngừng nổ tung, hắn như ngàn vạn lôi đình vô thượng chúa tể, chính là trong thiên đạo ba pha thần Shiva đại thần. Diệp Thần gặp được Shiva đại thần, trong lòng lập tức vui mừng. Shiva đại thần đôi mắt như có nhật nguyệt trầm luân, cũng ngắm nhìn Diệp Thần, thần sắc ôn hòa, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, nói, người tốt, luân hồi chi chủ. Diệp Thần chắp tay nói, tại hạ Diệp Thần, gặp qua Shiva đại thần. Shiva cười nói, không cần đa lễ, ngươi lần này cầu kiến, là nghĩ hiến tế ta vì đà chân kinh. Nàng thiên cơ hiểu rõ, tự nhiên nhìn thấy hết thảy. Diệp Thần nói, chính là. Shiva trầm ngâm nói, cái kia vì đà chân kinh, là ta trí tuệ cùng vĩ lực đúc nóng thiên thư, thiếu hụt một tờ, đều biết đối với chân kinh tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, bất quá ngươi lần này sống chết trước mắt. Người muốn hiến tế, ta cũng miễn cưỡng cho phép, nhưng ta muốn người đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Thần nói, chuyện gì? Shiva nói, khi ta người đại diện. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, ta đã là thiên tổ người đại diện, chỉ sợ. Shiva nói, không sao, người có thể đồng thời làm ta cùng thiên tổ người đại diện, chỉ cần người đáp ứng, từ nay về sau, người đã luân hồi chi chủ, cũng là ta chỉ định hủy diệt chi chủ, là thế gian hết thảy hủy diệt pháp tắc vĩ đại chúa tể. Ngươi chấp trưởng hủy diệt chi chủ quyền hành sau, ta muốn tương lai ngươi đi đánh giết Phạn Thiên. Ta giết qua Phạn Thiên một lần, đáng tiếc không thể giết chết, thân thể của hắn đã có miễn dịch, ta lại nghĩ giết hắn, muôn vàn khó khăn, cần ngươi ra tay. Chỉ cần giết chết Phạn Thiên, chúng ta thế giới này, liền có thể vĩnh hằng tồn tại, không cần lo lắng Phạn Thiên mộng tỉnh, thế giới liền sẽ phá diệt. Chỉ cần thế giới vĩnh hằng tồn tại, ngươi cùng ta, cùng thiên tổ, cũng có thể biến thành quang. Nói xong lời cuối cùng, Shiva trong mắt cũng là tinh mang lóe sáng, hắn nhớ mãi không quên, chính là muốn biến thành quang. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Shiva muốn hắn làm hủy diệt chi chủ, còn quyết định đánh giết Phạn Thiên nhiệm vụ, phần này nhân quả, thực sự quá quá lớn rồi, chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền có loại cảm giác hít thở không thông. Mạng hắn đường long đong khó khăn trắc trở, hết thảy tất cả bởi vì hắn là luân hồi chi chủ, trời sinh gánh vác lấy thiên đại trách nhiệm. Nếu là lại làm Shiva người đại diện, cái kia trọng trách thực sự là trầm trọng đến không thể tưởng tượng. Shiva đại thần, xin thứ cho năng lực ta có hạn, không cách nào gánh nhiệm vụ lớn này. Diệp Thần cúi đầu chắp tay, khéo lời từ chối. Shiva thất vọng nói, ngươi không muốn làm ta người đại diện. Ta tiễn đưa ngươi hủy diệt chi chủ thiên đại quyền hành, ngươi cũng không muốn tiếp nhận. Diệp Thần không nói gì, thái độ đã rất rõ ràng. Hủy diệt chi chủ đại quyền chui. Đương nhiên là ngập trời đại tạo hóa, nhưng Diệp Thần biết, cái này quyền hành sau lưng, nhân quả liên lụy quá khổng lồ, hắn cũng không muốn gánh vác lớn như thế nhân quả. Nhìn thấy Diệp Thần thái độ như vậy, Shiva thở dài một tiếng, tựa hồ cũng có dự kiến, nói, tốt a, ta biết ngươi khó xử, nhưng ngươi ta hữu duyên, ngươi coi như không chịu làm ta người đại diện, ta cũng nghĩ cầu ngươi khác xử lý việc khác. Diệp Thần nói, a. Shiva nói, ta muốn ngươi đi khai quật nhục thể của ta. Như thế nào? Diệp Thần nói, khai quật nhục thân. Shiva nói, đúng vậy, trước kia ta cùng với Phạn Thiên, Phi Giờ Nu tranh đấu, nhục thể của ta rơi vào không không lúc nào khoảng không, chôn giấu tại một chỗ huyễn tưởng trong không gian, mà linh hồn của ta,
liền chui vào trong một cái cho cốt đàn, chôn ở sáng thế chi thụ phía dưới. Những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, ta linh hồn đã có đầy đủ sức mạnh thoát khốn, nhưng không có nhục thân dung nạp, linh hồn của ta chỉ cần dám ra đây, lập tức liền sẽ bị hủy diệt chi hải hấp dẫn, rơi vào hủy diệt chi hải bên trong, tiếp nhận vô biên đau đớn dày vò. Ta muốn người đem nhục thể của ta móc ra, để cho hồn phách của ta quay về cơ thể. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, Shiva điều thỉnh cầu này, ngược lại là có chút khả năng thực hiện, nhân quả cũng tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn nhân tiện nói. Shiva đại thần, không biết nhục thể của ngươi, ở nơi nào? Shiva nói, ngươi chịu đáp ứng. Diệp Thần nói, ta có thể nếm thử đào ra nhục thể của ngươi. Shiva vui mừng, nói, như thế thì tốt, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, nhục thể của ta, các loại hủy diệt pháp tắc, không thể coi thường, cho dù có thiên đạo hạn chế, nhưng trong đó uy năng, cũng không phải bây giờ ngươi có thể tiếp nhận, chờ ngươi chứng đạo thiên đế, ta sẽ nói cho ngươi biết kế hoạch bước kế tiếp. Diệp Thần nói, chứng đạo thiên đế sao? Hắn bây giờ là cửu đỉnh cảnh tầng 4 cao giai, khoảng cách thiên đế cảnh giới, còn có chút xa xôi. Shiva nói, đúng vậy, bây giờ ngươi chỉ cần mau chóng tu luyện tới thiên đế cảnh giới liền có thể, chờ ngươi chứng đạo thiên đế, chúng ta sẽ gặp lại. Nói đi, Shiva thân ảnh, liền dần dần mơ hồ, phai nhạt, tiêu thất. Diệp Thần còn muốn hỏi thứ gì, nhưng Shiva tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt tiêu thất vô tung. Tinh thần hắn cũng trở về thực tế, liền thấy Lăng Tiêu Thiên Tôn đầy mắt dữ tợn, huy động Thái Dương Thần Kiếm, lấy vô biên hừng hực uy thế, điên cuồng chém mà đến. Nhưng, Diệp Thần không chút nào hoảng, bởi vì, hắn vừa mới hiến tế Vi Đà Chân Kinh, bây giờ đã triệt để hiến tế thành công, cả trang Vi Đà Chân Kinh phá diệt, từ trong đó bạo dũng ra từng sợi hắc ám nguyên thủy hỗn độn năng lượng, tựa như vòng xoáy vậy, ô ô vang dội. Cỗ này vòng xoáy một dạng hỗn độn năng lượng, ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, đang huy kiếm cuồng trảm mà đến Lăng Tiêu Thiên Tôn, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng hủy diệt ba động, lập tức liền thần sắc đại biến, biết Diệp Thần đã hiến tế thành công, hô to, không tốt. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, trực tiếp đem cái kia Vi Đà Chân Kinh năng lượng, toàn bộ hấp thu đến trong thân thể mình đi, chỉ một thoáng, thân thể của hắn, đôm đốc vang dội, liền nổ lên từng cái sấm sét màu tím. Vô tận tử sắc lôi điện, tại Diệp Thần trên đỉnh đầu hội tụ thành một mảnh lôi vân, như nổi lên thiên kiếp, ầm ầm chuyển động. Lăng Tiêu Thiên Tôn huy kiếm chém tới, nhưng trực tiếp liền bị cỗ này kinh khủng thiên lôi năng lượng, chấn nhiếp liên tiếp lui về phía sau. 9. Thiên, thật, lôi, chú. Diệp Thần từng chữ nói ra, lập tức bộc phát cửu thiên chân lôi chú, đây chính là Shiva 10 pháp một trong. Phía trước hắn đánh giết Lăng Tinh Cách, lấy được kinh lôi thánh thể lôi trùng, miễn cưỡng sở đến điểm cửu thiên chân lôi nguyền rủa bên cạnh. Nhưng căn bản là không có cách thi triển ra uy lực. Nhưng bây giờ, hiến tế Vi Đà Chân Kinh sau đó, Diệp Thần liền thời gian ngắn nhận được vô biên hủy diệt năng lượng quán chú, cửu thiên chân lôi nguyền rủa đủ loại áo nghĩa, từng cái ở trong lòng dâng lên, hắn trực tiếp thi triển đi ra, diệt thế lôi đình ba động liền triệt để bộc phát. Ầm ầm, ước chừng 9 vạn đạo thiên lôi, tựa như diệt thế lôi kiếp đồng dạng, nổ tung mà ra, đồng thời hướng về Lăng Tiêu Thiên Tôn chém giết đi qua. Mượn nhờ Vi Đà Chân Kinh hiến tế chi lực, bây giờ Diệp Thần bộc phát ra cửu thiên chân lôi chú, so với trước đây Lăng Tinh Cách, không biết muốn hung mãnh gấp bao nhiêu lần. Nhật Chi Thạch, Cửu Dương Đại Trận. Lăng Tiêu Thiên Tôn vô cùng kinh hãi, cuồng nhiên gào thét, điên cuồng thôi động Nhật Chi Thạch năng lượng, ngay tại quanh thân bạo phát ra ước chừng 9 vầng mặt trời, mỗi một vầng thái dương đều là vàng óng ánh, ẩn chứa ngập trời hừng hực khí tức, tựa như có thể nóng chảy trần thế. Nhưng tại Diệp Thần cửu thiên chân lôi chú, 9 vạn đạo thiên lôi đánh xuống, Lăng Tiêu Thiên Tôn cửu dương đại trận, căn bản là không có chút nào tác dụng, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hu hu, cái kia 9 khỏa thái dương, tại Diệp Thần vô tận thiên lôi đánh xuống, không chịu nổi gánh nặng, cấp tốc hướng đi phá toái cùng băng diệt. Mắt thấy một màn này, Lăng Tiêu Thiên Tôn triệt để kinh hãi, nhìn thấy Hỗn Nguyên Kim Hạp ngay tại một bên trên mặt đất, hắn phúc trí tâm linh, vội vàng cách không một chảo. Đem Hỗn Nguyên Kim Hạp bắt lấy tới, hai tay muốn đem Hỗn Nguyên Kim Hạp mở ra. Cái hộp này có đặc thù phong ấn hiệu quả, nếu như hắn có thể mở ra, nói không chừng có thể chứa đựng phong ấn Diệp Thần chém giết mà đến thiên lôi. Nhưng, Diệp Thần vạn đạo thiên lôi, thực sự quá tấn mãnh, Lăng Tiêu Thiên Tôn vừa mới cầm tới Hỗn Nguyên Kim Hạp, còn chưa kịp mở ra, cuồn cuộn thiên lôi liền oanh kích đến trên người hắn. A a a a,
Lăng Tiêu Thiên Tôn phát ra một hồi sắc bén tới cực điểm tiếng kêu, chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền bị vạn đạo thiên lôi che mất. Nơi xa quan chiến như tường vi, trong mắt đầy chiếu đến thiên lôi tử quang, nàng ngơ ngác xuất thần, không nghĩ tới Diệp Thần suy yếu phía dưới, còn có thể dựa vào hiến tế vi đà chân kinh thủ đoạn, đánh bại Lăng Tiêu Thiên Tôn. Loại thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên, đại giới cũng là cực lớn, một tờ vi đà chân kinh bị hiến tế, Diệp Thần thiệt hại không nhỏ. Hơn nữa thân thể hư nhược, tiếp nhận vi đà chân kinh cuồn cuộn năng lượng quán trú, gánh vác cũng là vô cùng lớn. Kết thúc chiến đấu, Diệp Thần thở hồng hộc, cơ thể khắp nơi cháy đen bốc khói, đó là thi triển cửu thiên chân lôi chú, chính hắn cũng gặp lôi đỉnh xung kích. Về phần hắn tạng phủ xương cốt kinh mạch, vậy càng là thụ thương nghiêm trọng. Bất quá, có thể đánh bại Lăng Tiêu Thiên Tôn, hết thảy đều là đáng giá. Cuồn cuộn lôi quang tán đi, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, chính là Lăng Tiêu Thiên Tôn thoi thóp, ngã trên mặt đất, trăm ngàn lỗ thủng thân thể. Hắn không hổ là đỉnh cấp thiên đế, hơn nữa còn có Nhật Chi Thạch bảo vệ, vừa mới cứng rắn chịu Diệp Thần cửu thiên chân lôi chú, lại còn không chết. Bất quá, bây giờ Lăng Tiêu Thiên Tôn, cũng là trạng thái sắp chết, thương thế so Diệp Thần nghiêm trọng gấp trăm lần, cơ thể đã bị cuồn cuộn thiên lôi đánh phải khắp nơi nát vụn mở, ngay cả xương cốt đều lộ ra tới, đã không có bất kỳ năng lực phản kháng. Hô! Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đi đến Lăng Tiêu Thiên Tôn bên cạnh, điều động chính mình khí lực cuối cùng, thi triển vũ trụ trong mệnh cách không gian pháp tắc, giảm chiều không gian đả kích. Lăng Tiêu cơ thể của Thiên Tôn, liền thành một bức họa, bị Diệp Thần thu. Hắn Nhật Chi Thạch, còn có cái kia Hỗn Nguyên Kim Hạp, cũng là rơi xuống trong tay Diệp Thần. Nhật Chi Thạch nắm bắt tới tay, Diệp Thần lập tức liền cảm thấy trong đó ấm áp mà hừng hực năng lượng. Từng sợi thái dương chân khí truyền thâu đến trong cơ thể hắn, hắn thân thể hư nhược, lập tức lấy được ấm áp nhiệt khí bổ sung, lập tức tinh thần rất nhiều. Không tệ, không tệ, viên này Nhật Chi Thạch, năng lượng quả nhiên dồi dào. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, Nhật Chi trong đá bộ, có đấu chiến thần ngày xưa chế tạo đặc thù tụ linh pháp trận, cái này tụ linh pháp trận, có thể liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa nhật nguyệt tinh thần linh khí năng lượng. Cũng coi như nói, chỉ cần giữa thiên địa còn có nhật nguyệt tồn tại, Nhật Chi Thạch năng lượng, liền vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Phía trước luân phiên chiến đấu, Nhật Chi Thạch năng lượng, đã tổn hao rất nhiều, nhưng Diệp Thần đoán chừng, nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa tháng, viên này thần thạch linh khí, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Theo lý thuyết, viên này thần thạch, đơn giản chính là một cái cuồn cuộn không dứt cực lớn nguồn năng lượng bảo khố. Diệp Thần đủ loại thần thông công pháp thủ đoạn, thi triển cần hao phí cực lớn linh khí. Đơn thuần dựa vào hắn cửu đỉnh cảnh tầng 4 cao cấp tu vi, căn bản không đủ lấy chèo chống, cần luân hồi mộ địa hoặc huyết long hỗ trợ, nhưng có Nhật Chi Thạch làm nguồn năng lượng nhiên liệu, hắn về sau liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, kết thúc chiến đấu, huyết long cũng là bởi vì cực lớn tiêu hao, mà rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Diệp Thần mất đi một lá bài tẩy, bất quá có Nhật Chi Thạch bổ sung, nhiên liệu phương diện tạm thời không thành vấn đề. Chỉ là, huyết long ngủ say. Ngược lại để Diệp Thần có chút lo lắng, nếu là ngủ say quá lâu, rất có thể sẽ cho cơ thể của huyết long tạo thành tổn thương gì. Mà nghĩ tỉnh lại huyết long, cần bắt phí thú cho nó thôn phệ. Diệp Thần cẩn thận suy nghĩ, phí thú bên trong, huyết long còn kém nửa đuôi, sáu đuôi, cửu vĩ, liền có thể hoàn toàn viên mãn, một khi cửu vĩ viên mãn, nó liền có cơ hội chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Nửa đuôi, sáu đuôi, cửu vĩ, đều không tốt bắt a. Diệp Thần trong lòng âm thầm bàn tưởng nhớ lấy, nửa đuôi tại Trùng Dương chân nhân trong tay, sáu đuôi nghe nói là tại Hắc Ám xâm lâm, cửu vĩ thì tại trong tay Dạ Hàn, đều không tốt bắt, hắn cũng là có chút đau đầu. Bất quá, gặp đi bộ bước a, bây giờ, Lăng Tinh Cách, Xà Thiên Đế, Lăng Tiêu Thiên Tôn mấy người địch nhân, Diệp Thần đều đã chém hết, Nhật Chi Thạch cùng Hỗn Nguyên Kim Hạp rơi xuống trong tay hắn, lần này Lăng Tiêu Uyên hành trình, thu hoạch cực lớn. Bây giờ Diệp Thần liền cầm lấy Hỗn Nguyên Kim Hạp, cái này kim quang tràn ngập, linh khí hòa hợp hộp, là thiên tổ năm đó tạo vật, chuyên môn dùng để trang bị độ chi mảnh vụn. Diệp Thần cầm cái hộp này, từ nơi sâu xa, liền bắt được một tia thiên tổ lưu lại pháp tắc ba động, hắn nắm chặt hộp, trong lòng hơi động, liền kêu. Thiên tổ, đáp lại ta đi. Hắn trực tiếp liền kêu gọi thiên tổ, trong lòng có rất nhiều lời ngữ, muốn cùng thiên tổ tự thuật. Tại tiếng kêu của hắn sau khi rơi xuống, toàn bộ Hỗn Nguyên Kim Hạp, cũng là toát ra một vòng kim quang tràn vào Diệp Thần mi mắt, tầm mắt hắn bị cuồn cuộn kim quang che đậy,
thế giới chung quanh cũng hóa thành một mảnh kim quang cuồn cuộn kỳ côi thế giới. Diệp thần, người gặp qua Shiva. Kim quang thế giới bên trong, truyền ra một giọng già nua, chính là thiên tổ thanh âm. Diệp thần nghe được thiên tổ thanh âm, lập tức đại hỉ, kêu lên, thiên tổ. Đạp, đạp, đạp. Một hồi tiếng bước chân vang lên, Diệp thần quả nhiên liền thấy một đạo thân ảnh già nua, tách ra kim quang chậm rãi đạp tới, chính là thiên tổ. Thiên tổ thần tình không thắng tang thương, lộ ra sâu đậm tịch mịch cùng cô tịch. Diệp thần vội vàng khom người hành lễ, nói, thiên tổ, thân thể ngươi mạnh khỏe. Đúng, ta đã thấy Shiva. Thiên tổ ánh mắt chớp lên, lập tức tới điểm hứng thú, nói, ha ha, hắn cùng ngươi nói cái gì đó, muốn gọi ngươi làm hắn người đại diện. Hắn có thể nhìn thấy thế gian các loại nhân quả, nhưng dính đến Shiva loại này cấp bậc trụ thần, nhân quả chi tiết hắn cũng không khả năng thấy rõ. Diệp thần nói thẳng, ân, bất quá, ta không có đáp ứng. Thiên tổ đạo, vì cái gì? Khi hủy diệt chi chủ không tốt sao? Diệp thần cười khổ lắc đầu nói, một cái luân hồi chi chủ, đã để ta tiếp nhận vô tận khó khăn trắc trở, nếu như lại làm hủy diệt chi chủ, có trời mới biết sẽ có loại nào nhân quả. Thiên tổ khẽ giật mình, sau đó cũng biết rõ Diệp thần ý nghĩ, nói, là, người khổ cực, Diệp thần. Dừng một chút, hắn lại thở dài, ta rất xin lỗi, ta muốn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Diệp thần nói, vì cái gì? Thiên tổ đạo, bởi vì ta không có đi qua đồng ý của ngươi, liền chỉ định ngươi làm luân hồi chi chủ, nhưng ngươi đoạn đường này tới, đã nhận lấy vô tận khó khăn trắc trở. Diệp thần ngược lại là 10 phần rộng rãi, nói, không sao, cái này luân hồi chi chủ quyền hành, cũng cho ta mang đến vô tận chỗ tốt tạo hóa, 7 phần chỗ tốt, 3 phần chỗ xấu a. Thiên tổ thở dài, tóm lại, bất kể như thế nào, ta đều muốn cho ngươi nói một tiếng thật xin lỗi, kỳ thực ngươi vốn là sẽ không đản sinh. Tại ức vạn thế thế giới trong luân hồi, cũng không có ngươi tồn tại. Diệp thần khẽ giật mình, nói, cái gì? Hắn đột nhiên lại nghĩ tới, đã từng thiên pháp lộ nguyệt nói qua, thế giới đã luân hồi 10 vạn ức lần, ở quá khứ thế giới trong luân hồi, cũng không có hắn tồn tại. Bây giờ, thiên tổ cũng nói, hắn vốn là sẽ không đản sinh, thế giới không có hắn tồn tại, nhưng bây giờ hắn hết lần này tới lần khác sinh ra. Trong đó nhân quả, khó bề phân biệt. Thiên tổ đạo. Thôi, không nói những thứ này, ở thế giới quy tắc hạn chế phía dưới, ta không thể cùng ngươi giao lưu quá lâu, ta còn muốn tiếp tục tại tinh không bỉ ngạn, tìm kiếm phong tình tuyết dấu vết, ngươi nhưng có nàng manh mối. Diệp thần trong lòng hơi động, liền lấy ra một bức họa, nói lên manh mối, ta ngược lại thật ra có chút phát hiện kinh người. Trong tay hắn vẽ, chính là đại ái thần phong tình tuyết, cô độc tại trong bể tình tắm rửa bức tranh. Thiên tổ nhìn xem bức họa này. Lập tức lông mày nhíu một cái, nói, bức họa này, có cái gì đặc biệt? Bất quá là hắc ám nữ thần tắm rửa đồ, nghe nói ẩn chứa nàng đối với đại đạo trung cực tự hỏi. Diệp thần khẽ giật mình, nói, thiên tổ, người không có nhìn ra sao? Cô gái trong tranh, là đại ái thần phong tình tuyết A. Bức họa này vẽ, chính là nàng lẻ loi một mình tại bể tình tắm rửa tràng cảnh. Thiên tổ cực kỳ chấn động, nói, người nói cái gì, nữ tử này là phong tình tuyết. Họa bên trong dòng sông là bể tình, ngươi làm sao thấy được? Diệp thần cao mày nói, đây không phải rất rõ ràng sao? Thiên tổ có chút kinh dị, nói, nữ tử này chỉ có một cái bóng lưng, ngươi thế nào biết là phong tình tuyết? Con sông này nhìn bình thường không có gì lạ, ngươi làm sao biết là bể tình? Diệp thần kỳ dị nói, phía trên có thiên cơ vết tích a, vừa suy tính chẳng phải sẽ biết sao? Thiên tổ, chẳng lẽ ngươi thế mà nhìn không ra? Từ nhìn bề ngoài. Đích xác nhìn không ra cái gì, họa bên trong cũng chỉ một cô gái bóng lưng, hoàn toàn không nhìn thấy chính diện, nhưng Diệp thần vừa suy tính phía dưới, liền biết nữ tử này, chính là phong tình tuyết. Thiên tổ triệt để chấn kinh, ngơ ngác xuất thần, nửa ngày nói không ra lời, hồi lâu mới nói, đây là phong tình tuyết bóng lưng, con sông này là bể tình. Ta lại một chút cũng nhìn không ra, là nàng tận lực giấu giếm ta. Vẫn là, người cùng nàng nhân quả sợi tơ quấn quanh cực sâu. Chỉ có ngươi có thể nhìn ra. Diệp thần cũng có chút mộng, hắn không nghĩ tới, thiên nguyên quán nhiên sẽ nhìn không ra họa bên trong chân lý, thế mà lại không nhận ra phong tình tuyết bóng lưng. Thiên tổ, Diệp thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên tổ trầm ngâm nói, người trong bức họa là phong tình tuyết, chẳng lẽ hắc ám nữ thần chính là nàng? Là nàng sáng tạo ra hắc ám huynh đệ hội. Đây không có khả năng, nàng xem ta vì tình cảm chân thành, cái kia cô ánh mắt, sẽ không gạt người.
nàng tại sao lại muốn khắp nơi cùng ta đối nghịch, thậm chí muốn phá hủy ta thiết lập trật tự, muốn đem ta giết chết. Thiên tổ cũng lâm vào trong ngượng ngùng, hắn không thể tin được, hắc ám nữ thần chính là Phong Tình Tuyết. Còn có khác manh mối sao? Thiên tổ lại hỏi. Không có, cũng chỉ có bức họa này. Diệp thần nói. Thiên tổ trầm mặc một chút, gật đầu một cái, phảng phất tại trong nháy mắt già hơn rất nhiều, có chút mệt mỏi nói. Hảo, ta đã biết, người điều tra đến manh mối này, lập công lớn, người muốn cái gì ban thưởng, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Ở thế giới quy tắc hạn chế phía dưới, thiên tổ cũng không tiện ra tay quá nhiều, nhưng Diệp thần lập xuống công lớn như vậy, lại tra ra hắc ám nữ thần thân phận, rất có thể chính là Phong Tình Tuyết, hắn tự nhiên muốn khen thưởng. Thiên tổ, trong cơ thể ta tơ tình, còn chưa có giải quyết. Diệp thần tối lo nghĩ, chính là đầu này tơ tình, thật sự nếu không giải quyết, hắn đều sắp bị giày vò điên rồi. Thiên tổ khoát tay một cái nói, không sao, đầu này tơ tình, hóa giải cũng không khó. Người đã cầm tới hỗn nguyên kim hộp, gọi tường vi thay người hóa giải chính là. Diệp thần nói, hảo. Thiên tổ đạo, người còn muốn ban thưởng gì? Diệp thần nghĩ nghĩ, nhớ tới cái kia ngọc hoàng thiên môn. Thiên tổ thất giới bên trong, mỗi một giới đều có đặc thù thánh vật, Lăng Tiêu Uyên thế giới thánh vật, chính là ngọc hoàng thiên môn. Cái kia ngọc hoàng thiên môn, xem như luân hồi đạo thiên môn hình thức ban đầu, chất liệu đỉnh cấp, bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí năng lượng. Không nói trong Thâm Uyên Lăng Tiêu cổ tàng, riêng là cái kia Ngọc Hoàng Thiên Môn, chính là đỉnh cấp bảo vật. Nếu là Diệp Thần có thể có được mà nói, cầm lấy đi chế tạo luân hồi sách, có thể lại chế tạo ra thêm một cái chữ. Chỉ là, cái kia Ngọc Hoàng Thiên Môn, giống như một mực khảm nạm ở trên bầu trời, căn bản là không có cách dung chuyển, bây giờ Thiên Tổ nói phải ban cho phía dưới ban thưởng, Diệp Thần liền không nhiều lời, lúc này nói. Thiên Tổ, ta muốn Ngọc Hoàng Thiên Môn. Ngọc Hoàng Thiên Môn sao? Thiên Tổ lại nhíu mày, rõ ràng Diệp Thần đòi ban thưởng, không thể coi thường, hắn cũng không tốt ban thưởng. Ngọc Hoàng Thiên Môn cùng Lăng Tiêu Uyên không gian hòa làm một thể, khó mà chia cắt, người muốn cắt đi, lại là không quá dễ dàng, ta cũng không tốt ra tay giúp ngươi. Ân, ngươi cầm Thái Sơ Thần Sách đi ra. Thiên Tổ đạo. Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, liền đem Thái Sơ Thần Sách lấy ra. Thiên Tổ đạo, ta đã nói với ngươi. Chỉ cần đem nguyện vọng viết lên Thái Sơ Thần Sách phía trên, liền có khả năng thực hiện, chỉ là cần trả giá đắt, người bây giờ đem Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể, hòa tan thành huyết, lấy hắn đỉnh cấp thiên đế máu tươi, tại trên Thái Sơ Thần Sách viết xuống nguyện vọng, người liền có thể nhận được Ngọc Hoàng Thiên Môn. Diệp Thần nói, đây là phải dùng Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể, đi đổi Ngọc Hoàng Thiên Môn. Lăng Tiêu Thiên Tôn là đỉnh cấp thiên đế, Diệp Thần còn dự định giao cho Hoang Lão cùng Đại Chúa Tể. Để cho bọn hắn cầm lấy đi chế tạo sáng sinh chi trụ. Chỉ cần hắn có thể thu tụ tập đến 3 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, còn kém không nhiều coi xong trưởng thành tổ Nam Hoa Lão Quân ủy thác, có thể thanh toán nhân quả. Bây giờ phải dùng Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể, đi đổi Ngọc Hoàng Thiên Môn, lại làm cho Diệp Thần có chút không nỡ lòng bỏ. Thiên Tổ đạo, không sai biệt lắm là ý tứ này, Ngọc Hoàng Thiên Môn là đỉnh cấp bảo bối, người muốn có được, tự nhiên phải trả ra chút đại giới. Cái này Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể, người giữ lại kỳ thực cũng vô dụng, hắn không đủ để làm chế tạo sáng sinh chi trụ tài liệu. Diệp Thần nói, a, Thiên Tổ đạo, chế tạo sáng sinh chi trụ, cần bổ khuyết 10 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, những cái kia đỉnh cấp thiên đế, là phải có đại khí vật, tỉ như xà thiên đế như thế, Lăng Tiêu Thiên Tôn quanh năm chỉ ở Lăng Tiêu Uyên thế giới tu luyện, cách cục quá nhỏ, hắn không có đại khí vật, là không có tư cách làm chế tạo tài liệu. Diệp Thần nói, phải không? Hắn không nghĩ tới, liền Lăng Tiêu Thiên Tôn loại này cấp bậc tồn tại, cũng không có tư cách làm chế tạo sáng sinh chi trụ tài liệu, xà thiên đế là có tư cách, nhưng xà thiên đế tồn tại vô cùng đặc thù, nhục thể của hắn trên thực tế là từ vô số đầu thật nhỏ rắn độc hỗn hợp mà thành. Cho nên, từ một loại nào đó góc độ tới nói, xà thiên đế căn bản là không có nhục thân, tự nhiên không thể cầm lấy đi chế tạo sáng sinh chi trụ. Xem ra muốn hoàn thành nhân tổ Nam Hoa Lão Quân ủy thác, Diệp Thần còn phải tiêu phí điểm công phu. Lập tức, Diệp Thần liền đem Lăng Tiêu Thiên Tôn bức tranh lấy ra, tại hắn giảm chiều không gian đả kích phía dưới, vốn là trọng thương yếu ớt Lăng Tiêu Thiên Tôn, trực tiếp sẽ chết rồi, trong bức họa hắn, hai con người minh hợp, gương mặt tử bạch lộ ra thi ban, không có nửa điểm sinh khí, đã là một người chết. Bất quá, cho dù là một người chết, Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể, cũng là ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Diệp Thần đem Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể rút ra, lấy thần chu thiên kiếm cắn nát,
thi thể nát bấy sau, một tầng đậm đà huyết thủy phiêu phù ở trước người hắn, trong vũng máu ẩn chứa từng sợi thiên đế kim mang, linh khí lạ thường. Diệp Thần bày ra Thái Sơ Thần Sách, ngón tay nhất câu, mang theo Lăng Tiêu Thiên Tôn thiên đế huyết, tại Thái Sơ Thần Sách phía trên viết xuống nguyện vọng của mình, chính là muốn thu lấy Ngọc Hoàng Thiên Môn. Ong ong, ầm ầm, răng rắc, tại nguyện vọng viết xuống sau, Diệp Thần liền nghe được, bên ngoài truyền đến từng đợt dị hưởng, phảng phất là không gian phá toái, phong lôi phồng lên âm thanh. Thiên Tổ cười nói, tốt, nguyện vọng của ngươi, không sai biệt lắm đã thực hiện, ta phải đi, ta ở trên không pháp cốc, áo nghĩa giới, tinh hằng thiên, đều có lưu thánh vật, nếu như ngươi có thể tiếp xúc đến những cái kia thánh vật, chúng ta liền có cơ hội gặp lại. Nhưng, ba cái kia thế giới thánh vật, ngươi cũng không lớn có thể tiếp xúc. Diệp Thần nói, vì cái gì, là bởi vì ba cái kia thế giới, đều tại sụp đổ di tích cổ sao? Sụp đổ di tích cổ xem như cổ tinh môn địa bàn, Diệp Thần muốn tới gần, đích xác không quá dễ dàng. Ta Vũ Tổ Sư Tôn ngay tại sụp đổ di tích cổ, mặc kệ chỗ kia có bao nhiêu hung hiểm, ta nhất định phải đi. Diệp Thần kế hoạch bước kế tiếp, chính là muốn đi sụp đổ di tích cổ, cứu vớt Vũ Tổ Sư Tôn. Nếu có thể cứu ra Vũ Tổ mà nói, luân hồi trận doanh liền có cực lớn trợ lực, có thể cùng cổ tinh môn toàn diện khai chiến, trực tiếp đem cổ tinh môn diệt đi. Thiên Tổ lại lắc lắc đầu nói, không phải nguyên nhân này, tóm lại, ai, thôi, ta đạo tâm mệt mỏi không chịu nổi, không muốn nói nhiều lắm, ngươi về sau liền biết, ta đi trước. Thiên Tổ một bộ ý hưng lan san mệt mỏi bộ dáng, cùng hắc ám nữ thần tranh đấu, cùng phong tinh tuyết dây dưa, đích thật là để cho hắn vô cùng phiền lòng, hắn không muốn suy nghĩ nhiều cái gì, lúc này từ biệt rời đi. Nhìn thấy Thiên Tổ rời đi, Diệp Thần thất vọng mất mát, sau đó lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy mình tại Thái Sơ Thần Sách viết xuống nguyện vọng sau, Lăng Tiêu Thiên Tôn thiên đế huyết, còn có một nửa lưu lại, hắn nghĩ thầm. Cái này một nửa thiên đế huyết, cũng không thể lãng phí, lấy ra chế tạo địa ngục kỳ quan cũng không tệ, liền đúc một cái hàng ma kiếm A. Diệp Thần trong tay không có binh khí tiện tay, tiểu đạo thiên kiếm đã hiến tế, lần này vực sâu chi chiến, hắn mặc dù diệt sát xà thiên đế cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn, nhưng mình cũng hy sinh không thiếu bảo vật. Lập tức, Diệp Thần liền đem Lăng Tiêu Thiên Tôn còn lại thiên đế huyết, toàn bộ dùng để chế tạo hàng ma kiếm, một cái bóng lưỡng sắc bén, lóe lên kim quang, phảng phất có thể chém chết hết thảy địa ngục tà ma trường kiếm, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàng ma kiếm là một trong thập đại địa ngục kỳ quan, đơn thuần dùng Lăng Tiêu Thiên Tôn một nửa thiên đế huyết, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn chế tạo viên mãn, nhưng cũng miễn cưỡng đầy đủ Diệp Thần sử dụng. Diệp Thần tinh thần trở lại thực tế. Liền thấy chính mình tay thuận nắm hỗn nguyên kim hộp, hàng ma kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay kia, chứng minh vừa mới kinh nghiệm hết thảy, cũng không phải là mộng ảo. Luân hồi chi chủ. Lúc này, chỉ thấy như tường vi kéo lấy tập tễnh cước bộ, cắn răng hướng về Diệp Thần đi tới, nàng mới vừa gặp Lăng Tiêu Thiên Tôn trọng kích, bị thương không nhẹ. Cho ta. Nàng xem thấy Diệp Thần trong tay hỗn nguyên kim hạp, trong mắt tràn đầy khát vọng thần sắc. Uy, ngươi sẽ không cần chết a. Diệp Thần gặp Như Tường Vi bả vai bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, khí tức suy nhược bộ dáng, chỉ sợ nàng nhìn không được. Nếu Tường Vi cắn răng nói, chỉ cần có thể cầm lại cái hộp này, ta sẽ không phải chết. Cho ngươi, Diệp Thần liên tục không ngừng đem hỗn nguyên kim hạp kín đáo đưa cho Như Tường Vi. Nếu Tường Vi lấy được hỗn nguyên kim hạp, hai con ngươi lập tức sáng lên hỏa diễm nóng rực, khoanh chân ngồi xuống, hai tay run run, chậm rãi đem hộp mở ra. Hộp sau khi mở ra, đầu tiên là có một tia đỏ xám sắc sương mù, bay ra, tiêu tan trên không trung. Cái này sợi đỏ xám sắc sương mù, kỳ thực chính là Dạ Minh Phong gửi ở trong hộp tâm ma, bây giờ Dạ Minh Phong đều đã chết, cái này tâm ma tự nhiên cũng đi theo tan mất. Nếu Tường Vi lấy lại bình tĩnh, để tay đến trong hộp, từng sợi cương thi hắc khí, dọc theo tay của nàng, chậm rãi chảy vào trong hộp. Diệp Thần ngưng thần nhìn xem, chỉ thấy như Tường Vi phóng thích ra hắc khí. Ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt cảm xúc, khi hắn ngưng thần cảm ứng, liền có thể bắt được ẩn chứa trong đó dày vò, đau đớn, tín ngưỡng sụp đổ tuyệt vọng các loại tiêu cực ý niệm. Những thứ này tiêu cực ý niệm, toàn bộ là như Tường Vi tâm ma. Bây giờ, nàng càng là đem tâm ma của mình, gửi vào hỗn nguyên kim hạp bên trong. Cái này hỗn nguyên kim hạp, vô cùng thần kỳ, có thể gửi lại phong ấn người tâm ma, để cho người ta thoát khỏi tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Theo như Tường Vi tâm ma. Từng chút một phóng thích gửi vào trong hộp đi, trong cơ thể nàng tâm ma tán đi, hình thể cũng xuất hiện biến hóa cực lớn,
Cương thi giống như khô héo thân thể dần dần khôi phục sức sống, mới huyết nhục cùng da thịt mọc ra, như thiếu nữ kiều nộn. Trong khoảnh khắc, nếu Tường Vi liền từ một đầu xấu xí dữ tợn cương thi, khôi phục ngày xưa thiếu nữ bộ dáng, toàn thân trên dưới cũng lại không nhìn thấy một điểm ghê tởm dơ bẩn vết tích, chỉ có tinh khiết, phấn nộn, mỹ lệ. Nàng đang khôi phục hình người sau, toàn thân không được mảnh vải, Diệp Thần có thể thấy rõ nàng trắng nõn béo mập thân thể, hồng nhan như ngọc, hoa dung nguyệt mạo, đúng như một đóa Tường Vi giống như xinh đẹp động lòng người. Tại phóng thích tâm ma đồng thời, nếu Tường Vi cũng tại hấp thu hỗn nguyên kim hạp bên trong ẩn chứa linh khí, từng sợi kim quang từ trong hộp phát ra, chuyển vận đến trên người nàng, cấp tốc khôi phục thực lực của nàng, bả vai nàng chỗ vết thương cũng tại cấp tốc khỏi hẳn lấy, rất nhanh liền triệt để khép lại, ngay cả vết sẹo cũng không có lưu lại. Diệp Thần âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới hỗn nguyên kim hạp hiệu quả rõ rệt như vậy, thế mà nhanh như vậy liền để như Tường Vi lột xác. Cái hộp này, ngày xưa dùng để nở rộ độ chi mảnh vụn, lây dính độ chi mảnh vụn một tia linh khí này, liền để như Tường Vi có to lớn như vậy thuế biến. Phương diện này, là bởi vì nàng là ngày xưa độ chi mảnh vụn chấp trưởng giả, đối với hỗn nguyên kim hạp bên trong hàm ẩn mảnh vụn linh khí, cảm ứng vô cùng nhạy cảm, hấp thu luyện hóa cũng so với thường nhân đơn giản, hiệu quả rõ rệt hơn. Một phương diện khác, cũng là độ chi mảnh vụn cường đại, lưu lại một chút linh khí, cũng đủ để cho người phát sinh cực lớn thuế biến. Diệp Thần trong lòng có chút xung chuyển, suy nghĩ, cái hộp này chỉ là lây dính điểm linh khí, cứ như vậy lợi hại, nếu là hoàn chỉnh độ chi mảnh vụn, có trời mới biết sẽ có cỡ nào kinh khủng. Hắn đối với cái kia độ chi mảnh vụn, cũng là sinh ra hứng thú nồng hậu. Độ chi mảnh vụn có siêu độ tính hóa hiệu quả, nếu Tường Vi gửi lại tâm ma, lại lấy được siêu độ, chỉnh thể thì nhìn không ra một điểm cương thi dấu hiệu, hiển nhiên chính là một cái trắng nõn béo mập mỹ thiếu nữ, thuế biến chi lớn, đơn giản làm cho người sợ hãi thán phục. Từng sợi kim quang, tại như Tường Vi trên thân quanh quẩn, hóa thành một bộ màu vàng áo choàng, đem nàng uyển chuyển tư thái che lại. Khí tức của nàng, đang điên cuồng tăng vọt, cái kia hỗn nguyên kim hạp hóa thành một vệt kim quang, đã trốn vào trong cơ thể nàng. Nàng mở mắt, con mắt lại hóa thành kim sắc, óng ánh trong suốt, từ trong đó tản mát ra vô biên thần thông vĩ lực, quanh quẩn nàng cả người kim quang, càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng huy hoàng, ánh chiếu lên Diệp Thần ánh mắt có chút không mở ra được. Tường Vi cô nương, thực lực ngươi đã khôi phục. Diệp Thần cảm nhận được như Tường Vi càng ngày càng hừng hực khí tức, trong lòng vừa kinh vừa hỉ. À, đúng vậy, sức mạnh trở về một chút, không nhiều, nhưng đủ. Nếu Tường Vi tiếng nói thanh lãnh, chậm rãi đứng dậy, hào quang sáng chói như liệt nhật, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, cũng là thêm ra một vòng cảm kích, cảm ơn, luân hồi chi chủ, nếu không phải ngươi, ta cũng không khả năng cầm lại hỗn nguyên kim hạp. Tình của ngươi ti, ta lập tức liền thay ngươi hóa giải. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay điểm ra, một vệt kim quang bắn ra, đánh vào trên thân Diệp Thần, trong kim quang mang theo cường đại siêu độ tịnh hóa khí tức. Ngô! Tại như Tường Vi siêu độ kim quang bao phủ xuống, Diệp Thần đầu tiên là kêu lên một tiếng, sau đó liền cảm thấy toàn thân một hồi kịch liệt tê liệt cùng ngấn ngứa, đó là quấn quanh toàn thân hắn tơ tình, từng chút một bị bốc hơi hóa giải mất. Ma ngục mệnh tinh bốn khối bên trong mảnh vỡ, độ chi mảnh vụn ẩn chứa, chính là siêu độ chi lực. Tại này cổ siêu độ chi lực tác dụng phía dưới, trong cơ thể của Diệp Thần tơ tình, giống như dưới ánh nắng chứa chan tuyết động giống như cấp tốc hòa tan tan rã. Tơ tình tan rã sau đó, Diệp Thần chợt cảm thấy toàn thân thư sướng, cũng không còn một điểm khốn khó khổ sở, cả người nhẹ nhàng, nhưng trong đáy lòng còn có chút chưa hết tình cảm quanh quẩn. Tốt! Nếu Tường Vi thu tay lại, kim quang tán đi. Diệp Thần khẽ giật mình, vội nói, còn thiếu một chút. Đáy lòng của hắn chỗ sâu, còn có chút còn sót lại tơ tình, nếu như không triệt để ép diệt mà nói, rất có thể sẽ tái phát. Còn chưa tốt sao? Nếu Tường Vi lông mày nhíu một cái, người nhẹ nhàng đi tới Diệp Thần trước mặt, đưa tay tại trên lồng ngực của hắn sờ lên, quả nhiên liền cảm thấy Diệp Thần thình thịch khiêu động nội tâm, còn có một tia cất giấu tình cảm không tán, nhưng nàng lại nhạy cảm thấy, cái này tình cảm cùng thiên tổ tơ tình có chút khác biệt. Đây không phải thiên tổ tơ tình. Nếu Tường Vi đạo, Diệp Thần nói, cái gì? Nếu Tường Vi nói, đây là chính người tình cảm, người đối với phong tinh tuyết có yêu mến chi ý. Nghe được như Tường Vi lời này, Diệp Thần vội vàng lắc đầu, nói, không có khả năng, ta chưa từng có từng thích nàng. Nếu Tường Vi lộ ra ánh mắt hoài nghi, nói, phải không? Diệp Thần kiên định nói, đương nhiên. Hắn có thể chắc chắn,
chính mình đối với Phong Tinh Tuyết, chưa từng có bất kỳ khác thường gì ý nghĩ. Nếu Tường Vi thầm nói, cái này có thể kỳ quái, chẳng lẽ là Phong Tinh Tuyết lặng lẽ tại trong lòng ngươi gieo xuống tơ tình hay sao? Diệp Thần không hiểu một trận hàn ý, nói, mặc kệ, tóm lại, ngươi thay ta hóa giải mất chính là. Nếu Tường Vi nhún nhún vai nói, tốt ha, ngươi nhắm mắt lại. Diệp Thần vẫn như cũ nhắm mắt lại, sau đó liền cảm thấy như Tường Vi ấm áp mềm mại thân thể xích lại gần đi lên, bờ môi một hồi nóng ướt ôn nhuận, nàng thế mà hôn tới, từ trong miệng nàng có từng sợi kim quang linh khí, quán chú đến Diệp Thần trong miệng, cùng dòng vào trong cơ thể hắn. Cỗ này kim quang, cũng là mang theo siêu độ khí tức, rất nhanh, Diệp Thần sâu trong đáy lòng tình cảm, liền hoàn toàn bị hóa giải. Lần này cũng có thể. Nếu Tường Vi buông ra bờ môi, lui về sau hai bước. Diệp Thần mở to mắt, nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nói, đa tạ. Nếu Tường Vi hé miệng nở nụ cười, nói, không cần, người ta nhân quả, xem như thanh toán xong, người không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Ánh mắt nàng đột nhiên lộ ra một vẻ lạnh lẽo chi ý, nhìn xem vực sâu bốn phía đen như mực, kế tiếp, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Chỉ nghe vèo một tiếng, nàng thân thể chợt phóng lên trời, bay đến trên vực sâu khoảng không, mềm mại thân thể như là mặt trời chói chang, nở rộ ngàn vạn đầu kim quang, dáng lành cuồn cuộn, rồng bay phượng múa, khí tượng hoa lệ cực điểm. Gào gào gào. Tại nàng mênh mông hừng hực kim quang bao trùm phía dưới, nguyên bản hắc ám vực sâu, lập tức bị chiếu sáng sáng như ban ngày, vô số vực sâu ma vật phát ra kêu gào thống khổ cùng gào thét, càng là trong nháy mắt liền nhận lấy siêu độ, trực tiếp bị tỉnh hóa, hồi phi yên diệt. Cũng chính là trong khoảnh khắc, trong vực sâu đại lượng ma vật cùng quỷ dị, liền bị như Tường Vi thanh không, nàng toàn thân toát ra siêu độ kim quang, uy năng thực sự quá kinh khủng, quả thực là đủ để ép diệt thế gian hết thảy tà vật. Diệp Thần tại vực sâu đại địa bên trên, ngước nhìn như Tường Vi rực rỡ hừng hực thân ảnh, cũng là có chút điểm chấn kinh cái sau cường đại. Ngày xưa hắc ám vực sâu kinh khủng, rất nhanh liền triệt để bị dọn sạch hết, tất cả ma vật toàn bộ chết đi, quanh quẩn tại trong thâm uyên ma khí cũng hoàn toàn tán đi, toàn bộ vực sâu liền biến thành một cái hố sâu to lớn. Theo ma khí cùng nghiệt chướng tán đi, Diệp Thần có thể nhìn đến rất nhiều tầm bảo đám người, Cổ Hoàng Điện, Tinh Tuyết Điện, người vân vân Huyền Minh Điện chúng, cũng là một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời như Tường Vi, chấp trưởng độ chi pháp tắc vĩ đại tồn tại, đơn giản chính là cái thế giới này chí cao thần đồng dạng huy hoàng. Tại cuồn cuộn kim quang bên trong, có thật nhiều ngày xưa linh hồn xuất hiện, viễn cổ thời đại luân hồi địa ngục những người chết trận, linh hồn đều được siêu độ, hóa thành từng sợi linh khí thăng thiên đi. Diệp Thần lại nhìn thấy Diệp Bất Thu cùng một đám quỷ sai, tại kim quang trong trường hà xuất hiện, bọn hắn có phục sinh khả năng, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn phục sinh, mà là hướng như Tường Vi mỉm cười phất phất tay, liền thăng thiên đi, tuẫn đạo là bọn hắn kết cục tốt nhất. Chợt, Diệp Thần lại nghe được từng trận tiếng kinh hô. Liền thấy Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện, Tinh Tuyết Điện tam gia mọi người, thân thể toàn bộ không bị khống chế, toàn bộ đằng không mà lên, bị như Tường Vi xa xa nắm lấy. Nếu Tường Vi quan sát đám người, giống như nhìn xem một đám dê đợi làm thịt, trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí, nói, các ngươi cũng là ngoại lai người hàng lâm, dám ngấp nghé thiên tổ bảo tàng, mạo phạm thiên tổ, các ngươi muôn lần chết không chuộc. Bản tọa rộng lượng, tại các ngươi trước khi chết, cho các ngươi chừa chút di ngôn thời gian, các ngươi còn có lời gì muốn nói. Mọi người đều là kinh hãi, muốn giãy giụa, nhưng phát hiện toàn thân như bị trói buộc, căn bản là không có cách chuyển động. Tinh Tuyết Điện điện chủ Phong Nguyệt Hoa hoảng sợ nói, nếu tâm, ta là sư phụ ngươi, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết. Nàng thiên cơ hiểu rõ phía dưới, tự nhiên sẽ hiểu trước mắt như Tường Vi, chính là ngày xưa Tinh Tuyết Điện thánh nữ như tâm, cũng chính là nàng đồ nhi. Nếu Tường Vi cười ha ha, nói, bản tọa tên thật như Tường Vi, cũng không phải cái gì như tâm, ngươi trước đó đối với bản tọa ân tình, không che giấu được ngươi đối với thiên tổ tội lỗi. Nàng ý chí sắt đá, lại không để ý quá khứ ân tình, ngón tay vẩy một cái, từng sợi kim quang cao tốc ngưng kết, tựa như thể rắn giống như thực chất, hóa thành một đạo kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao, liền hướng Phong Nguyệt Hoa thân eo chém tới. Diệp Thần kêu lên, không thể. Hắn lúc này tơ tình đã giải, tại xà thiên đế năng lượng linh hồn cùng nhật chi thạch năng lượng tẩm bổ phía dưới, trạng thái cũng là khôi phục rất nhiều, nhìn thấy như Tường Vi hung ác ra tay, hắn lập tức liền rút ra hàng ma kiếm, một kiếm ngăn trở đạo kia kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao. Những người này mặc dù có ác, nhưng càng nhiều kỳ thực là vô tội. Ngươi muốn làm gì?
Nếu Tường Vi đầu lông mày nhướng một chút, hỏi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, Xà Thiên Đế, Lăng Tiêu Thiên Tôn thủ phạm đã trừ, không cần thiết lại vọng tạo sát nghiệt, người nói cái gì mạo phạm Thiên Tổ, có thể Thiên Tổ chính mình cũng không quá quan tâm, quên đi thôi. Như Tường Vi ha ha cười nói, ngươi ngược lại là hảo tâm, người khác dẫm lên trên đầu ngươi tới, ngươi còn có thể khách khí tha thứ, đưa luân hồi đạo uy nghiêm ở đâu. Diệp Thần lắc đầu nói, là ngươi quá cực đoan. Nếu Tường Vi nói, ha ha, ngươi là luân hồi chi chủ, ngươi phải che chở bọn hắn, ta cũng không thể nói gì hơn, ngươi muốn thế nào được thế nấy. Diệp Thần quay đầu hướng Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện, Tinh Tuyết Điện tam gia người nói, các ngươi nếu chịu theo ta trở về luân hồi tinh giới, về sau vì ta hiệu mệnh, có thể miễn tử, nếu không. Hắn xuất thủ cứu giúp, tự nhiên không phải cái gì hảo tâm phát tác, chỉ là từ lợi ích góc độ cân nhắc. Lăng Tiêu Uyên các đại môn phái người, nếu như toàn bộ cho như Tường Vi giết, có phần đáng tiếc, chẳng bằng đem bọn hắn thu nạp vào luân hồi trận doanh, cũng có thể mở rộng thế lực, coi như cầm lấy đi làm pháo hôi đều tốt hơn lãng phí. Các đại môn phái võ giả hoảng hốt vội nói, nguyện bái nhập luân hồi chi chủ dưới trướng, sông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu, hướng như Tường Vi nói, Tường Vi cô nương, bọn hắn bái nhập ta dưới trướng, ngươi xem coi thế nào. Nếu Tường Vi hừ một tiếng, nói, tùy ngươi a, ngươi là luân hồi chi chủ, mệnh của ta đều là ngươi cứu, về công về tư ta đều sẽ không phản bác ngươi. Diệp Thần nói, Tường Vi cô nương ngược lại cũng không cần khách khí như thế, ân, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Phía trước như Tường Vi nói qua, chờ giết sạch người hàng lâm sau, nàng chọn tuẫn đạo, Diệp Thần không biết nàng có phải là thật hay không yếu quyết ý phí hoài bản thân mình. Nếu Tường Vi nói, ta vốn là nghĩ tuẫn đạo tính toán, nhưng nhìn thấy ngươi lại có thể giết chết Dạ Minh Phong, Xà Thiên Đế cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn các loại cao thủ, ta nghĩ, có lẽ ngươi có thể cùng Hắc Ám huynh đệ hội đối kháng. Ta muốn theo ở bên cạnh ngươi. Diệp Thần nói, a. Nếu Tường Vi trong mắt mang theo thưởng thức, nói, thực lực của ngươi, vượt qua tưởng tượng của ta, tương lai có một ngày, ngươi có lẽ có thể tiêu diệt Hắc Ám huynh đệ hội, báo thù cho ta, cũng thay Thiên Tổ báo thù. Ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng Hắc Ám huynh đệ hội, tương lai giết chết Hắc Ám nữ thần. Diệp Thần cười nói, Hắc Ám nữ thần chính là chủ thần, cũng không tốt giết, bất quá ngươi muốn đi theo bên cạnh ta không phản đối, nhiều cái giúp đỡ cũng là chuyện tốt. Nếu Tường Vi nói, vậy thì định như vậy còn ngươi kế tiếp lại có tính toán gì? Diệp Thần ngóng nhìn thương khung, Lăng Tiêu Uyên thế giới bầu trời, tại Ngọc Hoàng kính sụp đổ sau. Thời không pháp tắc đã bị vực sâu địa ngục lôi kéo đến vỡ tan, hắn cùng Xà Thiên Đế, Lăng Tiêu Thiên Tôn nhóm cường giả luân phiên chiến đấu, càng là kinh thiên động địa, cả bầu trời khắp nơi nứt ra, hỗn độn khí lưu gào thét, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần tia sáng tồn tại, chỉ có một mảnh lờ mờ cùng hỗn độn. Diệp Thần ánh mắt có chút mê ly, nói, ta sao? Ta hẳn là muốn đi cứu ta Vũ Tổ Sư Tôn, Cổ Tinh Môn Ngũ Đại Thiên Đế, lại chỉ có một cái cốt thiên đế, thế lực đã không lớn bằng lúc trước. Chính là ta cứu người thời điểm. Nếu Tường Vi ánh mắt chớp động, các loại thiên cơ hiểu rõ, nói, đi sụp đổ di tích cổ sao. Diệp Thần nói, đúng vậy. Nếu Tường Vi nói, Thiên Tổ thất giới còn lại tam giới, không pháp cốc, tinh hằng thiên, áo nghĩa giới, đều tại trong sụp đổ di tích cổ, qua nhiều năm như vậy, Vũ Tổ không trốn thoát được, Cổ Tinh Môn lại bắt không được người, hơn phân nửa cùng cái kia tam giới thế lực có chút quan hệ. Hơn nữa tại Cổ Tinh Môn trên địa bàn, bọn hắn chắc chắn còn có một số ẩn tàng cao thủ, người muốn dẫm vào địa bàn người khác cứu người, nơi nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thần nắm quyền một cái, nói, không dễ dàng cũng muốn đi, chỉ hoãn tiếp nữa, thế cục chỉ có thể càng hung hiểm. Hắn từ nơi sâu xa có dự cảm, không cần bao lâu, vị kia Hiên Viên Vương thực lực, lại sẽ tăng vọt, trở nên càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, Vũ Tổ bằng hữu huyết đồ xương, tựa hồ cũng làm phản rồi, đầu phục Cổ Tinh Môn. Vũ Tổ tình thế, có thể nói vạn phần hung hiểm, Diệp Thần nhất định phải đi cứu viện. Nếu Tường Vi nói, tốt ha, sụp đổ di tích cổ, ha ha, nói không chừng ta độ chi mảnh vụn, cũng tại trong sụp đổ di tích cổ. Nghe vậy, Diệp Thần chấn động, nói, cái gì? Nếu Tường Vi tế ra hỗn nguyên kim hạp, cầm trong tay ước lượng lấy, trên cái hộp kim quang hơi hiện, lại là một hồi nhỏ nhẹ ông động, phảng phất cùng một phương hướng nào đó tồn tại một cỗ đặc thù cộng minh. Nàng nói, ta từ hỗn nguyên kim hạp bên trên thiên cơ vết tích phán đoán, độ chi mảnh vụn rất có thể liền chôn ở trong sụp đổ di tích cổ, hiện nay hỗn nguyên kim hạp tái hiện, mảnh vỡ kia rất có thể cũng nhận cảm ứng,
lập tức sẽ đào được. Hỗn nguyên kim hạp là nở rộ độ chi mảnh vụn vật chứa, dọc theo trên cái hộp thiên cơ khí tức, có thể đẩy ngược đến độ chi mảnh vụn tung tích. Năm đó, Hắc Ám huynh đệ hội công phá luân hồi địa ngục, từng một trận chấp trưởng ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vụn, thế nhưng bốn khối mảnh vụn, ma khí trầm trọng, sát khí kinh khủng, nếu như không có đặc thù vật chứa nở rộ, căn bản không cầm nổi. Hơn nữa lúc ấy thiên tổ còn tại hắn mãnh liệt ý chí ảnh hưởng dưới, Hắc Ám huynh đệ hội người, cũng không khả năng ổn nắm mảnh vụn. Cuối cùng, ma ngục mệnh tinh câu, khóa, hình, độ bốn khối mảnh vụn, toàn bộ đang trong đại chiến thất lạc, bay ra đến không không lúc nào khoảng không không biết trong cái góc nào đi, cũng không người nào biết cái kia bốn khối mảnh vụn ở phương nào. Bây giờ như Tường Vi cầm lại hỗn nguyên kim hạp, đẩy ngược thiên cơ, liền cảm giác được trong đó độ chi mảnh vụn tung tích, tựa hồ ngay tại trong sụp đổ di tích cổ. Hơn nữa, hỗn nguyên kim hạp tồn tại, cũng giống như mang theo một cỗ tác động chi lực, bị chôn ở sụp đổ trong cổ tích mảnh vụn, cũng sẽ phải đào được. Diệp thần đồng tử hơi hơi co vào, bắt được sau lưng đủ loại nhân quả, chỉ cảm thấy hung hiểm vô cùng, nói. Nếu là độ chi mảnh vụn đào được, bị cổ tinh môn hoặc cái gì ngoại nhân cầm tới, thì còn đến đâu? Bây giờ thiên tổ đã không tại không không lúc nào khoảng không, mất đi ý chí hắn hạn chế, coi như là bình thường người, cũng có khả năng trưởng khống độ chi mảnh vụn. Độ chi mảnh vụn giá trị, không thể coi thường, ẩn chứa vô thượng siêu độ tịnh hóa vĩ lực, mảnh vụn bản thân chứa địa ngục pháp tắc, trấn áp thần uy các loại, cũng là kinh thiên động địa một dạng kinh khủng. Nếu Tường Vi chỉ là cầm lại hỗn nguyên kim hộp, một lần nữa hấp thu độ chi mảnh vụn lưu lại một chút năng lượng ba động, lập tức liền nghịch thiên cải mệnh một dạng thuế biến, nghiền ép toàn trường, có thể tưởng tượng được chân chính độ chi mảnh vụn, uy năng khủng bố cỡ nào. Loại này mảnh vụn cường đại đến ngay cả đỉnh cấp thiên đế, đều không thể tay không tiếp xúc, nếu không phải bị địa ngục ma khí ăn mòn, thân hồn mục nát mà chết. Nhưng Diệp Thần biết, cổ tinh môn, không pháp cốc, tinh hằng thiên, áo nghĩa giới các loại thế lực, bọn hắn tuyệt đối là có thủ đoạn đặc thù, có thể trưởng khống độ chi mảnh vụn. Một khi độ chi mảnh vụn đào được, rất có thể liền muốn rơi vào trong tay bọn họ. Nếu như bị ngoại nhân cầm, đích xác hỏng bét. Ta sẽ tận lực áp chế tương quan nhân quả khí thế, trì hoãn độ chi mảnh vụn xuất thổ thời gian. Nếu Tường Vi tay phải đánh ra từng đạo pháp ấn, che đậy kín hỗn nguyên kim hộp kim quang khí tức, cứ như vậy, phương xa thời không độ chi mảnh vụn, cũng sẽ không bị câu dẫn đào được. Nhưng loại biện pháp này, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Ta tối đa chỉ có thể trì hoãn 2 tháng sau, độ chi mảnh vụn nhất định đào được. Nếu Tường Vi đào, 2 tháng sau, Diệp Thần sầm mặt lại. Độ chi mảnh vụn nếu là đào được, có trời mới biết sẽ dẫn phát như thế nào biến động, chỉ có 2 tháng chuẩn bị cho hắn mà nói, cái kia rõ ràng là có chút co quắp cùng khó giải quyết. Dù sao độ chi mảnh vụn, liền chôn ở sụp đổ trong cổ tích, mà cùng sụp đổ di tích cổ liên lụy thế lực, lại là vô cùng phức tạp, lòng dạ thâm sâu khó lường. 2 tháng này, ngươi liền hảo hảo chuẩn bị đi, nếu Tường Vi đạo. Diệp Thần nói, ta biết. Phong vân quỷ quyệt, ám lưu hung dũng, có thể tưởng tượng. Trong tương lai 2 tháng, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Mà hắn cùng cổ tinh môn, cũng sắp muốn nghênh đón quyết chiến cuối cùng. Một khắc đồng hồ sau, Ngọc Hoàng Thiên Môn. Diệp Thần liền đứng tại Ngọc Hoàng Thiên trước cửa, đánh giá tấm này cổ lão môn hộ. Lăng Tiêu Uyên thế giới thời không pháp tắc đã vỡ tan, lấy thêm đi Ngọc Hoàng Thiên Môn mà nói, thế giới này chắc chắn là muốn triệt để băng diệt. Lăng Tiêu Thiên Cung, Cổ Hoàng Điện, Huyền Minh Điện, Tinh Tuyết Điện. Tổ Phật tự, vạn môn vị lục đại môn phái, đều nguyện quy thuận Diệp Thần, mắt thấy thế giới phá toái sắp tới, tất cả môn phái còn sót lại đám võ giả, nhao nhao thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Mà như Tường Vi, thì đã tại Lăng Tiêu Uyên giới ngoại chờ. Lần này tại Lăng Tiêu cổ tàng tầm bảo, tất cả môn phái quả thực vơ vét đến không ít chỗ tốt, đương nhiên, bọn hắn quy thuận Diệp Thần, bảo tàng đầu to chắc chắn là muốn hiến tặng cho Diệp Thần. Diệp Thần cũng không phải quan tâm. Hắn càng quan tâm trước mắt Ngọc Hoàng Thiên Môn. Cổ lão Ngọc Hoàng Thiên Môn, lưu chuyển một tầng hòa hợp quang huy, tại trong lờ mờ hỗn độn Lăng Tiêu Uyên thế giới bên trong, lộ ra có chút hoa lệ, là sau cùng huy hoàng. Diệp Thần có thể cảm nhận được, phiến môn hộ này năng lượng kinh khủng, đây là ngày xưa thiên tổ chế tạo luân hồi đạo thiên môn sau khi thất bại sản phẩm, xem như luân hồi đạo thiên môn hình thức ban đầu. Vốn là, Ngọc Hoàng Thiên Môn cùng Lăng Tiêu Uyên thế giới lúc không tương liền, hòa làm một thể. Không thể chia cắt, nhưng Diệp Thần dùng Lăng Tiêu Thiên Tôn một nửa thiên đế huyết, tại trên Thái Sơ Thần Sách viết xuống nguyện vọng sau,
nguyện vọng của hắn đã thực hiện, Ngọc Hoàng Thiên Môn cùng Lăng Tiêu Uyên thế giới thời không liên lạc, đã triệt để đứt gãy. Bây giờ, phiến môn hộ này, liền lẻ loi phiêu phù ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần bàn tay lớn vồ một cái, ầm ầm một hồi vang dội, Ngọc Hoàng Thiên Môn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bay xuống Diệp Thần trong tay. Cả tòa Ngọc Hoàng Thiên Môn, vô cùng trầm trọng, Diệp Thần mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là kém chút không cầm nổi, cánh tay đều sắp bị mang chật khớp. Cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn, quả nhiên kinh khủng. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, liền chuẩn bị đem Ngọc Hoàng Thiên Môn, xem như là tế phẩm đồng dạng, hiến tế cho ngôi sao nhỏ, dùng để chế tạo luân hồi sách. Bây giờ ngôi sao nhỏ tại Thương Linh Thuốc Giới Long Thần Thiên Uyên trong đảo, yên lặng thay hắn chế tạo lấy luân hồi sách thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, trước mắt đã chế tạo ra thiên địa hai chữ, ngôi sao nhỏ trên đầu tài nguyên, đầy đủ chèo chống nàng lại chế tạo huyền hoàng hai chữ. Nhưng tiếp xuống vũ trụ hồng hoang bốn chữ, cũng không biện pháp chế tạo, tài nguyên không đủ. Mà Ngọc Hoàng Thiên Môn, chính là cực tốt tài nguyên, cánh cửa này ẩn chứa linh khí năng lượng, vô cùng đầy đủ để cho ngôi sao nhỏ lần nữa chế tạo đúc nhiều một chữ. Luân hồi chi chủ, chậm đã. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đem Ngọc Hoàng Thiên Môn, hiến tặng cho ngôi sao nhỏ thời điểm, một thanh âm chợt vang lên. Âm thanh đến từ Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên Kiếm. Bây giờ Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm, còn không có hình thể chân thực, chỉ có một đạo hư ảo khái niệm. Bất quá cho dù là hư ảo, nhưng bởi vì năng lượng linh khí quá mức kinh khủng, kỳ thực cảm nhận cùng xúc cảm bên trên, cũng cùng thể rắn thực chất không sai biệt lắm, cả thanh kiếm liền bị Diệp Thần cắm ở trong luân hồi mộ địa. Bây giờ, liền có một đạo âm thanh, từ đạo thiên trong kiếm truyền tới, càng là hoang thiên đế âm thanh, thân ảnh của hắn cũng từ đạo thiên trên thân kiếm hiển hóa ra ngoài. Diệp Thần kêu lên, hoang thiên đế. Hoang thiên đế linh hồn, vốn là sống nhờ tại trong tiểu đạo thiên kiếm. Xem như tiểu đạo thiên kiếm khí linh, phía trước Diệp Thần cùng Dạ Minh Phong một trận chiến, hiến tế tiểu đạo thiên kiếm, xem như kiếm linh hoang thiên đế, liền ngược lại sống nhờ đến chân chính đạo thiên trên thân kiếm. Bây giờ, hoang thiên đế mở miệng, luân hồi chi chủ, cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn, không biết ngươi có thể hay không bổ khuyết đến đạo thiên kiếm bên trong. Thân là đạo thiên kiếm khí linh, hoang thiên đế tự nhiên thầm nghĩ thiên kiếm lớn mạnh, nếu như Ngọc Hoàng Thiên Môn, có thể trở thành chế tạo đạo thiên kiếm tài liệu. Bổ khuyết đến đạo thiên trong kiếm đi, vậy đối với hắn tới nói, cũng có không nhỏ chỗ tốt. Diệp Thần nói, a. Lúc này, lại có một thanh âm vang lên, không nên, Ngọc Hoàng Thiên Môn là Diệp Thần ca ca đưa cho ta, người không thể cướp. Là ngôi sao nhỏ âm thanh, nàng yêu kiều dáng người hình chiếu đến luân hồi mộ địa bên trong. Nàng cùng luân hồi sách tính mệnh tương liên, trước mắt đã tinh không đạo thư khí linh, cũng coi như là luân hồi sách khí linh. Ngọc Hoàng Thiên Môn chân quý như vậy tài liệu, nàng đương nhiên không thể chắp tay nhường cho người. Hoàng Thiên Đế nói, luân hồi viết lên là một cái động không đáy, không biết muốn bổ khuyết bao nhiêu tài nguyên đi vào, mới có chế tạo thành công khả năng, hơn nữa khải dụng luân hồi sách, cần bỏ ra cái giá khổng lồ, chẳng bằng trước hết để cho đạo thiên kiếm lớn mạnh. Ngôi sao nhỏ nhếch miệng, nói, đạo thiên kiếm cũng là một cái động không đáy a. Luân hồi sách cùng Diệp Thần ca ca mệnh tính chất tương liên. Quyển sách này chỉ cần lớn mạnh, coi như không cần, Diệp Thần ca ca cũng có thể nhận được cực lớn tăng thêm. Hoàng Thiên Đế nói, ta cảm thấy, hay là trước chế tạo đạo thiên kiếm cho thỏa đáng. Ngôi sao nhỏ nói, chế tạo luân hồi sách trước tiên. Diệp Thần nghe hai người tranh cãi, không khỏi trở nên đau đầu, với hắn mà nói, đạo thiên kiếm cùng luân hồi sách, đều vô cùng trọng yếu, đáng tiếc tài nguyên có hạn, không có khả năng đồng thời thỏa mãn. Hắn ngược lại là muốn đem Ngọc Hoàng Thiên Môn một phân thành hai, nhưng tiếc là cánh cửa này, chất liệu, pháp tắc cực kỳ kiên cố, không cách nào phân giải. Tốt, chớ ồn ào. Diệp Thần ngăn lại hai người tranh cãi, cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn, hay là trước cầm lấy đi chế tạo luân hồi sách a, Hoàng Thiên Đế tiền bối, về sau ta sẽ lại tìm kiếm tài nguyên, mở rộng đạo thiên kiếm. Nghe được Diệp Thần an bài như vậy, ngôi sao nhỏ vỗ tay kêu lên, hảo a. Hoàng Thiên Đế thở dài, tốt ha, luân hồi chi chủ, ta nghe theo sắp xếp của ngươi. Tất nhiên Diệp Thần đã quyết định, Hoàng Thiên Đế cũng không tốt nói thêm cái gì, thân ảnh lại lần nữa ẩn vào trong đạo thiên kiếm. Ngôi sao nhỏ thu Ngọc Hoàng Thiên Môn, vô cùng vui mừng nói, Diệp Thần ca ca, đa tạ. Diệp Thần gật gật đầu, hết thảy an bài thỏa đáng, hắn cũng chuẩn bị rời đi Lăng Tiêu Uyên. Ầm ầm, tại hắn lấy đi Ngọc Hoàng Thiên phía sau cửa, cả tòa Lăng Tiêu Uyên liền đã mất đi chèo chống,
thế giới khắp nơi phá toái sụp đổ, nơi này chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Diệp Thần vội vàng người nhẹ nhàng rời đi, nếu Tường Vi cùng Lục Đại Môn phái đám người, cũng tại bên ngoài chờ hắn, khi hắn ra Lăng Tiêu Uyên sau, toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, cũng là tại trong hủy diệt tiếng vang đổ sụp thành hư vô, chỉ để lại một chút bụi sao bã vụn, chứng kiến thế giới này đã từng tồn tại qua. Nhìn thấy Lăng Tiêu Uyên hủy diệt, nếu Tường Vi cùng Lục Đại Môn phái người, biểu lộ đều là có chút cảm hoài. Đi thôi. Diệp Thần mỉm cười, ngược lại là không có cảm thán quá nhiều, liền bắn ra thần Chu Thiên Kiếm, hóa thành phương Chu, mang theo đám người trở về Luân Hồi Tinh Giới. Luân Hồi Tinh Giới, cũng chính là ngày xưa núi thần giới, khắp nơi hào quang tràn ngập, thủy khí bốc hơi, thế giới chính giữa nhất tinh không thần sơn, càng là thần huy rực rỡ, tinh quang rạng rỡ, tại Diệp Thần thần giáp mệnh tinh bổ tu, tự tình hóa giải, tu vi liên tục sau khi đột phá, khí vận hắn để thăng, toàn bộ Luân Hồi Tinh Giới khí tượng, cũng là đi theo để thăng. Diệp Thần trả lại đến thời điểm, ra tay trước truyền âm, cáo chi Luân Hồi Tinh Giới đám người chính mình sẽ trở về, cho nên khi hắn cưỡi thần Chu Thiên Kiếm Phương Chu, trở về Luân Hồi Tinh Giới thời điểm, liền thấy thật lớn hoan nghênh tràng diện. Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Diệp Tà Thần, Thần Độ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi, Võ Giao, Tinh Diên các loại, đều đang đợi đợi hắn trở về, khi nhìn thấy hắn bình an trở về, mọi người đều là mừng rỡ, hai bên Luân Hồi trận doanh rất nhiều các đệ tử, cũng là vỗ tay reo hò. Nhậm tiền bối, Phật Tổ, ra ra, chư vị, ta trở về. Diệp Thần từ phương Chu Thượng Tẩu xuống, cũng là không thắng vui vẻ, cùng mọi người đoàn tụ. Đột nhiên ở giữa, Diệp Thần trong đám người, nhìn thấy một đạo khuôn mặt xa lạ. Đó là một người trung niên, giữ lại hai liếc râu cá trệ tử, thân hình gầy yếu, đang cười híp mắt đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, hỏi, vị này là? Hắn từ nơi này trung niên nhân trên thân, mơ hồ bắt được một tia đặc thù nhân quả khí tức, lại giống như cùng sụp đổ di tích cổ có liên quan. Trung niên nhân kia hướng Diệp Thần chắp tay, nói, tại hạ Thôi Đông Du, không pháp cốc đặc phái sứ giả, gặp qua Luân Hồi chi chủ. Diệp Thần nói, ngươi là không pháp cốc người. Không pháp cốc, đây chính là thiên tổ thất giới còn thừa tam giới một trong, địa bàn ngay tại trong sụp đổ di tích cổ. Trước kia, thiên tổ cuối cùng sáng tạo không pháp cốc, tinh hằng thiên, áo nghĩa giới tam giới, vốn là định đưa cho sụp đổ chi chủ, giao cho sụp đổ chi chủ quản lý. Theo sụp đổ chi chủ vẫn lạc, ba cái kia thế giới, tự nhiên cũng là độc lập, không để cho người nào mệnh lệnh. Bây giờ, tam giới một trong không pháp cốc, thế mà phái ra sứ giả đi tới Luân Hồi Tinh Giới, quả thực để cho Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn muốn làm gì? Thôi Đông Du nói, chính là, tại hạ phụng minh không thiên tôn chi mệnh, chuyên tới để bái phỏng, có chuyện quan trọng bàn bạc. Nhậm Phi Phàm tựa hồ đã biết Thôi Đông Du ý đổ đến, sắc mặt khó coi, nói, Diệp Thần, đã ngươi trở về, vậy thì mượn một bước nói chuyện a. Diệp Thần cảm thấy hiếu kỳ, không biết Thôi Đông Du ý đổ đến, nhưng ở Luân Hồi Tinh Giới trên địa bàn, hắn cũng không sợ đối phương nháo sự, liền gật gật đầu. Lập tức, Diệp Thần mệnh Phật Tổ an bài ổn thỏa như Tường Vi, hợp nhất Lục Đại Môn phái bên trong người, sau đó liền cùng Nhậm Phi Phàm cùng một chỗ, mang theo Thôi Đông Du, truyền tống đến Tinh Không Thần Sơn Tinh Không Thần Chỉ bên cạnh. Ba người liền tại trong Tinh Không Thần Chỉ cái khác một tòa cái đỉnh nhỏ ngồi xuống. Diệp Thần nhìn chằm chằm Thôi Đông Du, hỏi, các hạ muốn bàn bạc cái gì? Thôi Đông Du mỉm cười, uống trước một miệng trà, nói, cái gọi là số trời càng dễ, thần khí có biến, tại hạ quan Luân Hồi trận doanh, chịu Cổ Tinh Môn, Thiên Khư Thần Điện, Tử Thần Giáo Đoàn, Hồng Quân Lão Tổ đa trọng áp bách, đã không quật khởi cơ hội, Luân Hồi quyền hành có hủy diệt không có nguy hiểm, tại hạ muốn mời Luân Hồi chi chủ giao ra quyền hành, liền như vậy lui chỗ rộng rảnh rỗi, du dương tuế nguyệt, không biết Luân Hồi chi chủ ý như thế nào. Diệp Thần nghe Thôi Đông Du lần này vẻ nho nhã lời nói, con mắt lướt qua một tia sâm nghiêm, nói, các hạ vừa nói cái gì, phải gọi ta giao ra Luân Hồi quyền hành. Chẳng lẽ ngươi muốn kế vị? Thôi Đông Du nói, không phải vậy, tại hạ đức hạnh nông cạn, từ không đủ để chấp trưởng Luân Hồi quyền hành, nhưng ta không pháp cốc thiếu chủ Cổ Đoạn Trần, minh đức chiếu thần, tiên tư diệu thiên, khí vận hắn thâm hậu, có thể chấp trưởng Luân Hồi quyền hành. Ta không pháp cốc cốc chủ Minh Không Thiên Tôn đã nói, nếu là Luân Hồi chi chủ chịu giao ra quyền hành, hắn có thể che chở các ngươi Luân Hồi trận doanh chu toàn, cũng có thể kiệt lực cứu ra Vũ Tổ. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, xem như hiểu rồi, nói, ngươi lần này đến đây, chính là muốn bức ta giao quyền, tiếp đó các ngươi cái gì thiếu chủ Cổ Đoạn Trần,
liền thay thế ta trở thành mới luân hồi chi chủ. Thôi Đông Du gật đầu nói, chính là. Diệp Thần cười ha ha nói, khẩu vị của các ngươi có phải là hơi nhiều phải không? Thôi Đông Du nói, đây là số trời biến rời, thiên mệnh sở quy, còn xin luân hồi chi chủ không cần chống lại thiên mệnh, luân hồi quyền hành thần khí trầm trọng, người khó mà chắc chắn, hay là giao cho ta nhà thiếu chủ cho thỏa đáng. Dừng một chút, hắn lại nhìn phía Nhậm Phi Phàm, mặc cho Pháp Vương công cao ngập trời, uy năng mênh mông, nhưng làm thiếu chủ nhà ta người hộ đạo, chờ ngươi phụ trợ thiếu chủ nhà ta đăng đỉnh, về sau phi thăng tinh không bỉ ngạn, thậm chí siêu thoát thế giới, đến đại đạo trung cực, biến thành quang, cũng là nhiều trông cậy vào sự tình. Diệp Thần nghe được Thôi Đông Du không chỉ cần hắn giao quyền, còn muốn đào đi Nhậm Phi Phàm, hơn nữa còn là một bộ thành khẩn bộ dáng nghiêm túc, hắn liền không cười được, nhìn chằm chằm Thôi Đông Du, sâm nghiêm nói, ngươi không có ở nói đùa. Thôi Đông Du nói, đại sự như thế, tại hạ sao dám nói bậy. Tại hạ là phụng minh không thiên tôn chi mệnh mà đến, chính là muốn cùng luân hồi chi chủ bàn bạc chuyện này, nếu luân hồi chi chủ chịu giao quyền, vẫn không mất vinh hoa phú quý, nếu chấp mê bất ngộ, chỉ sợ. Cút cho ta, ngươi tính là gì? Diệp Thần cuối cùng là nhịn không được, một cái tát liền hung hăng vung đến Thôi Đông Du trên mặt. Bộp một tiếng, Thôi Đông Du bị Diệp Thần tát đến khuôn mặt sưng đỏ, rơi ra hai khỏa răng, vô cùng chật vật, nhưng hắn vẫn là duy trì lấy thể diện trấn định thần sắc, nói, tại hạ chỉ là hảo ngôn khuyên bảo, luân hồi chi chủ. Nhậm Phi Phàm khoát tay một cái nói, tính toán, Diệp Thần, đừng xung động, người muốn cứu vũ tổ, không thể đắc tội không pháp cốc, chúng ta còn có cần dựa dẫm bọn hắn địa phương. Diệp Thần nghe khuyên can Nhậm Phi Phàm, hừ một tiếng, mới thoáng nhẫn nại cơn giận của mình. Thôi Đông Du nói, mặc cho Pháp Vương biết đại thể, thức đại cục, chắc hẳn có thể phân biệt tình thế, thiếu chủ nhà ta cổ đoạn trần một đời thiên kiêu, hắn đã là bóng tối chi chủ người đại diệt, bản thân đã có cực sâu dày nội tình, lại làm thiên tổ người đại diệt, vậy dĩ nhiên là vô cùng phù hợp, tất có thể huy hoàng không không lúc nào khoảng không. Bóng tối chi chủ, người đại diệt, Diệp Thần đầu lông mày nhướng một chút. Nhậm Phi Phàm tựa hồ đã biết rất nhiều bí mật, nói, bóng tối chi chủ. Là 72 trụ thần một trong, không pháp cốc vị thiếu chủ kia cổ đoạn trần, trước mắt chính là bóng tối chi chủ người đại diện, chấp trưởng bóng tối ma nhãn, đích thật là vị cường hãn thiên tài. Diệp Thần cao mày nói, hắn nhưng cũng đã là một vị nào đó trụ thần người đại diện, còn nghĩ cướp đoạt ta luân hồi quyền hành. Nhậm Phi Phàm nói, người tham lam là không có điểm cuối, huống chi cái kia bóng tối chi chủ quyền hành, tàn khuyết không đầy đủ, nơi nào so ra mà vượt luân hồi đạo viên mãn cùng cường đại. Thôi Đông Du nói, mặc cho Pháp Vương lời ấy sai rồi, thiếu chủ nhà ta nghĩ chấp trưởng luân hồi quyền hành, cũng không phải là vì bản thân tư dục, mà là vì muốn quét sạch chư thiên hắc ám, thiết lập quang minh vĩnh hằng, huy hoàng vĩ đại luân hồi thiên quốc. Chờ luân hồi thiên quốc xây thành, các người phương thế giới này cả đám người, cũng có thể thăng thiên cực lạc. Nhậm Phi Phàm khoát khoát tay, thản nhiên nói, thôi, lời ong tiếng ve ngừng nói, như vậy đi, các người muốn luân hồi quyền hành, cũng có thể. Gọi các ngươi kia cái gì cổ đoạn trần thiếu chủ, cùng Diệp Thần luận võ quyết thắng, hai người đánh một trầu. Nếu như các ngươi thiếu chủ thắng, chúng ta có thể giao quyền, nếu như hắn thua, vậy liền đem bóng tối chi chủ quyền hành giao ra, rất công bằng đúng không? Nghe được Nhậm Phi Phàm lần này đề nghị, Thôi Đông Du sắc mặt lập tức biến đổi, trần chờ nói, cái này. Ách, cái này sao? Diệp Thần một hồi cười nhạo, nói, xem ra các ngươi kia cái gì cổ đoạn trần thiếu chủ. Cũng không ngươi nói lợi hại như vậy, liền cùng ta so võ đô không dám sao. Thôi Đông Du hoảng hốt vội nói, cũng không phải, chỉ là, đao kiếm quyền cước không có mắt, nếu là luận võ quyết chiến, khó tránh khỏi tử thương, đối với song phương cũng không có chỗ tốt. Hắn biết Diệp Thần thực lực cường hãn, coi như cổ đoạn trần có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, kết cục hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Mà tại trong sụp đổ di tích cổ, cũng không chỉ là không pháp cốc một nhà thế lực, còn có tinh hằng thiên, áo nghĩa giới, cổ tinh môn tại nhìn chằm chằm. Ngưng thần suy nghĩ một hồi, Thôi Đông Du nói tiếp, đấu võ quá mức nguy hiểm, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, chỉ có thể bị cổ tinh môn nhặt được tiện nghi, huống hồ cầm thiên tổ, bóng tối chi chủ hai vị trụ thần quyền hành làm tiền đặt cuộc, cũng là đại bất kính cử chỉ, không thích hợp, không thích hợp. Diệp Thần nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Thôi Đông Du do dự không nói. Sau một hồi lâu, mới nói, việc quan hệ thiên tổ cùng bóng tối chi chủ quyền hành, tại hạ không dám nói bừa, phải trở về hướng minh không thiên tôn bẩm báo một phen, ân, tại hạ trước hết cáo từ, qua mấy ngày lại tới thăm. Can hệ trọng đại,
Thôi Đông Du cũng không dám nói thêm cái gì, lúc này đứng dậy cáo từ, chuẩn bị về trước không pháp cốc, hướng Minh Không Thiên Tôn bẩm báo. Diệp Thần nói, không tiễn. Thôi Đông Du hướng Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm khom người chắp tay, quay người từ biệt rời đi. Đợi đến Thôi Đông Du đi, Diệp Thần mới hướng Nhậm Phi Phàm nói, Nhậm tiền bối, cái này không pháp cốc muốn cướp đoạt ta quyền hành, chúng ta xử lý như thế nào? Nhậm Phi Phàm do dự một chút, nói, có ta ở đây, bọn hắn muốn dùng sức mạnh, đó là tự tìm cái chết, nếu không phải cố kỵ đại cục, cái kia Thôi Đông Du mở miệng trong nháy mắt, ta đã đem hắn bóp chết. Diệp Thần nói, a. Nhậm Phi Phàm thở dài một hơi nói, người tự tình đã giải, kế tiếp, chúng ta phải làm suy nghĩ cứu vớt phủ tổ, sụp đổ di tích cổ thế lực rắc rối phức tạp, như không người trợ lực, chúng ta muốn cứu người, muôn vàn khó khăn. Diệp Thần nói, người muốn mượn dùng không pháp cốc sức mạnh. Nhậm Phi Phàm nói, có này dự định, ân, coi như không cùng bọn hắn hợp tác, cũng không thể vạch mặt, bằng không bọn hắn âm thầm làm cho cái gì ngáng chân, cái kia phiền phức vô cùng. Diệp Thần cũng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, nói, vậy cũng không thể bảo ta giao ra quyền hành. Mặc kệ thế cục như thế nào, hắn đều không có khả năng đem luân hồi quyền hành chắp tay nhường cho người. Nhậm Phi Phàm nói, đây là tự nhiên, xem bọn hắn còn có lời gì nói đi, chúng ta gặp đi bộ bước. Vừa mới Thôi Đông Du rời đi, nói trở về bẩm báo Minh Không Thiên Tôn, vài ngày sau hắn còn sẽ tới. Diệp Thần nói, hảo. Nhậm Phi Phàm nói, người mới từ Lăng Tiêu Uyên trở về, khổ cực, mấy ngày nay liền hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Thần nói, là. Nhậm Phi Phàm rời đi. Diệp Thần ngưng thần suy nghĩ một hồi, nếm thử suy tính tương lai cát hung, phát hiện cũng là họa phúc khó liệu, hắn lắc đầu, liền dứt khoát không muốn, tiến vào tinh không bên trong thần trì tu luyện. Cả người ngâm tại tinh không bên trong thần trì, Diệp Thần cảm nhận được một hồi lâu ngày không gặp nhẹ nhõm cùng thanh lương, thần trì linh khí ti ti lũ lũ rót vào trong cơ thể hắn, hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông mở ra, không ngừng hấp thu linh khí chung quanh. Tơ tình hóa giải mất sau, Diệp Thần tinh thần cuối cùng không còn dày vò, lúc trước hắn nuốt để ngũ biện kim liên, còn có chút thần thông không có lĩnh ngộ, như cửu thần đạo chi thiên hỏa tịch diệt quyết, cửu thần đạo chi tiên thảo linh uẩn quyết, bây giờ cũng cùng nhau cảm ngộ tu luyện, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái. Mà Lăng Tiêu Thiên Cung, Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện các loại môn phái, tại Lăng Tiêu cổ tàng vơ vét đến bảo tàng, đầu to cho hắn, hắn có được tài nguyên phong phú, nghĩ nghĩ sau, hắn liền rút ra một bộ phận thiên tài địa bảo, dùng để chế tạo thập đại địa ngục kỳ quan bên trong trấn hồn bia. Cái này trấn hồn bia, có trấn áp người linh hồn hiệu quả, mà thập đại địa ngục kỳ quan, cũng là cỡ nhỏ kỳ quan, tạo dựng tương đối đơn giản, tiêu hao tài nguyên không tính quá nhiều, Diệp Thần đoán chừng mấy người 2-3 ngày sau, cái này trấn hồn bia liền có thể hình thành. Luân hồi mộ địa bên trong, chín thương cổ hoàng cũng tại chậm rãi điều tức khôi phục, trước đây Lăng Tiêu Uyên thế giới luân phiên chiến đấu, đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Bất quá hắn trạng thái, so với huyết long tốt hơn nhiều, ít nhất còn có thể duy trì thanh tỉnh, mà huyết long thì đã ngủ say, cần Diệp Thần bắt giữ vĩ thú, đi vì nó bổ sung năng lượng, mới có khả năng hồi phục. Đến nỗi sụp đổ chi chủ, hắn trước kia bị hồn thiên đế giết chết, linh hồn chịu đến nguyền rủa, cỗ nguyền rủa này phi thường khủng bố, có thể nhìn thấy tại hắn phía trên mộ bia, thỉnh thoảng có từng sợi chú ấn phủ văn lập lòe, tản mát ra hắc ám xâm nghiêm khí tức. Nếu như không đem nguyền rủa hóa giải mất, sụp đổ chi chủ là không có cách nào hồi phục. Mãnh liệt như thế nguyền rủa, Diệp Thần đoán chừng coi như gọi thời khắc này như tường vi ra tay, đều không biện pháp hóa giải, trừ phi có thể cầm tới độ chi mảnh vụn. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần đã bắt được phá cục cơ hội, mấu chốt chính là độ chi mảnh vụn. Độ chi mảnh vụn nắm giữ vĩ đại vô thượng siêu phàm chi lực, nhưng siêu độ tịnh hóa hết thảy đắng ách vây khốn ngăn, sụp đổ chi chủ chịu nguyền rủa, nồng đậm đến tình cảnh không hề tầm thường, cũng chỉ có độ chi mảnh vụn có thể hóa giải. Nhưng muốn cầm đến độ chi mảnh vụn mà nói, rõ ràng cũng không phải chuyện dễ dàng gì, Diệp Thần bây giờ cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước. Cũng may hắn Lăng Tiêu Uyên hành trình, thu hoạch phong phú, đặc biệt là lấy được nhật chi thạch, có dư thừa năng lượng chi nguyên, hắn sau này chiến đấu, thì ung dung nhiều. Hôm sau, một vị khách nhân đến thăm luân hồi tinh giới.